lên chưa mấy chị ơi, lên chưa? Nó nói lâu lắm rồi mấy chị, lâu lắm rồi. Em mới đi tới đây và em live stream cho mọi người nha. Mấy hôm là bà chị của em mà tới đây mà gọi chị em, còn hôm nay em lại tới trực tiếp rồi nha mấy chị, tới trực tiếp luôn. Lên cho em xà bông giặt đồ của Thái giảm giá không chị? Em ơi, nó có nước xả luôn, nước xả luôn này chồng, nước xả nó giảm giá mấy chị nha, nước xả giảm giá mấy chị nha. Còn nước giặt không có, nước xả có mấy chị, đợi em xíu nha. Có vô gọi chị rụng tóc ngày mai em, ngày mai nha, ngày mai chị gọi chỗ siêu thị mỹ phẩm thì nó chuyên hơn. Còn cái này là siêu thị, này là siêu thị lớn rồi, siêu thị giống như siêu thị của ngoài mình rồi, ở Việt Nam mình rồi. Này mấy chị, lấy cho em hai hộp kim sâm với, rồi đợi chị xíu, chị lại đây, lại ngang góc đây là có kim sâm này. Chị nào đi du lịch Thái Lan lại ngang góc đây là có kim sâm này, đợi em xíu nha. Cho mình hai quần legging đùi hả? Đùi hả? Ngó chứ. Đùi đâu có đâu. Mấy chị, thằng mai không? Ta nói nước giặt, quên nước xả vải này mấy chị, nó tới 600g, hơn nửa ký dùm cho em, 600g, hơn nửa ký dùm cho em nha mấy chị nha, lụm kẹo liền. Chị qua Thái vẫn ở Bangkok đây nha mấy chị nha. Vậy hai dây đi biển nha Thủy, váy hai dây đi biển trò rồi, lên cho em liền mọi người ơi, mọi người ơi, lên liền cho em nước xả vải của Thái Lan mấy chị, dùng được cho từ sơ sinh trở lên, dùng nó mềm mại mà nó thơm ơi là thơm luôn. Nó chỉ có một màu này nó xả thôi, còn những màu khác là hiện tại nó đang giá rất là cao như mấy chị nha. Chị nào lấy cái này nó nặng lắm, nó tới 600g này mấy chị, coi giùm em này, nó tới 600g, nó rất là nặng nha mấy chị nha, nó rất là nhiều, nó nhiều lắm nha mấy chị. Cho nên là mấy chị nha, cái túi bán này, cái túi đang bán nè, cái túi em đang đeo là 175.000 nha. Chị nào lấy lên giùm em nha mấy chị nhá, lên giùm em đây lên giùm em nước xả vải. Em nói thiệt, ở Việt Nam mình bán 50.000 ba bịch, xin lỗi nha mấy chị, ở Thái phải canh me từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây luôn nha mấy chị nha, nó mới sale nha mấy chị. Bữa nay nè mấy chị ơi, em gom sale mấy chị còn 49.000 một bịch, 600ml, 49.000 một bịch 600ml. Em nói thiệt mấy chị luôn, đủ bù cái tiền vận chuyển của em nha mấy chị nha, đủ vừa bù đủ cái tiền vận chuyển của em thôi nha mấy chị. Chị nào lấy thì nhanh tay nha, em không gom dư về Việt Nam, tại vì cái này nha mấy chị, em bán mấy chị 49.000 mà em nói thiệt mấy chị luôn, trong khi này cái cam còn nó này mấy chị, tiền cước của em hết bao nhiêu rồi, tiền cước của em gần 40.000 rồi nha mấy chị nha, mà em gom mấy chị nữa này có 49.000 nha mấy chị nha, 49.000 nha mấy chị nha, tính ra là hết 36-37.000 tiền vận chuyển rồi, cho nên là cái bịch nước giặt nữa là coi như hết, không còn lời nữa. Chị nào lấy thì lên giùm em không dư nha, 49.000. Chị nào thấy, chị nào mà đã sử dụng nước giặt của Thái mà của nhà em rồi thì mấy chị biết, lâu ơi là lâu em mới gom một lần mấy chị, lâu ơi là lâu em mới gom một lần. Thứ nhất là bởi vì nó lâu hơn rất là lâu, nó không giống như những cái dòng nước đợt xả vải khác, mấy chị xài cái xả vải khác đó mấy chị, khi mấy chị phơi lên là nó hết mùi, nhưng mà riêng bịch trong trong lẫn trong là ok. Bích Phương này, ba bịch này đầu lấy đầu rồi, nước giặt nè mấy chị, lên lấy lên giùm em, không có nước giặt, ba bịch xả vải, hai bịch xả vải luôn rồi nha mấy chị ơi. Chị nào lấy lên giùm em ạ, chị kia hai bịch luôn rồi nha mấy chị nha. Chị có giá 49.000, em chị gom em nói này mấy chị, mấy bà thử đi nha, em nói thiệt bảo đảm luôn, không bao giờ làm mấy bà, ví dụ như là mình xài rồi mình nói ê con nhận luôn á thị, sao cái mùi của nhà mày tao xài nó ngon dữ mà của người khác tao xài nó không có lưu mùi. 5 bịch xả vải luôn, chị nào lấy lên giùm em nha, 5 bịch xả vải luôn. Rồi, 2 bịch xả vải cho chị Lệ Nguyên luôn, thử đi mấy chị, em bán mấy chị 49.000. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em mời chị Lệ Nguyên rồi chị mấy chị nha. Rồi, có nước luôn,
chị nào ưng lên liền, lên liền rồi em gom cho mấy chị nha. Chị có giá 49.000, em mua cho mấy chị là tại siêu thị chứ không có phải mà gom kiểu như là hàng Việt Nam mình đã lên, người ta kêu là hàng Thái đâu mấy chị, không có đâu nha mấy chị nha. Rồi ok, hồng có hai bịch xả vải rồi, chị nào lấy xả vải lên thì em xả vải nha. Còn ít lắm nha mấy chị, còn được cả 2, 4, 6 đấy. Đây cái này nó còn ở đâu nữa ta? Em thấy nó còn bao nhiêu đây? Em thấy nó còn bao nhiêu đây rồi nha mấy chị nha. Rồi nha mấy chị, từ từ chị ơi, 4 bịch xả vải nha mấy chị, chị nào lấy lên sớm nha. Chỉ có giá là 49.000 một bịch thôi nha mấy chị. Thư thư ok nè. Vu Lê nè, 2 bịch nè. Minh Thư 1 bịch nè, 5 bịch xả vải lấy cho chị Phạm Văn Tú luôn chồng. Rồi, lấy thêm 5 bịch cho chị Phạm Văn Tú đi. Rồi 3 bịch cho chị Ngọc Diệp nè, 2 bịch cho chị Thủy Thúy Hình. Mấy chị ơi, đặt hàng lên giùm em số số điện thoại nha. Thúy Hình nè. À, thuốc bao tử đợi xíu mấy chị. Nước rửa chân không có, nước rửa chân chị ơi. Tìm nè, tại quá. Không không, từ từ ạ. 5 bịch xả vải cho chị Nguyễn Hảo. Lê Khác nè, 2 bịch xả vải nè, 5 bịch nè, 2 bịch xả vải rồi hết rồi. Ôi chồng hết rồi. Em gom sạch rồi mấy chị, em gom sạch kệ rồi á. Rồi nè, cho chị Trần Nga nè. Còn 2 bịch. Ê, ở đâu hết rồi ta? Hết rồi. Cầm cầm coi thử cái này là cái gì vậy? Thấy có hết rồi ta, hết rồi. Hết rồi. À hello, hello chị cô. Trong trong trong, hỏi thử em. Nè, nè. Anh đi một chiếc à? Ờ. Cái này chị nào lấy lên giùm em nha, lên sớm giùm em. Ở đâu, ở đâu? Đâu đâu, để em lên cái trên đi chị. À, để em lên cái trên rồi có thử cá nữa nha mấy chị. Chị nào lấy xả vải lên giùm em, xả vải mấy chị nha. Ở đâu vậy trong? Trên này hả? À, hỏi thử hỏi vậy trong hỏi đi. Bây giờ thì hỏi đi, nè. Mấy chị nào lấy lên xóm rồi nha mấy chị nha. Ừ, lấy thuốc bao tử đi, bao thuốc bao tử em có mà. Rồi bây giờ em qua dầu gội cho mấy chị nè. Thuốc bao tử em có mà gì vậy? Thuốc bao tử thì bữa nay em bán mấy chị 3-4 ngàn vỉ à. Rồi dầu gội nha mấy chị nha, dầu gội nè. Cái này á là dầu gội Lore, hàng thương hiệu của nó. Lore, lên liền cho em. Lore, dầu gội này nha mấy chị nha, thơm cực kỳ luôn. Thơm mướt tóc cho mấy chị dạ mang luôn, sambo đúng không? Đúng rồi, sambo luôn. Dầu gội Lore nè, chị nào lấy lên liền giùm cho em. Dầu gội Lore nha, dầu gội Lore giùm cho em ạ. Bữa nay em có màu cam, chị nào lấy màu cam lên cho em màu cam. Em có màu trắng nè, em có màu cam, em có màu đen. Em coi thử cái nào mà Lore, sambo mới được. À đây, sambo, đúng rồi, sambo. Đây mấy chị, đây dầu gội này, Lore, hàng thương hiệu của Thái Lan, tuyệt không quan trọng lắm mấy chị. Thứ nhất nó mướt tóc, thứ hai nó mượt tóc, thứ ba nó thơm, thứ tư này mấy chị nó phục hồi tóc hư tổn cho mấy chị thơm lắm. Còn mới nữa. À đợi xíu. Rồi nha mấy chị nha, dầu gội, dầu gội em nói thiệt mấy chị luôn. Đây đang sale này mấy chị, đang sale gần 130 mặt một chai. Em bán mấy chị 125.000, gom sớm giùm chị em nha. Nước xả vải bao nhiêu? 49.000 chị ơi. Chị nào lấy dầu gội lên giùm em ạ. Chai này bình thường nó tới 320.000 một chai lận. Hôm nay gom sale mấy chị còn 125.000. Em nói trước nha, mấy chị mua một chai hay mấy chị mua 10.000 chai em vẫn bán mấy chị 125.000 một chai, em không bán rẻ hơn nữa nha mấy chị. Cho dầu gội này mấy chị biết sao không? Nó thơm lắm. Hàng thương hiệu của nó mà, Lore này mấy chị 320.000. Hôm nay gom sale mấy chị chỉ còn có giá là 125.000 một chai, chị nào lấy tranh thủ nha. Thơm, vừa thơm 450ml, vừa thơm vừa mướt tóc, vừa mượt tóc cho mấy chị luôn. À không nha chị Thoa Phạm ơi, chị nào lấy ghi giùm em, mở ghi giùm em là dầu gội trắng nè, dầu gội vàng nè, dầu gội đen nè, là dầu gội đỏ giùm chị em. Ồ đây dầu gội đỏ nữa nè, chồng chồng sambo. Sambo đâu chồng? Chồng chồng sambo đó. Nó là sambo đó. Em mấy chị, em có màu trắng, màu đen, màu vàng và màu đỏ. Chị nào lấy lên giùm em nha, áo mặc có 85kg em ơi. Đây đồ gọi đỏ hả? Sambo hả? Còn cái này? Cái này cũng sambo. Xé, không đi chung. À, cái này nha mấy chị nha, màu đỏ. Chị nào ưng màu nào lên giùm em màu đỏ, 125.000 một chai. Màu đỏ 125.000. Cái trầm trầm trầm. Rồi, nha mấy chị nha, dầu gọi vàng, dầu gọi đen và dầu gọi trắng giùm em. Dầu gọi trắng nha trầm. Dầu gội trắng lấy cho dầu gội trắng cho chị Nguyễn Loan luôn. Rồi mấy chị ơi, chị nào lấy lên giùm em mà dầu gội vàng 125.000. À 450ml, chị nào mà muốn thơm, muốn mướt tóc, muốn mượt tóc thì mấy chị sử dụng giùm chị em ha. Mấy chị ơi, lấy mấy chị lấy nha. Mấy chị nào lấy thì mấy chị lấy giùm em ha.
túi em đeo 175 ngàn. Mấy chị đợi em xả vải, đợi em xả vải nha, đợi em xíu. Rồi nè mấy chị, màu vàng nha mấy chị, dầu gội mấy chị lấy lên giùm em nha. Dầu gội Loren màu đen. Rồi màu đen cho chị luôn. Rồi chị nào lấy lên giùm em ạ. Màu vàng 125 ngàn, màu đen 125 ngàn, màu đỏ 125 ngàn, và màu trắng. Màu trắng với màu đen nha mấy chị. Màu trắng màu đen rất là thơm luôn nha mấy chị nha. Màu trắng với màu đen là cực kỳ thơm luôn. Dầu gội đỏ một chai, lấy một chai dầu gội đỏ cho chị Thanh Bùi luôn. Dầu gội nha mấy chị nha, chị nào lấy em để em coi thử nó có sale không nha mấy chị. Chứ thường là không có sale em không gom đâu. Không có sale tới 220 lần nha mấy chị. Lấy cho chị một áo mặc 85 kg, ok dịu trang nè. Dầu gội đen trắng cho mấy chị, lấy thêm một chai áo mặc cho. Rồi nha mấy chị nha, chị nào ơn lên giùm em ở cái túi em đeo 175 nha. Rồi nha mấy chị, cho chị Lệ Nguyễn luôn, một đen một trắng luôn cho. Một đen luôn, một trắng luôn. Rồi nha mấy chị nha, lấy thêm một chai trắng nữa. Rồi chị nào lấy giùm em ạ. Dầu gội đen trắng đỏ nha mấy chị nha, 125 nha. Chị nào lấy lên giùm em ạ. Rồi nha mấy chị nào lấy giùm em ạ. Đen trắng đỏ nha mấy chị, 125 nha. Chị nào ân loại nào lên giùm em loại đó nha mấy chị nha. Đen trắng đỏ 125 nha. Chị nào ân lên giùm em ha. À, không từ từ mấy chị, em có nhiều thứ lắm mấy chị. Màu trắng luôn cho chị Nguyễn Thanh Thúy luôn. Dầu gọi chai vàng, một chai vàng luôn cho. Chai vàng cho chị, cho chị Trang Phạm luôn. Ấu lột, chai vàng cho chị nào đấy. Cho chị Lý Phụng luôn. Lấy túi em đang đeo và ok chị 175 nha. Túi em đang đeo là 175 nha mấy chị nha. Màu trắng hương thơm như em. Cái hương nào nó cũng dúng nhau vậy chị, mà nó thơm lắm. Nó mướt tóc lắm nha mấy chị nha. Cái dầu gọi là hàng thương hiệu Loren của nó mà. Đây này mấy chị nè, tà lắm nha mấy chị nha, 125 ngàn ạ. Chị nào lấy lên giùm em ha, 125 ngàn nha. 125 ngàn nha mấy chị nha, rồi chị nào lấy lên giùm em ha. Lấy thêm mấy chai nữa. Rồi chị nào lấy dầu gội lên giùm em, dầu gội nha mấy chị, 125 ngàn. Rồi, nha mấy chị nha, cấp điện mới coi được hả. Rồi chị nào lấy lên giùm em ha. Cho chị một túi em đang đeo là 175 ngàn nha mấy chị. Đẹp lắm, 175 ngàn. Dầu gội đen một chai luôn, dầu gội kem một chai luôn cho chị Thủy Thanh luôn. Dầu gội kem nha, chị nào lấy dầu gội lên giùm em ạ. Rồi nha mấy chị, dầu gội đen cho chị Trần Thi luôn. Rồi nha mấy chị, dầu gội đen cho chị Huyền Hình luôn. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy dầu gội lên giùm em dầu gội ha. Dầu gội sử dụng thoải mái đi em, sử dụng thoải mái nha. Chị nào ân dầu gội lên giùm em ạ, túi đen 175 ngàn. Rồi ok mấy chị nào ân túi đen lên giùm em nha. Cái túi này mấy chị, đây, cái da nó còn mềm hơn da mặt luôn. Cá dầu xả luôn á chị ân dầu xả không? Dầu xả cá luôn. Cái này dầu gội đúng không? Cái này xả đó. Màu xả này, đỏ nó có màu xả nha chị. Đỏ nó có màu xả. Không có chị ơi, trị rụng tóc là phải cái loại đặc trị à. Rồi chị nào ân dầu gội lên giùm em dầu gội nha. Rồi em qua mẫu cho mấy chị. Em qua mẫu ha. Rồi lên đây nè mấy chị. Hả? Màu... Rồi ok luôn. Cá dầu cá dầu nấm kem là gì ta? À, Thủy Thanh lên số điện thoại nha chị Thủy Thanh ơi. Một cái túi ok chị Lý Phụng, một cái túi đang đeo 175 ngàn. Em cho mấy chị coi nè. Mấy chị coi nè. Này mấy chị coi giùm em nè. Rồi cái cục sáp này sáp me nó bự mà ta nói nó bự mà nó hổ nó bự mà chọi lỗ đầu luôn. Sáp me là cái cục sáp tắm để giúp cho mấy chị trị mồ hôi nha mấy chị, trị mồ hôi. Màu vàng nha. Một cái xả cho chị nói là lấy xả màu vàng hả? Bây giờ lai màu đỏ đó. Chị lấy màu đỏ cho chị. Rồi nha mấy chị nha, áo chị mặc 119 ngàn. Rồi mấy chị lắc bạc nam đeo 2 dây em, 2 cây em. Là sao không hiểu. Tối nha Thủy, ok nè, ok gái yêu. Trời ơi, đẹp mày ơi, 175 ngàn hả mày. Rồi nha mấy chị nha, đây đây nha mấy chị nha, chỗ này đi qua nhanh chứ không là đóng cửa. Bữa nay người ta túi chị đeo đúng rồi nha em ơi. Rồi nè mấy chị, cục sáp nè, túi đeo dây mở dài được không? Được chứ. Hỏi thử chừng nào đó open, ở bên chừng nào đóng cửa lại nè, được nè, chị thấy không, thu ra thu vô được. Nhưng mà em mà không có thích đeo nó dài quá, em thích đeo ngang ngắn thôi đó. Rồi nha mấy chị nha, bộ em đang đi Thái, em đang đi Thái mà. Rồi nha mấy chị nha, rồi lên giùm em đây 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 chị, một túi về chị. Có dầu miên con á không em? Dầu miên con á mai nha chị, dầu yên con mã mai ha. Từ từ rồi chị ơi, bây giờ là hôm nay không có được. Nhưng mấy chị nha, đây nè cái cục sáp này á, còn cái túi em đem đeo là 175 ngàn, chị nó ân hốt liền ha. Nè mấy chị, cái cục sáp này á là sáp tắm trị mùi hôi cơ thể, sáp tắm trị mùi hôi cơ thể giùm em. Sáp tắm trị mùi hôi cơ thể, chị nào bị hôi nách, hôi cơ địa, hôi tay, hôi chân, hôi nách rồi mấy chị, mùi hôi mình bị hôi
thì mấy chị dùng cái cục này mấy chị tắm giùm cho em à. Một cục rất là nặng luôn nha mấy chị nha, một cục rất là nhiều và rất là nặng luôn. Cục này đang bán 95.000 á, mà sale mấy hôm á là 75.000 cục. Cái này là có sale nói vậy. Hôm nay xả cho mấy chị luôn 49.000. À lộn, xin lỗi. Chết, 59.000. Chết em mấy chị ơi, mất một hồn. Tại mấy chị biết sao, cái cục này nó tới 160g. Nó gần nó hở ship nó gần tới mười mấy ngàn rồi. 59.000 nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. 59.000 nha mấy chị nha, 59.000 chị nào lấy ghi giùm em. Sáp mi 59.000 một cục chà bá lửa luôn. Chị nào có con mà nó hay đổ mồ hôi mấy chị cho con xài. Chồng hay mồ hôi nách, hôi tay, hôi chân, hôi người cho chồng xài. Mình mà đổ mùi hôi mà hay có mùi hôi cơ địa cho mình xài nha mấy chị nha. Ok lắm mấy chị. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy giùm em ạ. Biết sao ta lúc tao gì cả nha. Đặt hàng kèm số điện thoại nha mấy chị. Rồi, chị nào lấy lên giùm em ha. Ghi giùm em nha mấy chị nha. Sáp mi 59.000. Chị nào lấy lên giùm em sáp mi 59.000. Lấy nhanh nha mấy chị nha. Cái này mấy chị lấy nhanh nha mấy chị nha. Em còn ở đây thì em lấy luôn nha mấy chị nha. 59.000 thôi. Sáp mi 59.000 cho chị Dương Thị Kim On chào. Cho chị Dương Thị Kim On 59.000 có được có nước cá xả nước xả. Chị nè, chị Dương Thị Kim On nè. Rồi mấy chị nào lấy lên giùm em sát mi. Không, mấy chị kêu em sát mi. Có 59.000 thôi mà trong khi cái cục của em nó rất là bự luôn. Nha mấy chị nha, chị mời thôi. Mấy chị kêu em sát mi. Sát mi mấy chị ơi, của Thái Lan nổi tiếng lắm mấy chị. Sát mi nha mấy chị nha. Nào nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Sáp mi giùm chị em 59k một cục. Nha mấy chị, 59k. Rồi, lấy vô. Rồi. Chị nào lấy sáp mi lên giùm em sáp mi nha mấy chị nha. Sáp mi ạ. Sáp mi nha mấy chị, sáp mi lên giùm em ạ. Không biết nữa mấy chị, lấy này kia không biết. Rồi nha mấy chị nha. Rồi túi da đẹp không em tay. Cái da này chị coi, cái da này nó mềm cục hơn cái da mặt em nha, nó mềm cục hơn cái da mặt em nha chị. Coi à, sát mi rồi chị nào lấy tim mới không thấy. Không phải cái đó đấy, đúng rồi, cái đó là sát gạo, cái này là sát mi. Đúng rồi, sát mi rồi. Mi cái mi đó, ông nhìn không ra cái mi đó. Rồi nha mấy chị nha, sát mi lên nữa, sát mi lấy thêm đi. Rồi chị nào lấy sát mi lên giùm em sát mi nha, có thuốc khác đợi em xíu à. À kim xíu lên giùm em số điện thoại. Rồi lấy thêm đi chồng, lấy thêm sát mi nữa đấy. Chết đi nhiều dữ. Chết đi nhiều dữ này mấy chị, nó nhiều quá trời luôn. Rồi nha mấy chị nha, nước hoa cá thông em có nước hoa Dubai. Rồi nha mấy chị nha, lên ông 4K từ từ rồi mấy chị. Mai à em mới đi bên siêu thị bên Mỹ Phẩm. Đâu, bây giờ em xuống đây em lấy cho mấy chị thêm cái bình nước xả vải nha. Tranh thủ mấy chị em dọn hết kho ngoài kia. Em dọn hết một đống ở ngoài kia luôn à. Em lấy hết một đống ở ngoài kia luôn à. Hết rồi nè. Ủa cái này ông chỉ là nó nào. Đây mấy chị tranh thủ nha, gần hết rồi. Gì hết rồi, cái ít dữ vậy. Cái này chắc bữa sau phải canh quá. Ơ này, này trong có màu xanh nữa nè. Tôi đang nhỏ màu xanh luôn. Chết đi, thơm quá nè mấy chị. Em có thêm màu xanh nữa nha mấy chị nha. Chị nào lấy không? Màu xanh này, màu hồng luôn. Màu xanh, màu hồng, màu trắng. Tôi đang nhỏ màu trắng nữa. Màu xanh, màu hồng, màu trắng nha mấy chị nha. Em bán mấy chị là 50, ở lộn 49.000. Cơ mấy chị có 49.000 thôi. Rồi, nè mấy chị ha. Thấy không? Phải, từ từ hả? Từ từ hả? Để ông coi thử lỗ mà con không đây phải nè, màu này màu đúng nè. Rồi màu xanh đây không phải, màu xanh không phải hả? Màu xanh là cái kia đó, màu xanh là cái đó ông coi thử phải không? À, rồi nha mấy chị nha, chỉ có giá 49.000 nha mấy chị, một bịch xả vải 49.000 giùm em nè mấy chị. Màu xanh, màu trắng, màu hồng thơm lắm mấy chị. Lấy một bịch một màu, hai bịch hai màu, ba bịch ba màu chứ không có cho chọn màu nữa. Một bịch một màu, hai bịch hai màu, ba bịch ba màu nha mấy chị nha, không cho chọn màu.
tại vì cái màu nào cũng thơm. Nhưng mấy chị 49.000, hàng của Thái Lan tại siêu thị rồi mấy chị, không có store sánh, không có store giá, không có store cái gì chưa. Nhưng mấy chị nha, trời trời ơi, xả vải viên à, không có xả vải viên này, nó không có còn hàng đâu. Xả vải viên hồi giờ rồi nha mấy chị nha. À, áo chị quên, túi chị đeo là 175.000 em ơi. Cái vô gọi em sitter hả? Từ từ chị. Rồi chị nào lấy nó giùm em nha. Chị có giá 49.000 thôi, chị nào lấy nó giùm em nha. Không có nha chị Vũ Ngọc Sơn ơi, xanh nha em. Mấy chị ghi giùm em, không có cho chọn màu. Em nói lại nè, không cho chọn màu. Không cho chọn màu. Một bịch một màu, hai bịch hai màu, ba bịch ba màu. Không cho chọn màu. Thực sự rất là cực khi phải đem cái bịch này về tới Việt Nam cho mấy chị. Bởi vì cái bịch này mà rất là dễ nó bị bịch ra ngoài. Nhà mấy chị rất là dễ bị bịch ra ngoài. Và nó ví dụ như nó bồng bềnh lắm mấy chị. Chị nào chọn màu em tạm thời em không, em ngưng đơn lại nha. Chị nào chọn màu tạm thời em ngưng đơn lại. Nhà mấy chị tạm thời chị nào chọn màu em ngưng đơn lại nha mấy chị nha. Em không cho chọn màu, em nói trước rồi. Chị nào chọn màu em không cho chọn, chồng lấy mấy màu. Ba bịch ba màu, đưa thêm nhân vợ thêm bịch nữa. Bốn bịch bốn màu luôn. Bốn bịch bốn màu luôn nha mấy chị nha, lấy cho thơm lắm mấy chị. Bốn bịch bốn màu. Ô nhưng mà cái đó ít lắm rồi, ít lắm. Rồi nha mấy chị nha, một bịch một màu, hai bịch hai màu, ba bịch ba màu, bốn bịch bốn màu, 49.000 một bịch. Có bốn bịch nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Một bịch một màu, hai bịch hai màu, ba bịch ba màu, bốn bịch bốn màu nha mấy chị nha. Một bịch một màu, hai bịch hai màu, ba bịch ba màu, bốn bịch bốn màu giùm chị em ha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Bốn bịch bốn màu nha mấy chị nha. Bây giờ rút hàng đi ta. Đó. Rồi lấy thêm đi. Lấy thêm mấy màu đã vô nữa cho nó đủ đủ màu vô cho mấy chị. Đấy, cái đó đấy. Rồi, dầu hết 16 vị chưa gì hết đâu mấy chị ơi. Từ từ ạ, mấy chị em hai từng bước nha mọi người. Lấy thêm mấy màu ấy. Cái nãy giờ mấy chị lấy cái kia thiệt nhiều mà. Ừ, nặng quá thiệt luôn mấy chị. Cái này hả, thiệt đi ớ thì em gom cho mấy chị. Em gom cho mấy chị cho cực chẳng đã cho thiệt. Nó nặng lắm mấy chị ơi, nặng lắm nha mấy chị nha. Chết mẹ rồi. 600ml là gần có 700-800g thì gần cả ký mẹ nó rồi. Cho nó đậm đặc, nó tỉ trọng nó cao. À mấy bà nè, tôi nói nè. Nè, cái này khác biệt với lại cái hàng giả ở chỗ này. Cái này một giọt của nó nha mấy chị, là nó đậm đặc một giọt. Chứ không phải họ mấy chị chế cái nước bịch xả mà ở những cái chỗ khác nha, chế khác nữa bịch nó cũng thơm. Khi mà nó thơm rồi mấy chị phơi cái áo lên cho nó hết thơm. Không có đâu mấy chị. Hàng này nó siêu đậm đặc luôn. Một bịch của nhà em xài rất là lâu nha mấy chị nha. Chứ không phải là nó lỏng phèo đâu nha mấy chị. Không có nha. Mấy chị nào xài thử cái loại này đi, em bảo đảm mấy chị ghiền luôn á. Trời ơi thiệt, em bán mấy chị 49.000 em cũng ngậm ngùi luôn á. Tại vì mấy chị biết sao, không phải là gì hết trơn á. Cái tiền cước vận chuyển nó quá nặng. Tiền cước vận chuyển nó quá nặng, nó quá nhiều. Nhưng mấy chị nha, cho nên nó là khi mà em sale như vậy á, em không phải là, nói thiệt em không lời cũng được. Nhưng mà họ em chỉ sợ nó lỗ cái tiền vận chuyển thôi mấy chị. À chị vào lấy lên giùm em nha. Bốn bịch bốn màu chồng coi thử. Người ta biết được không hả? Trời ơi, cho từ sơ sinh trở lên người ơi. Nè, cho từ sơ sinh trở lên. Nè, coi giùm em, cho từ sơ sinh trở lên. Hoa Nguyễn lên số điện thoại giùm em nha. Ờ, mấy chị nào lấy lên giùm em ạ. Trời ơi. Hả? À, à quên quên. Đây đây đây, đúng rồi, lấy cái loại của em bé nè. Em bé này mình xài được từ. Ừ, cũng cũng được mà. Nó cũng đi nhau nó mà, thơm, giống nhau à. Cái hình. Đây lấy cái loại của em bé. Loại này của em bé này. Hai bịch này mấy chị lấy lên giùm em nha, lên sớm cho mấy chị nha, thiệt luôn á. Này. Túi đang đeo và ok mấy chị. Rồi nha mấy chị ơi. Đủ chưa con? Mấy chị ơi nặng quá tải rồi. Quá tải rồi. Rồi mấy chị nha, dầu thái chai đỏ lớn bao nhiêu? Mai em mai được không mai nha, mai nha. Rồi nó có mấy màu này nha mấy chị. Chị nào lấy thì lên giùm em ạ. Nó có một bịch một màu, hai bịch hai màu, ba bịch ba màu, bốn bịch bốn màu dùm cho em nha. Không cho chọn màu nha mấy chị, thông cảm giùm em ha. Tại vì màu nào nó cũng thơm hết á.
màu nào nó cũng ngon hết nha mấy chị nha. Một bịch một màu, hai bịch hai màu, ba bịch ba màu, bốn bịch bốn màu nha mấy chị. Một bịch một màu, hai bịch hai màu, ba bịch ba màu, bốn bịch bốn màu. Em xem mấy chị có 49.000 một bịch thôi. Cái tim nó nặng dữ vậy chồng. Ôi ôi thôi chắc em ngưng ấy mấy chị. Rồi ngưng nha. Ngưng. Rồi tiếp hàng của nó này. Ủa có nhiêu màu này mấy ta. Đây mấy chị nha, có dầu giáo thái không? Từ từ mấy chị, chết đi nặng quá chồng ơi, bây giờ đây không nổ luôn. Bình xả vải em biết. Rồi mấy chị ơi, ghi giùm em, mấy chị ghi giùm em là 4 bịch xả vải, 3 bịch xả vải, 4 bịch xả vải, 5 bịch xả vải, 6 bịch xả vải, 10 bịch xả vải, 12 bịch xả vải, 50 bịch xả vải. Lên giùm em nha mấy chị nha. Lên giùm em nha mọi người ơi, lên giùm em nè. Rồi con này nhang mũi đúng không? Nhang mũi. Ô gì hết trơn, trời ơi trời. Nhang mũi chồng đưa lại kia nè. Đúng rồi, coi thử con hàng nhiều quá. Có mấy hộp rồi hả? Cái này không đủ rồi. Nhang mũi có ít quá. Nhang mũi có ít quá hả chồng? Nhang mũi có ít quá không? Thử lấy đi chưa hết. Nhang mũi có ít quá mấy chị ơi. Rồi nhang mũi này. Nhang mũi này mấy chị, nhang mũi loại này nha, nó có hai loại hương hoa. Nhang mũi này mấy chị nha, nhang mũi này mấy chị ơi, từ từ ở nha mấy chị. Nhang mũi này em có hai loại hương thôi, chắc em không cho chọn màu á chị. Nó ăn nhang mũi lên thì em nhang mũi nha mấy chị nha. Một hộp như thế này em bán mấy chị, gom cho mấy chị đi. Chị nào lấy hộp nhang mũi em gom cho mấy chị nha, mua tại siêu thị mấy chị nha. Đừng có so với lại hàng ở ngoài giùm em mấy chị nha, đừng có so với hàng ở ngoài giùm em nha mấy chị nha. Cái nào cũng vậy hết đó mấy chị, đừng so hàng ở ngoài. Hàng ở ngoài cái giá nó khác mà hàng của đó trong siêu thị nó khác nha mấy chị ha. Mình thấy ở hội chợ online chị em à, ủa gì vậy. Rồi như mấy chị nha, 5 bịch xả vải rồi. Ok mấy chị, hello chị Phượng Đạt này. Một hộp bữa nay giờ nó có hai loại hương, chắc em không cho chọn 10 hương rồi mấy chị, tại mùi có mùi này em bán mùi đó nha mấy chị nha, chứ giờ ít quá nha mấy chị nha, ít quá. Một hộp như vậy bữa nay chị nào lấy đi. Trời ơi phần về bị ship trực hết luôn đó. Gì? Phần một vậy. Trời ơi thâu. Em không có trung cái gì quá nặng không mấy chị ơi. Nặng tiền vận chuyển nó ăn hết trơn rồi mấy chị. Rồi một hộp như thế này nó có tới nó có bao nhiêu phanh vậy chồng? Chồng coi thử có bao nhiêu phanh vậy. Cái này là đuổi mũi nha mấy chị nha, thơm nữa. Cái này có bao nhiêu phanh vậy chồng? Rồi em xíu mấy chị em coi. Năm phanh quá. Năm phanh rồi nè. Một hộp 5 phanh này mấy chị. Chị nào lấy lên giùm em nha, 29.000 hộp đi. Một hộp có 5 phanh 29.000 hộp. Chị nào lấy lên giùm em, nhang mũi 29.000 hộp. Một hộp một màu, hai hộp hai màu giùm chị em nha, 29.000 hộp luôn. Chị nào ăn nhang mũi lên giùm em liền, nhang mũi mấy chị, em chỉ gom tại siêu thị thôi. Nhưng mấy chị nha, cái gì tới vừa tới là không còn nha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào ăn lên giùm em ạ. Nào có không này, đây con vợ lai gói đó hả, có không không à. Rồi nha mấy chị nha, 12 tuổi đúng không, uống được nha, xương rồng tím ơi, 12 tuổi mới được nha. Từ từ một hộp nhang mũi này mấy chị, lấy nhang mũi lên liền giùm em nha. Nhang mũi bao nhiêu hộp lên liền, nhang mũi bao nhiêu hộp lên liền giùm em, nhang mũi bao nhiêu hộp lên liền giùm em nha. Một hộp một mùi, hai hộp hai mùi giùm em. 29.000 nha mấy chị nha. 29.000, chị nào lấy nhang mũi lên giùm em, nhang mũi nha, 29.000 ạ. À. Không có like nước rửa chén không mấy chị. Trời ơi, từ đây mà đem nước rửa chén giờ thôi mấy chị ơi. Em nước xả vải rồi em còn cố gắng cho nước rửa chén đó mấy chị. Trời ơi, thiệt luôn mấy chị. Tiền vận chuyển nó nhiều lắm. Chị nào lấy nhang mũi lên em, chồng lấy nhang mũi đi mấy chị, lên mấy trời kìa, nhang mũi hết rồi á. Có nhiêu đó. Gom đi chồng. Nhang mũi có nhiêu gom nhiêu nha mấy chị nha. 4 bịch xả vải 49 nhang mũi 5 hộp. Chết đi. Gom hết đi chồng, mấy chị lấy 2 hộp, 3 hộp, 5 hộp gì đó, gom hết đi. Có hai loại hương nha mấy chị nha, sát thơm hồng không? Đây. Có cái gói này nha mấy chị, 2 hộp nhang mũi rồi lấy lại trong liền đi. Đang like cho nè. 4 hộp nhang mũi, trời ơi, cái bà lấy 3 hộp, 4 hộp. Cái này chắc đợi bữa sau em đi gom nữa chứ không đủ. Này hiện tại nè, bây giờ ổng gom lại kìa. Chỉ còn có ít rồi mấy chị. Rồi nha mấy chị nha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy nhang mũi lên giùm em, nhang mũi này. Nè. Nè đưa lại đây. Nè mấy chị coi nhang mũi này. Nó có ít lắm nha mấy chị nha. Nó có ít lắm. Thấy con mùi. Ô, thơm ghê mấy chị, thơm ơi là thơm nha. Chết đi, thơm ơi là thơm luôn, thơm lắm mấy chị. Có thuốc xay xe thái không chị ơi? Có chứ, một vỉ 9.000 em cứ lên đơn giùm chị nha. Đấy còn loại kia nữa chồng gom hết đi.
Ô hết rồi mấy chị, chết đi hết rồi nè. Rồi nồi mấy chị hết luôn, đợi ngày mai đi tiếp. Kìa, thấy không, thấy không, thấy không? Đúng rồi, cái này bên đây nè, bên này nhìn lên đấy, nó đó. Ủa không phải hả? Vậy thôi để từ sau gom tiếp mấy chị ơi, 5 hộp 10 hộp gì giờ còn có nhiêu đây, để từ sau em gom tiếp nữa nha mấy chị nha. Dầu gọi em lên dầu gọi nãy giờ rồi, em lên dầu gọi nãy giờ rồi mà mấy chị, em mới vừa like chủ dầu gọi qua luôn á, nhớ lấy dao rồi em nhớ hết mà. Chị có nhang không? Có chị, để ngày mai em lên em gom tiếp nữa cho mấy chị nha. Rồi lên cho em cái gói này, có ai còn nhớ cái gói này hay không nha? Cái gói này nè mấy chị, cái gói này mấy hôm em bán mấy chị 55.000 một gói thơm, mấy chị bỏ trong ngăn tủ quần áo mấy chị, trời nó thơm, nó tỏa cái hương ra thơm, rất là thơm, không phải nó thơm lắm mấy chị ơi, nó thơm mà nó ngăn ngừa hôi, ngăn ngừa ẩm mốc, ngăn ngừa cho mấy chị là chuột dán luôn mấy chị. Và thêm một phần nha, cái gói thơm phòng nó thơm dễ mang luôn. Cái gói này á, là cái gói thơm tủ quần áo, mấy chị treo trong tủ quần áo cho em, tủ giày dép hoặc là mấy chị treo trong cái phòng cách máy lạnh á, nó tỏa cái mùi hương ra nó thơm lắm nha mấy chị nha. Và đặc biệt nha mấy chị, bỏ vô trong cái tủ đồ của con nít á, rất là tốt luôn. Từ nay chị nào lại lên giùm em nè. Bây giờ nha, mấy hôm em bán mấy chị bao nhiêu, mấy hôm em bán mấy chị á là 55.000 một gói, hai gói là 110.000, bây giờ em bán mấy chị 99.000 ba gói. Lên cho em gom lấy công làm lời nha mấy chị nha, thiệt một cái em lời được cắt một bạc mấy chị, 1.000 á nha mấy chị. Nhuộm tóc ngày mốt đi chị ơi, ngày mai đi mấy chị nha. Chị nào lấy gói thơm phòng gửi giùm em gói thơm quần áo, trời ơi nó thơm dữ lắm, trời tôi ăn ở siêu thị tôi gom luôn nha mấy chị nha. Mấy hôm em bán mấy chị 55.000 một gói đúng không, bây giờ em bữa nay em bán mấy chị này ba gói 99.000 ba mùi nha mấy chị. Bữa nay là xuống mua. Dạ, nói chung là mấy chị đặt, nhưng mấy cái này là mấy chị phải đặt ở đây nha mấy chị, rồi em mới đem về nha, chứ không em không đem dư đâu. Ba gói thơm phòng rồi, ok chốt, chồng lấy chồng. Chị nào lấy lên giùm em ba gói, chị có giá 99.000 số lượng cả hàng nha mấy chị. Nhanh nha mấy chị nha. Rồi cho chị Bích Phượng luôn mấy chị, thơm lắm. Chị Vũ thì cúp ơi, cứ giùm em ba gói chị. Cứ giùm em ba gói thơm phòng nha. Ba gói thơm phòng. Rồi cho chị ba con dê 6 gói luôn, 2 4. Trời ơi chết rồi, hết rồi, ít quá chồng ơi. 6 gói, trời ơi ít quá. Rồi xong rồi. Rồi nha mấy chị nha, chết rồi, ít rồi mấy chị. Mấy chị ơi, nó có ít quá. Không đủ rồi chứ. Rồi cho mấy chị luôn, 3 gói luôn. Mấy chị ơi, chị nào lấy lên thì em mặc. Thôi em gom hết luôn vậy. Rồi xong luôn. Rồi xong luôn, hết rồi mấy chị ơi. Mấy chị ơi, gom lên liền nha, đợi ngày mai em đi săn nữa mấy chị. Đấy, đấy. Trời ơi, thơm lắm nha mọi người ơi. Hồi bữa giờ mấy chị có nhiều chị hỏi em cái này miết á, do hôm nay nó không có sale. Em bán mấy chị mấy hôm là 55.000 gói. Bữa nay chị nào lấy em gom mấy chị còn cái giá 99.000. Đi hỏi thăm thử nữa chứ. Hỏi thử nó còn ở đâu nữa. Hỏi thử nó ở đâu nữa. Hồi mấy hôm á em kêu người ta lấy luôn nguyên thùng luôn á. Lấy luôn nguyên, thấy đó, đấy cho. Hết, trống hộp. Rồi, đây tiếp nha mấy chị. Ở phía trong kia này chồng. Rồi, xong. Rồi lấy xong. Em gom mấy chị còn có giá là 90. Ba gói thơm hồng lên sớm nha mấy chị nha, 99k ba gói luôn. 99k ba gói luôn nha mấy chị nha. Đây, cái gói này nó hơi nhiều nè chồng. Mình thiếu màu tím nhiều. Hỏi mấy cái người. Hỏi đi con vợ lấy thêm nữa chứ đâu đủ. Rồi nha mấy chị nhé. Mấy chị ơi lên giùm em số điện thoại một set thơm hồng cứ 33 gói 99.000. Trời ơi thơm lâu lắm mấy chị nha. Mình không xài cũng được nhưng mà cho con xài mấy chị. Bỏ xe hơi ok luôn nha mấy chị. Mình không xài cũng được nhưng mà đáng xài cho con. Nha mấy chị, mình đáng xài cho con nó thơm lắm mấy chị. Cái 99.000 thôi nha mấy chị nha, 99.000 thôi. Mấy chị ơi chia sẻ like giùm em với mọi người. Vậy thôi, để sau em đi gom nữa chứ đâu có đủ. Ồ, nó nhỏ rồi. Vậy hết rồi mấy chị ơi, tống kệ. Cái này hồi đủ 2 chỗ rồi ta. Ồ, rồi. Xong, đợi em xíu lại đây nữa. Sữa tắm bé chưa, sữa tắm bé từ từ em ơi. Bây giờ chưa có liền ở đây nữa nè.
Rồi, chị nào lấy gói thơm phồng lên giùm em nha mấy chị nha. Để mai, sáng mai em lại đi gom nữa nha mấy chị. Chứ giờ ở trên này hết rồi. Bây giờ hiện tại ở đây là hết rồi. Mấy chị cứ lên đi, nãy giờ em lấy còn nhiều nè. 3 gói nha mấy chị nha. 3 gói bình thường 55k một gói. Em xem mấy chị 3 gói 99.000. Túi em đeo 175.000 đúng rồi mấy chị. 3 bịch gói thơm phồng. Dạ ok mấy chị cứ lên giùm em ạ. Cứ 3 gói 99.000. Mấy chị ơi không bán lẻ ha. Chị nào mua lẻ thì 55.000 gói. Còn chị nào cứ mua 3 gói 99.000, 3 gói 99.000 giùm chị em ha. 99.000 3 gói rẻ mấy chị ha. À, chị cá Ngô Loan ơi sao chị ơi. 3 gói nha mấy chị, cứ giùm em gói thơm phồng. Mấy chị cứ lên đơn giùm em lên một lần là được rồi mấy chị. Em không có like ấm siêu tóc đâu, tại mấy chị biết sao, ấm siêu tóc đó đi vận chuyển về tới Việt Nam mình cực lắm. Nó cực lắm mấy chị. Chị thấy em không? Em cứ lên đơn là có nha. 3 gói thơm phồng. Hả? Chị thấy lấy 3 gói thơm phồng. À chị lấy 3 gói thơm phồng đúng không? Chị cứ lên giùm em. Rồi lên. Đây. Nè mấy chị. Cái viên xả bồn cầu. Túi nào? 3 gói thơm phồng rồi ok em. Còn cái túi em đeo là 175.000 nha mấy chị nha, 175.000 một túi à. Rồi nha mấy chị nha, lấy cái túi và ok chị, 175.000 nha, từ từ. Ra mắt đi chị, không em từ từ ạ, à. Em ngày mai ra siêu thị mỹ phẩm nó sẽ có nhiều hơn nữa. Ngày mai ra siêu thị mỹ phẩm là nó sẽ chuyên về mỹ phẩm hơn nha mấy chị. Phần này hả, nào là nước giặt, giặt đồ, dầu gội, rồi thả bồn cầu, rồi đồ ăn, đồ uống. Rồi hả, đủ thứ hết mấy chị nha, cái này nói chung lắm mấy chị, siêu thị cái này là siêu thị lớn. Nó có tùm lum hết à. Rồi nha mấy chị nha. Cái xác thơm hồng nó ố xác thơm hồng kìa. Đó là bây giờ nè tới họ đấy. Nghĩ sao tôi bán rồi nha, cả 79.000 à. Hồi nay nó bạc nó tăng nữa, quên rồi, hồi nay nó tăng lên quá trời luôn kìa. Hồi nay nó tăng cao lắm mấy chị. Túi 175.000 giờ ok mấy chị, cho một túi đeo 175k ok chị, 3 gói thơm hồng ok ạ. À. Dâu cù la đợi em xíu mấy chị ơi. Dầu cù là chắc mấy chị phải đợi mai quá, còn không em phải ra tiệm thuốc tây ngày nay nữa mà mấy chị ơi chưa kịp gì hết á. Yêu em nhiều quá. Mấy chị thông cảm giùm em nha, mấy chị cứ lên đơn, em không ok từng chị được, mấy chị cứ lên đơn giùm em, cứ 3 gói thơm phồng là 99.000. Nha mấy chị, dầu gọi chồng rút cho giờ 3 chai dầu gọi ra, 4 màu dầu gọi ra luôn ơi. Túi 175.000 giùm em ha, túi 175.000 nha. Túi em đang đeo này mấy chị 175.000 giùm em. Rồi nha mấy chị nha, lấy cái thôi chưa quá. Đây. Cái này là viên xả bồn cầu nha mấy chị nha. La hết không nổi. Rồi nha mấy chị nha, đây ạ, đây nha mấy chị nha. Túi nha mấy chị ơi, túi chị nào lấy luôn em. Nước giặt đợi em xíu luôn, em có. Ủa không có nước giặt, quên, nước xả vải thôi. Nha mấy chị lấy hai cái. Túi em đeo là 175.000, chị nào lấy túi lên túi giùm em. Đây nha mấy chị nha, có giảm cân ngày mai chị, ngày mai có giảm cân. Ngày mai em ra siêu thị mỹ phẩm nó sẽ nhiều và nó chuyên hơn. Nha mấy chị, còn bây giờ là ở trong này là siêu thị lớn, lúc nãy em like được ăn rồi cho mấy chị và dầu gội rồi này kia đó mấy chị ha. Đây là cái viên thả bồn cầu của Thái này. Cái loại này nha mấy chị nha, cái loại này. Nha mấy chị, loại này ok lắm. Mấy chị thả bình thường cái hàng mà hàng giả của Thái nha, là một ngày mấy chị xài một cục. Mấy chị xài 10 ngày hết 10 cục. Còn hàng của Thái Lan một cục mấy chị xài nó tới 15 ngày, 20 ngày rồi. Nha mấy chị, bình thường mỗi ngày mấy chị phải chà rửa toilet một lần. Khi mà mấy chị xài cục này có thể là 5 bữa nửa tháng mấy chị mới xài một lần. Mấy chị mới chà rửa toilet một lần. Thứ nhất nó sạch toilet, thứ hai thì mấy chị sạch khuẩn toilet, thứ ba nó thơm, thứ tư nó khử mùi hôi. Và nó sạch sẽ cái toilet nhà mình lắm mấy chị. Một cái bữa nay em gom cho mấy chị giá bao nhiêu này. Em gom mấy chị từ 180 mà còn có giá 95.000 luôn. Mấy chị, 95.000 luôn. Em bao giá cho mấy chị luôn, không con nào dám chơi luôn mấy chị, 95.000. Trong khi cái này nó hết bao nhiêu gam, tới 150g, 3 cục 180 xem mấy chị, còn giá 95.000. Chị nào lấy canh thủ nha mấy chị nha, em nói thẳng với mấy chị luôn. Em mua vô 89.000 rồi. Em mua vô 89.000, em chưa kể tiền vận chuyển luôn. Nha mấy chị nha, mà em bán mấy chị còn 95.000. Chị nào lấy lên liền giùm em ạ, ghi giùm em xác thả bồn cầu. Nha mấy chị, xác gì? Xác thả bồn cầu hả? Xác thả bồn cầu giùm chị em nha. Xác thả bồn cầu. Xác thả bồn cầu. Mùi nào cũng thơm. Cái này là mùi chanh, còn cái này là mùi thơm của nó thôi. Mùi truyền thống của nó. Em không có cho chọn màu nha mấy chị nha. Bây giờ em bán quá rẻ rồi mấy chị, thiệt luôn á. Mua vô 89.000, bây giờ em bán mấy chị còn 95.000 à. Nha mấy chị nha, mà trong khí họ cái này là tiền vận chuyển của em nữa chi. Tiền vận chuyển của em cũng hết một đống luôn nha mấy chị nha. Mà bán mấy chị có 95.000 thôi. Chị nào lấy lên giùm em nha mấy chị nha. Thông cống rồi chị. Thông cống hả? Đây thông cống này. Thông cống tắt lắm mấy chị. Thông cống này nó có cái bột thông cống rồi nè. Bột này nhỏ mà sao giá nó cao rồi ta.
bột thông cống thì mấy chị, một bịch như thế này á họ hết tới 65 ngàn, cái bịch 65 ngàn. Mà cái chai này á là hết một chai nè, bột thông cống đây nè. Nè cái bột thông cống này, cái chai bự này nó tới 150 ngàn. Cái chai to là 150 ngàn, mà cái gói là hết 65 ngàn. Đấy, giờ nó cao quá à. Đây nha mấy chị nha, chị nào lấy cái dùng em thả bồn cầu 95 ngàn. Thả bồn cầu 95 ngàn. Thả bồn cầu 95 ngàn. Thả bồn cầu 95 ngàn nha mấy chị. U là trời, xài đi trời. Thử đi mấy chị, xài hàng của Thái chuẩn nó đi mấy chị. Mấy chị xài hàng của Thái xong là mấy chị coi. Hay không nhận luôn á, xài của Thủy nó lâu, nó lâu tan hơn. Mà tôi xài hàng giả sao cứ ngày nó hết cục đi trời. Thử đi mấy chị, thử nha, thử của Thái đi mấy chị. Một cục một set như vậy mấy chị, có 95 ngàn. Trong khi họ mấy chị mua hàng giả cũng hết 55-60 ngàn rồi. 55 ngàn, 60 ngàn mà mấy chị xài được có 10 ngày. Trong khi đó họ có 95 ngàn, mấy chị xài họ tới một tháng mấy, gần 2 tháng. Nè mấy chị thấy chưa, nhà mấy chị xài nhiều á thì nó sẽ nhanh hết hơn, nhưng mà mấy chị xài ít nó sẽ lâu hết hơn. 95 ngàn, chị nào lấy lên giùm em nha. 95 ngàn giùm em. 95 ngàn nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên giùm em 95 ngàn nha mấy chị nha. Lấy cho mình lấy 95 ngàn giùm em. 95 ngàn. Ồ đắt quá à. Lấy giùm mình xài coi. Nó mất hết. Lấy nhạc buồn cầu hả? Nhạc buồn cầu. Thế nè, nhạc buồn cầu, nhạc lavabo nè. Vậy mình mua cái chai đi gì mình xài. Lavabo với buồn cầu nó cũng y chang à. Nó có khác gì đâu. Lavabo với buồn cầu, nó y chang chứ mấy. Hai rồi xếp buồn cầu chị nào lộn, xếp thả buồn cầu chị nào lấy lên giùm em nha. Xếp thả buồn cầu chị nào lấy lên giùm em, chết tim mấy chị ơi. 89 ngàn, thấu lộn. Em mua vô 89 ngàn mấy chị ơi. Mà nó nặng quá trời quá đất luôn rồi. Nặng lắm mấy chị. Rồi chị nào lấy lên giùm em nha. Rồi mấy chị nào lấy nữa lên giùm em nha. Em lên lâu quá không lai được nhiều sản phẩm. Trời ơi chị ơi, em lấy không có đủ luôn, không kịp luôn. Dầu gội nè. Dầu gội. Chị Thanh Hằng lấy một chai thông cống. À một chai thông cống hả, 155 ngàn. Em một chai, em lấy một chai chưa. Em cũng một chai á. Chị nào lấy thông cống thì ghi em thông cống nha. Còn dầu gội nè. Dầu gội này là dầu gội Lore của Thái nè mấy chị. Trời ơi thiệt đó mấy chị, em bán rất là rẻ luôn nè, mua vô 89 ngàn rồi mấy chị. Nè cái này nha, xếp thả bồn cầu một xếp 3 viên của Thái nè mấy chị, 180 ngàn rồi. Bên đây em gom sale mấy chị còn 95 ngàn mấy chị, 95 ngàn. Rồi xếp cái này dầu gội nha, dầu gội trắng, dầu gội đen, dầu gội cam và dầu gội đỏ dùm cho em nha mấy chị. Dầu gội cam và dầu gội đỏ, một chai dầu gội hàng của Lore nha, hàng của Lore nè. Nó tới 320 ngàn lần. Em gom sale mấy chị còn 125 ngàn một chai. Mua một chai, mua 10 chai, mua 1000 chai em vẫn bán mấy chị 125 ngàn một chai nha. Chị nào lấy giùm em ạ. Màu trắng với màu đen đã lắm mấy chị. Màu trắng hoặc màu đen đã lắm nha mấy chị nha. Chị nào ưng trắng lấy trắng, ưng đen lấy đen, ưng vàng lấy vàng, mà ưng đỏ lấy đỏ giùm chị em. 125 ngàn. Rồi mấy chị nào lấy xếp thả bồn cầu lên sớm giùm em nha. Rồi đưa cho anh vợ bịch. Lấy một chai thông sống từ ngon ngọt. À. Ngon ngọc. Rồi ok ngon ngọc. Cái này là em lấy là em chỉ lấy vừa đủ gì em bán thôi nha mấy chị. Mấy chị order thêm là không có hàng đâu nha. Rồi nha mấy chị, chị nào lấy thông cống. Thông cống em thấy nó còn được 4 chai 5 chai này. Em chỉ lấy vừa đủ thôi nha mấy chị. Em chỉ lấy vừa đủ gì ở Việt Nam thôi chứ em không có lấy dư đâu nha mấy chị. Tại vì họ thực sự luôn, một chai này 150 nó cũng không có phải là gọi là rẻ lắm nha mấy chị. Dầu gội, chai dầu gội lấy mùi nào? Dầu gội hả chị? Dầu gội là 450 ml, 450 ml. Mấy chị cứ giùm em dầu gội trắng hay là dầu gội đỏ hay là dầu gội đen nha mấy chị nha. Thơm lắm, đúng rồi, dầu gội thơm lắm luôn á. Hai xếp thả bồn cầu, một thông cống, một dầu gội. Ngờ phan lên, ngờ phan luôn. Cho em xin số điện thoại. Cái này là em chỉ gom về cho mấy chị thôi, cho nên là mấy chị đặt là mấy chị lấy giùm em nha. Rồi nha mấy chị nha. Còn này dầu gội trắng, dầu gội đen, dầu gội đỏ, dầu gội cam. Chị nào ưng dầu gội nào lên giùm em dầu gội đó. 125 ngàn một chai, thông cống cho Đinh Diễm Thúy luôn. Chị nào lấy lên giùm em ạ. Cái này em chị gom thôi cho nó mình. Dầu gội hết đó mấy chị, đợi em xíu. Rồi nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên giùm em ạ. Dầu gội trắng và đen, dầu ok mấy chị. Dầu gội trắng hoặc dầu gội đen, dầu gội kem hoặc là dầu gội đỏ dùm cho em nha. 125 ngàn. Tôi chăn vợ cái nước xả cái này mấy chị hỏi liên tục. Rồi nước xả này mấy chị, em có 4 bịch. Em có 4 bịch nha mấy chị nha. Cái loại của em là 600 ml, nó rất là đậm đặc luôn. Cái này em chị gom khi mà mấy chị order hàng em mới gom em đem về mấy chị. Em nói thiệt sự mấy chị luôn, em bán mấy chị 49 ngàn. Em bán mấy chị 49 ngàn, mà thực chất nha mấy chị nha, em không lời 1 ngàn nào. Bởi vì này mấy chị, nó tới 600 gram, tiền vận chuyển của em hết gần họ 30 mấy ngàn rồi.
trong khi tiền thêm cái tiền bạch nước xả vải nữa. Em bán lấy nếu bán với chị là phải 55.000, em lời còn được có hỏi 6.000, còn bây giờ em bán với chị 49.000 là em nói thiệt với chị. Mấy chị ơi, mình phải phân biệt dùm em giữa cái hàng công ty ở Việt Nam và hàng chủ của Thái Lan, nó khác biệt hoàn toàn. Một giọt của này nó sẽ khác với lại một giọt kia. Mấy chị xài cái này vừa đủ là nó sẽ thơm ơi là thơm, nhưng mà cái loại ở nhà mấy chị chế bằng nửa bình luôn, nó cũng không có kiểu như là nó không có nó mấy chị phơi cái áo lên là nó sẽ không còn thơm lâu và thơm dai như là cái hàng chủ của Thái nha mấy chị. Rồi thông cống nha mấy chị. Ủa thông cống là 155.000, ở quên 150.000, còn thả bồn cầu là 95.000 nha mấy chị. Chị nào lấy em không có cho chọn màu mấy chị ơi, em không cho chọn màu nha, em không cho chọn màu nha mấy chị, em không cho chọn màu ha. Chị nào lấy lên giùm em ha, không cho chọn màu. Rồi đi cho đây mấy chị nha. Trời ơi, ồ mấy chị ơi, em la không kịp gì trơn luôn á, mệt quá, em la không kịp gì trơn luôn á. Dầu gội đen ok chị, dầu gội đen hả? Mấy chị mới nãy hỏi gì vậy nè? Cái gói này gì chồng, cái gói này gì, đây cái gói thơm phòng này nha, cái gói quên, cái gói treo trong tủ quần áo này ba. À, bình thường 55.000 gói, bây giờ em bán với chị 99k 3 gói, gói thơm hồng nha mấy chị, gói thơm hồng. Rồi gói thơm hồng nha mấy chị nha, hết rồi hả? Đây nha mấy chị nha, thở mở thiệt mấy chị ơi, đừng có hối em nha mấy chị nha, từ từ nha mấy chị, từ từ nữa nè chồng. Nè, cơm cho mấy chị nữa nè. Đây, chị nào lấy gói thơm hồng lên giùm em. Ô, em mệt mấy chị, mỗi lần qua Thái á họ em phải tăng tốc nó tới 200% luôn mấy chị, mệt lắm mấy chị ơi, tại vì vừa like mà vừa đi lấy hàng với mấy chị nữa, nó rất là mệt. Chồng đây chồng chỗ lại chỗ kem xanh đi, lấy giùm cho mấy chị kem xanh này. Rồi bây giờ em like qua phần đồ ăn bánh kẹo với mấy chị, chia sẻ like giùm em nha mấy chị ơi. Nè, đúng thiệt luôn. Tôi lấy bà đúng giá. Ê, cái gói gì hết? Cái gói gì hết? Gom lên. Gom mấy chị nhiều chút. Đó, đúng rồi. Đây mấy chị, kem xăm cô tiên này, chị nào lấy lên giùm em 15.000 gói. Nha mấy chị nha. 15.000 gói chị nào lấy giùm em kem xăm cô tiên. Kem xăm cô tiên này mấy chị chuẩn mua tại siêu thị luôn nha. Kem xăm cô tiên 15.000 gói ung lên giùm em. Rồi gói thơm phòng cả hàng nhiều rồi, lên liền giùm em đi mấy chị. Gói thơm phòng này, gói thơm phòng cả hàng rồi. Gói thơm, không em không có cho chọn màu chị. Đây, đừng lấy màu này nổi vậy nổi lấy chiêu rồi. Lấy cái màu kia này. Nè bữa nay bây giờ này mấy chị qua cái ô này nó có nè, qua cái ô này nó có thêm hàng nè. Nha mấy chị nha, bình thường một gói 55.000, em xé cho mấy chị coi. Mùi nào cũng thơm nha mấy chị, rất là thơm luôn. Bình thường là 55.000 một gói. Nè chết đi, xé cái gói rồi mấy chị ơi, nó thơm đã sao mà nha mấy chị nha. Rồi này mấy chị, đây này mấy chị, đây nha. Rồi mấy chị lấy cái dây này mấy chị xả vô trong cái gói này, mấy chị treo lên tủ quần áo cho em, treo trong phòng tắm được, treo trong xe hơi được, treo trên này mấy chị, nó coi này, nó có này nè, tủ quần áo nha, toilet nha, máy lạnh nha, rồi tủ giày dép nha. Đó mấy chị thấy không, thơm lắm mấy chị. Chị nào lấy lên giùm em nha mấy chị nha, 5 gói kem xăm cô tiên kia kìa. Đây nha mấy chị nha, chị nào ân lên giùm em ạ. Đây nha mấy chị, kem xăm cô tiên 10 hộp hả, kem trắng da cực. À chị nào mà mấy chị nào mà ưa mới xài nha, còn không ưa thôi đừng xài. Nè mấy chị, đây cái gói thơm hồng này. Mấy chị xỏ cái cọng dây này vô giùm chị em. Trời ơi mấy chị ơi thiệt luôn á. Mệt quá mệt luôn á. Đây gói thơm hồng này. Ba gói nước xả vải. Ok mấy chị, nè, treo lên đỡ trong tủ quần áo, tủ đồ. Nha mấy chị nha, một gói á. Một gói nha mấy chị nha. À, một gói thì 55.000, bữa nay em bán với chị 3 gói còn 99.000 luôn. 10 túi thơm, ok chị tiến kỳ luôn. Đây nha mấy chị nào lấy lên em. Đây nha mấy chị nha, chị nào lấy kem xăm lên giùm em ạ. À xe từ từ em, cái đó họ đi. Rồi đưa đây cho vợ, xét kem lên răng. Đây ở dưới rầu lên đây nè, kem đánh răng ông già quất liền cho em, gom luôn kem đánh Milo đợi em xíu bung luôn hàng siêu thị, bung luôn mẫu chửi luôn. À
Này mấy chị, set kem đánh răng ông già một set hai tiếp giá của nó là từ 145.000 nha mấy chị nha. Bữa nay gom sale mấy chị tặng cùng cái giá luôn. 79.000 một set hai tiếp kem đánh răng ông già lên liền. 79.000 một set kem đánh răng ông già lên liền lên liền lên liền. 79.000 một set kem đánh răng ông già từ từ. Từ từ chị nào lấy lên liền giùm em nha mấy chị nha. Lên liền giùm em 79.000 một set kem đánh răng già. Rồi từ từ chứ không từ từ ạ. Từ 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 từ. Chị nào lấy lên liền giùm em nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên giùm em ạ. Nho khô em tìm mà nó còn bịch to không mà mấy chị, không có bịch nhỏ. Chị nào lấy lên giùm em ạ. Chị nào lấy lên giùm em ghi giùm em tiếp kem đánh răng ông già. Một set hai tiếp giá 145.000. Bữa nay gom sale mấy chị nè. 79.000 mấy chị ơi, 79.000 chị nào lấy lên liền em gom về liền nha mấy chị. Gói thơm phòng ghi dùng em kem răng ông già, nó chuyên về trắng răng và trị và hơi mụn giùm cho em. Chị nào vàng răng, ố răng, cao răng, vôi răng, đặc biệt là bị hôi miệng. Và thêm một phần nữa, những chị nào, những chị nào mà có chồng hút thuốc nhiều bị vàng ố chân răng và bị hôi miệng làm cho em nha. Lên cho em lên liền mấy chị ơi, chồng lấy xe đẩy xuống gom tiếp kem răng ông già luôn. Lấy đẩy hết rồi. Lấy cho dọn một chiếc xe đẩy lên khác nữa đi. Rồi mấy chị đầy hết một xe rồi nè. Đầy hết một xe rồi nè. Ủa của ai vậy? Đầy hết một xe nha mấy chị nè. Nè, đầy hết một xe nha mấy chị rồi. Bây giờ em ôi lộn, đây. Nè, đầy hết một xe nha mấy chị rồi. Giờ em đi lấy thêm xe nữa nha mấy chị nha. Em đi lấy thêm xe nữa à nha mấy chị. Trời ơi mấy chị ơi, kem trị nám á ngày mai nha mấy chị. Kem trị nám ngày mai nha, ngày mai đi mấy chị ơi, ngày mai nha. Bữa nay mấy chị ơi, giờ em like được cái nào em like nha mấy chị. Ngày mai nha mọi người. Ngày mai, ngày mai. Chị nào lấy ghi giùm em một set hai tiếp chỉ có giá 79.000 mọi người ơi. 79.000 thôi. 79.000, 79.000 hốt liền cho em đi. 79.000. 79.000 một set kem nó đang không già. 79.000 chị nào lấy lên giùm em. Mệt quá mấy chị. Mệt quá mệt luôn. Rồi chị nào lấy lên giùm em mà set kem nó đang không già lên cho em 79.000. Nặng quá. Chứ nặng quá. Chết đi cái bịch nước xả quải đó mấy chị. Trời ơi nó nặng. Rồi thèm thay em mua tại siêu thị nha. Rồi đây là cái gì mấy chế ơi, kẹo trà sữa Thái Lan, tao nói ăn ngon nhất cái nắp luôn, ăn ngon nhất cái nắp luôn. Chị nào lấy kem nó đang ông già thì lên giùm em kem nó đang ông già cho mấy chị nha. Kẹo trà sữa Thái Lan tao nói nó ngon xỉu, ngon ơi là ngon, ngon lắm luôn nha mấy chị, ngon cực kỳ ngon luôn, ngon ơi là ngon. Này mấy chị coi giùm em nè, em chỉ cho mấy chị cách phân biệt nè. Kem nó đang ông già này của Thái này mấy chị coi, chắc kem nó màu trắng chưa. Mấy chị mua mà trúng cái chất kem mà nó màu nâu á, màu nâu như màu này nè, là không phải hàng của Thái đâu nha. Mà cái mùi của nó không thơm, cái mùi như mùi bạc hà là mấy chị đừng mua, bởi vì cái đó không phải của Thái đâu nha mấy chị, cái đó không phải của Thái đâu. Mấy chị nhớ nha, chất kem nó đang không về á, mà cái mùi của nó thơm mùi bạc hà và chất kem của nó màu trắng á, là hàng chuẩn của nó dùng cho em. Nếu mấy chị mà mua trúng á, cái chất kem nó mà màu nâu, màu như màu đồng như này và cái mùi nó hôi hôi á, đó là không phải kem nó đang không về đâu nha mấy chị nha, lưu ý ha. Tại có nhiều chị không có phân biệt được ấy. Rồi mấy chị ơi, lên giùm em mà set kem nó đang ông già nha mấy chị nha. 79k một set hai tiếp luôn. Cái gì đây? Cái gì đây? Rồi. Ôi ơi mệt quá, bỏ ra. Bỏ ra. Em qua bên này. Em qua bên này nha mấy chị nha, để chồng em mà đi đi gom kem nó đang hả? Tao đã bỏ thêm mọi món ở bên này đang dở coi. Rồi, chị nào ăn nước xả vải, nước giặt. Rồi, nước xả vải. Nước xả vải em có mà. Này mấy chị, nước xả vải em có mà. Em nước có xả vải thôi. Em chỉ gom nước xả vải. Tại nước xả vải nó đang sale, chứ còn nước giặt nó không có sale. Bình thường nếu mà nó chưa sale là nó tới 55.000 lần. Cho nên thường em không có sale. Nó lộn thường là em không có gom. Rồi lên giùm em kẹo. Đây là kẹo trà sữa. Một bịch nó tới 100 viên. Ngon tuyệt vời luôn. Bữa nay chị nào lấy em gom với chị luôn. Còn cái giá nha, bình thường 95.000, bữa nay sale với chị còn 69.000. Đưa chân vợ rồi kia nữa. Rồi đưa chân vợ thêm hai bịch xả vải qua. Rồi dầu gội nữa đó, dầu gội còn hai màu nữa. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên liền giùm em. Chắc em nó đang về, chị nào lấy lên giùm em ạ. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em. Kẹo. Ê ô mệt quá mấy chị. Cái này á là kẹo trà sữa. Một bịch nó như thế này 100 viên. Giá của nó là 95.000, gom cho mấy chị còn 69.000 một bịch kẹo trà sữa. Ăn ngon lắm mấy chị, tới 100 viên rồi nha. Nó rất là nhiều, nó thơm thơm dẻo dẻo nha mấy chị nha, mùi trà sữa nha mấy chị nha, có gói thơm mà. Đây gói thơm phòng bây giờ em bán mấy chị còn có 99.000 ba gói thôi. Mấy chị ơi đặt hàng nhớ cho em xin số điện thoại nha. Rồi chị nào lấy lên giùm em, ghi giùm em kẹo trà sữa hốt liền nha mấy chị. Giờ em gom cho mấy chị luôn. Kẹo trà sữa em gom cho mấy chị luôn còn có giá 69.000. Mấy hôm em bán mấy chị kẹo trà sữa là 95.000 á. Nhưng mấy chị giờ bữa nay nó đang sale nè.
do giờ đây khách du lịch cũng ít lắm mấy chị à. Rồi kẹo trà sữa lên nhìn đi mặt, kẹo trà sữa hơi bịch luôn, ok mấy chị, kẹo trà sữa nha mấy chị nha. Có trầm làm phép không? Có rồi nha Thảo Mai ơi. Rồi nha mấy chị, kem nó đang âm gì à. Rồi nha mấy chị nha, kẹo trà sữa giờ ok chị nè, kẹo trà sữa dùm cho em, cho chị Phượng Lý luôn, cho chị Hạnh Bùi luôn, kẹo trà sữa này, kẹo trà sữa nha mấy chị nha. Ngon lắm mấy chị ơi, chị nào ăn kẹo trà sữa lên nhìn em, kẹo trà sữa nha mấy chị nha. Rồi đưa trang giờ bình kẹo sầu riêng đây, kẹo trà sữa cho Thư Mít luôn, cho chị Phan Nhung luôn, kẹo trà sữa cho chị à, cho chị Dũng Xe luôn. Mấy chị ơi, cả tầm nè. Mấy chị ơi, cái này á họ kiểu này. Từ từ lại. Hả? Từ từ lại chứ nói liên lụy mệt. Nhưng mà không có kịp, mấy chị hối nhỉ. Không có kịp. Rồi cho mấy chị nha, chị nào lấy cho em mà kiểu trà sữa 69 nha. Rồi gom kiểu trà sữa cho mấy chị nữa. Rồi kiểu trà sữa 69 nha. Kiểu trà sữa 69 nha. Em nó đang ông già, kiểu trà sữa 69 nha. Cho mấy chị nha. Đồ mẹ tao mới thấy cái gì? Tao mới thấy cái gì? Ta mới thấy cái gì mà có bầu ăn được. Đồ má nó có bầu rồi nè mày. Có bầu rồi nè. Nó nói là gì? Mừng vậy đây. Ta nói vậy, kẹo trà sữa 69 ngàn dùng cho em, ngon tuyệt vời, ngon tét nách luôn, 69 ngàn. Còn đây sầu riêng, qua tới Thái mà không ăn sầu riêng là uổng dùm cho em. Qua tới Thái giờ ok mấy chị cứ lên hàng dùm em nha. Em mệt quá, em không có ok từng chị được đâu, mấy chị cứ lên dùm em. Cái này là kẹo sầu riêng, một bịch nó là 100 viên, giá của nó này. Giá của nó là mấy chị, giá của nó là bao nhiêu ta, à 69 ngàn luôn. Có nha Như Nguyễn ơi, em mệt quá mà. Kẹo sầu riêng 69 ngàn, qua tới Thái mà ăn được kẹo sầu riêng tí lắm mấy chị. Rồi chị nào ăn kẹo sầu riêng lên giùm em, kẹo sầu riêng nha. Quần em mặc 195 ngàn, ủa hết kẹo trà sữa rồi nè, chắc ở đằng kia nó có. Rồi mấy chị nha, kẹo sầu riêng rất cho em, kẹo sầu riêng 69 ngàn luôn. Chị nào ăn kẹo sầu riêng lên giùm em, qua tới Thái mà ăn được kẹo sầu riêng uống hết. Nha mấy chị nha, chị nào lấy giùm em ba túi thơm, ok mấy chị sẽ kem nó ăn dạ, ok mấy chị nha. Kẹo trà sữa, kẹo sầu riêng luôn, chồng kẹo sầu riêng còn mấy bịch gom hết luôn. Rồi nha mấy chị nào ăn kẹo trà sữa lên giùm em, kẹo trà sữa, kẹo sầu riêng lên giùm em, kẹo sầu riêng. Rồi, kẹo chuối, kẹo bắp lên giùm em. Chị nào ăn kẹo chuối lên kẹo chuối, chị nào ăn kẹo bắp lên giùm em kẹo bắp nha. Kẹo chuối còn 69 nha, kẹo bắp còn 69 nha. Nha mấy chị nha. Nói chung là chuối chị nào thích chuối thì ăn, còn không mấy chị ăn kẹo bắp rất ngon hơn. Nhưng mấy chị không, đó là do cái bản thân của em thích. Còn kẹo sầu riêng với kẹo trà sữa là nó ngon hồi giờ rồi. À, kẹo chuối thì bản thân em không có thích. Nhưng mấy chị nói thiệt, cái này bản thân em không có thích. Nhưng mà kẹo bắp cái gì nó lại ngon. Nhưng mấy chị tôi là chị nào ăn loại nào lên em loại đó ha. Chị nào ăn loại nào lên em loại đó. Ăn sầu riêng quất sầu riêng, ăn trà sữa lấy trà sữa, ăn chuối lấy chuối, mà ăn bắp lấy bắp. Nhưng mấy chị nha. À, kẹo bắp à, ok chị kẹo bắp luôn. Kèo bắp nha mấy chị luôn. Chị ơi mình bay hết bao nhiêu tiền? À, sơ sơ gần 60 triệu em. Rồi nha mấy chị nha. Đọc mã nước giặt lên rồi rồi ạ. À. Chị nào lấy giùm em một kèo sầu riêng, một kèo bắp. Giờ ok mấy chị luôn, kèo bắp luôn. Rồi chị nào lấy kèo bắp lên giùm em kèo bắp nha. Hai xả vải, hai xích kim nó ông già. Ok mấy chị. Cặp túi sách đang đeo. Rồi chị nào lấy túi em mà túi sách đem đeo 175 ngàn. 175 ngàn mấy chị. Rồi cái này là gói thơm hồng nè. Gói thơm hồng. Mấy chị ơi đặt hàng nhớ cho số điện thoại. Còn mọi người muốn đặt hay hỏi gì chịu cực kéo lên xíu xíu. À, dạ nói chung là em thấy chứ giờ em cũng không thấy nổi luôn mấy chị hỏi nhiều á, chứ lại đơn hàng nó cứ nhảy lên biết, cho nên là em không có trả lời kịp được. Mấy chị cũng thông cảm giùm em nha, mấy chị cũng thông cảm giùm em nha mấy chị nha. Còn hỏi hoài em thấy em trả lời nữa, inbox tin nhắn giùm em nha mấy chị. Rồi hỏi thì nó trả lời giùm chị đi, chứ giờ chị không biết hỏi nó thử rồi. Nhiều khi em không thấy mấy chị comment nó nhảy nhiều quá. Rồi kem nó đang ông già một xét kẹp sầu riêng, ok gái này, ôi anh này, ok chị này. Cái này là gói thơm hồng, em nói là một lần về cái gói thơm hồng này. Bình thường em bán với chị á là 55 ngàn một gói, còn hôm nay qua tới đây luôn. Em gom cho mấy chị còn có giá này mấy chị, 99 ngàn 3 gói. Nó thơm lắm mấy chị bỏ trong tủ đồ á, cái mùi của nó tỏa ra nó thơm quần áo cho mình. Nó chống hôi, chống hồng mốc cho mấy chị luôn. Và đặc biệt, nhưng mấy chị chuột dán nó không có, còn tủ đồ nha mấy chị. Tủ đồ nha, do em bịt khẩu trang nữa mấy chị, không dám thả khẩu trang ra, bịt khẩu trang á. Cho nên nó nói nó không có đủ hơi. Nhưng mấy chị nha, chị nào lấy cho mẹ mở gói thơm phòng 99 ngàn 3 gói chị em. 99 ngàn 3 gói, bình thường một gói này 55 ngàn rồi mấy chị. Bây giờ em bán với chị 99 ngàn 3 gói. Nha mấy chị nha. Hơn là nó cũng nhẹ nữa cho nên em vận chuyển giờ nó đỡ mấy chị. Thiệt vận chuyển giờ nó đỡ nha mấy chị nha. Hơn bên trước là em bán với chị phải 55 ngàn á. Nha nó không có sale, còn đợt này qua đúng lúc nó sale thì em gom được ha. Rồi chị nào lấy lên giùm em ha. Ghi giùm em nha mấy chị nha, ghi giùm em là ghi giùm em là từ từ ổng đi đâu rồi trời, ổng đi đâu rồi he.
Anh đi đâu rồi nghe, chồng ơi đâu rồi? Ôi, mệt quá. Còn cái này nước xả vải nè, em có tới 4 màu, một bịch của em là nó tới 600g. Nhưng mấy chị nha, nó tới 600g. Hàng của Thái chính hãng, chính gốc, tặng hãng rồi. Mấy chị à, không có cái loại nào mà nó rẻ tới cái mức mà 100.000, quên 50.000 mà 3 bịch mà mấy chị nói chuẩn hàng Thái, không có đâu mấy chị. Không bao giờ có chuyện đó, cho nên là mấy chị lưu ý giùm em nha. Mấy chị xài của những cái hàng đó rồi, mấy chị coi lại những cái hàng của em này, mấy chị xài á, nó khác biệt hoặc toàn bộ luôn. Nó khác biệt toàn bộ luôn nha mấy chị, nó thơm lâu hơn và nó thơm dai hơn. Nhưng mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em một túi thơm 6 gói thì ok mấy chị. Rồi chị nào lấy ghi giùm em nước xả vải một bịch tới 600g mà do nó rất là đậm đặc, cho nên là nó còn nặng hơn cả cái số ký nó luôn. Nhưng mấy chị gần cả ký luôn á mấy chị. Mà em bán mấy chị gom mấy chị có 49.000 à. Nhớ nha mấy chị nha. Cái này mấy chị mà bơm em một phát cái em khóc hết nước mắt. Tại vì nó nặng lắm mấy chị, nó nặng lắm. Nhưng mấy chị nha, nó rất là nặng luôn, tiền cước vận chuyển á mấy chị. Người ta nội thu cao quá mấy chị ạ. Cho nên em không có còn lời cái này nữa. Này mấy chị coi giùm em nước xả vải xài từ sơ sinh trở lên. Rồi nha mấy chị nha, coi giùm em nước xả vải xài từ sơ sinh trở lên giùm chị em. Nha mấy chị nha, thì có vô gọi chi sầm mờ không? Để đợi em chút xíu ha. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy giùm em nước xả vải nha. 49.000. 49.000 một bịch nha mấy chị nha. Cái này là mấy chị thử đi, em nói thiệt nhiều khi tôi giận ghê luôn á, tại vì mấy chị cứ 50.000 bốn bịch. Ủa em nói thiệt mấy chị luôn, mà một bịch nó tới mấy trăm miêu như vậy, em hỏi mấy chị nước Thái ngọ nào. Em hỏi mấy chị cái Thái ngọ nào. Nhưng mấy chị nha, trong khi những cái lúc mà nó không sale cái này nó hết 55.000 rồi. Nhưng mấy chị giờ đợt này nó sale em gom mấy chị mà có 49.000 à. Nhưng mấy chị nha, là họ nó em gom mấy chị cái này á, họ là coi như là bù qua cái tiền vận chuyển. Thiệt luôn á. Cho nên là mấy chị nào lấy thì lên nha mấy chị nha, 49.000. Mấy chị ơi đặt hàng lên giùm em số điện thoại nha. Ba bịch thơm hai xả vải và ok mấy chị, ba túi thơm à. Ba túi thơm ok mấy chị. Túi thơm phòng và nước xả vải khác nhau nha mấy chị nha. Mấy chị ghi giùm em. Túi chị đeo là 175.000 nha em nha. Túi chị đeo 175.000. Rồi. Ủa ổng đi đâu vậy trời, em không hiểu ổng đi đâu luôn á. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em mà nước thơm hồng xả vải lên giùm em. Thơm lâu thơm dịu đúng rồi. Mấy chị nào mà xài cái này của em mà đợt trước em lấy một lần, cách đây chắc cũng phải nửa năm á. Nửa năm á mấy chị, em có lấy cho mấy chị một lần. Cái này em đi lấy thêm nước xả vải cho mấy chị. Mới này hồi nửa năm trước á. Nửa năm trước với mấy chị em có lấy mấy chị không, năm ngoái luôn anh đó, em lấy mấy chị có một lần. Dạ em thấy tiền vận chuyển nó cao quá cho nên em không có lấy thêm cho mấy chị. Ủa cho ổng đi đâu rồi trời. Ủa ông Nhận ơi đi đâu rồi vậy? Em nói thiệt, em qua tới đây là em kêu ổng biết, em tìm ổng biết luôn á. Ôi ô mệt quá. Ổng đi đâu nữa nghe. Rồi lên giùm cho em nha mấy chị nha. Đây mấy chị ơi, mình còn nhớ không, mình còn nhớ cái gì không? Trời ơi trong trong. Rồi, mình còn nhớ cái gì không? Mình còn nhớ cái gì không mấy chị ơi? Ta nói cơm gì? Chồng chồng, thôi vậy gì? Nè, mình còn nhớ cái gì không? Cái này á, ồ cái này mấy chị nha. Cái này là, gì quên rồi. Cái gì quên rồi, cái này là, cái gì quên rồi chồng. Cái này gì quên, mắc mẹ nó rồi. Khoai tây trứng muối. Trời ơi chán ghê luôn á, khoai tây trứng muối hồi nãy đợt trước á là em gom cho mấy chị là 49.000 một bịch. Chị nào mà lấy 6 bịch thì còn 46.000 bịch. Còn hôm nay em gom cho mấy chị nha, em gom cho mấy chị nè. Trời ơi chồng ơi. Chị nào lấy đi, em gom cho mấy chị luôn, còn cái giá cho mấy chị nha. Em gom cho mấy chị còn cái giá nè. Chết đi dữ gì nè. Chị nào lấy em gom cho mấy chị luôn. 29.000 bịch. Tôi chơi láng luôn. Chơi láng luôn, 29.000 một bịch gom cho mấy bà luôn. Tôi gom về tôi ăn trước ạ. Từ từ tính sau. Bà nào lấy lấy cho tôi gom về tôi ăn trước. Nha mấy chị nha, tôi gom về tôi ăn trước. Nó đó. À mới hơn kịp. Tôi gom về tôi ăn trước ngon xỉu nha. 29.000. Ba gói thơm, chị từ từ ạ. Ba gói thơm mấy chị. Gói thơm hồng thì mấy chị ghi em là gói thơm nha mấy chị nha, gói thơm hồng giùm em. Cái này nè, em nói thiệt mấy chị luôn, ngon tuyệt vời lắm. Thử đi mấy chị, cái này á là khoai tây trứng muối của Thái, ngon lắm mấy chị nha. 29.000 mấy chị, 29.000. 29.000 chị nào ăn lên giùm em khoai tây trứng muối quất liền cho em 29.000 nha mấy chị nha. Mấy chị chưa lấy đúng không? Em lấy trước.
em lấy trước lần nào cũng vậy. Mấy chị biết không, nghĩ sao đi bán, em nói thiệt, em đi bán em đặt nha, em nói chị lấy giùm chị em đi, ông nói chị lấy chị nhiều dữ, trời ơi tôi bán hết tôi ăn thèm. Nhưng mấy chị nha, ngon lắm mấy chị, ngon lắm. Chị nào lấy khoai tây trứng muối đó thì em khoai tây trứng muối 29.000 một bịch luôn hả, chục xe khoai tây trứng muối, chị nào lấy lên giùm em khoai tây trứng muối, chị nào lấy lên giùm em khoai tây trứng muối, chị nào lấy lên giùm em ta nha mấy chị nha, 5 gói khoai tây rồi, chị nào lấy lên giùm em khoai tây trứng muối rồi xong trống kệ, rồi xong trống kệ, trống kệ, trống kệ 29 nghe đây, chị nào lấy lên giùm em ạ. Ở nó đứa này nó ghi lại cái giá không ta, rồi xong qua mẫu khác lên tiếp. Rồi hết đâu dọn trống kệ rồi, để đi coi người khác có không. Rồi nhưng mấy chị nha, từ từ hả, hả à, rong biển hả, chết đi rong biển, cái món hàng yêu thích của em, mì tôm không mấy chị, ai ăn mì tôm không, mì tôm Thái ai ăn không. Rồi nhưng mấy chị nha, ba bịch khoai tây đúng mới rồi, mấy chị cứ lên đi em đi gom thêm, chứ gom lần chưa đủ đâu, lần nào cũng vậy hết đó, lần nào cũng vậy nha mấy chị nha, gom một lần chưa bao giờ đủ, gom một lần không có đủ không mấy chị. Rồi cái này cây, cái này cây không ta, cây đúng rồi, mấy bà chế ơi biết cái gì không, cái này là cái gì mấy chị biết không, biết không, biết không, trời ơi ngon quá. À mấy chị có bento này nha, bữa nay chị nào ăn bento lên em, chị nào lấy khoai tây trứng muối lên em nha, mấy chị ơi chia sẻ like giùm em mấy chị nha. Mì trẻ em hả, không có mì trẻ em đâu em ơi, chị không có biết mì trẻ em đâu, chị biết mì của người lớn thôi. Nè mấy chị coi giùm em nha, nè mấy chị cái này nha, chị nào lấy lên giùm em mà ngon xỉu luôn. Mấy chị ơi đặt hàng lên số giùm em nha mấy chị nha, đặt hàng lên số điện thoại giùm em, khoai tây trứng muối ok mấy chị. Mấy chị ơi đặt hàng lên số điện thoại giùm em nha mấy chị. À giao đợi em xíu, giao phải lên tầng trên này chị, tầng cần tầng này này, tầng 1 nè, ở tầng 2 nè, giao nó lên tầng 2 ấy chị. Trời ơi gom không kịp nữa chứ, túi đi bao nhiêu, 175.000 chị. Rồi cái này nha mấy chị nha, cái này á là cái gì quên rồi trọng, rong biển đỏ là cây và xanh là không cây. Một bịch như thế này nó có 10 miếng bên trong, đâu mất rồi, một bịch như vậy là nó có 8 miếng bên trong, ăn ngon lắm nha mấy chị nha. Bình thường 75.000 một bịch lần á, tại vì rong biển nó ngon, rong biển ngon lắm nha mấy chị nha, 75.000 một bịch. Bữa nay chị nào ăn gom giùm cho em nè nha mấy chị, 75.000 nha mấy chị nha, 75.000 rong biển nha mấy chị nha, đỏ là cây và xanh là không cây. Bữa nay chị nào lấy đi, em gom cho mấy chị luôn, từ 75.000 đúng không, em gom cho mấy chị luôn, còn có giá. Thôi em gom cho mấy chị luôn, còn cái giá là 46.000 gói luôn nha mấy chị, 46.000 một gói. Chị nào lấy lên giùm em, mọi cái giùm em rong biển cây hoặc là rong biển không cây lên giùm em ha. Có món mì chuối không em, mì chuối có chị, để em đi vòng vòng em coi thử nha. Chị nào lấy lên giùm em mà khơi tay trứng muối, chạy trong em đi tìm thêm mà nha mấy chị, đi tìm thêm cái đội bên sau là phải đi gom nữa. Chị nào lấy lên giùm em nha mấy chị ơi, rong biển em có hai loại, loại cây và loại không cây. Thuốc chống say xe hai vỉ chị có 9.000 một vỉ thôi, có mì thái cây không chị, có đó em. Rồi chị nào ân rong biển lên giùm em, rong biển đỏ là cây và xanh là không cây, chị nào ân ghi giùm em rong biển xanh, rong biển đỏ lên giùm cho em nha mấy chị nha, ngon cực kỳ. Rồi nha mấy chị nha, ngon cực kỳ luôn. Rồi cho chị 5 gói nè. À, nước giặt không có hàng em ơi, rong biển không cây rồi xả luôn. Rong biển nha mấy chị nha, có cây và không cây, hai rong biển không cây luôn. Rồi nha mấy chị, hai rong biển không cây luôn. Rồi nha mấy chị nha, rong biển chị nào lấy lên mẹ mập. Cà phê sữa em sale còn 99.000 à. Chị nào ăn lên thì mẹ mọt, rong biển có cây và không cây 46.000 một gói nha mấy chị. Ăn thử đi mấy chị, chất lượng nó ngon lắm, nó rất là ngon nha mấy chị nha, mấy chị ăn thử đi. Hàng của nó ăn ngon lắm mấy chị, và nó có kiểu như nó có nhiều dưỡng chất hơn lắm mấy chị. Rong biển không cây xanh rồi ok chị luôn. Chị nào ăn thử lên thì em thử đi mấy chị, đợt sau em đi nữa mấy chị mua thêm cũng được. Mấy chị thử nha, có kẹo chanh muối trồng đợi xíu hả? Nãy giờ đi game, không đi gom kẹo á. Ổng đi gom kẹo rong biển không cây. Rồi nha mấy chị nha, rong biển không cây, chị nào có con thì mấy chị mua không cây cho nó ăn nha. Nước xả vải 4 bịch bao nhiêu, cứ việc 49.000 một bịch rồi em. Em mua 1.000 bịch chị vẫn bán 49.000 một bịch. Chị nào ân lên giùm em nha, chị nào ân cây không cây lên giùm em. Rong biển một cây hai không cây. Dạ chị. Rồi chị nào lấy lên giùm em nha, 40 mấy ngàn quên rồi, 46.000. Nha mấy chị, có mì Thái lấy một thùng hả? Từ từ à mấy chị ơi,
rong biển, hai rong biển xanh, mấy chị đợi em xíu nha, nó có nhiều quá mấy chị. Rồi chị nào ăn rong biển lên giùm em mà cá cây và phần cây kèo sữa bò cá luôn. Rồi một vị chống xây xe cá luôn em, 9.000 một vị nha. Rong biển hai cây, hai không cây, ok baby. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em nè. Rồi chồng ơi là chồng mà đi đâu nữa đâu, mệt ghê luôn á. Rồi nha mấy chị nha, không em ngày mai đi em chắc chắn là bữa nay chủ yếu nè, dầu gội, sữa tắm, xả vải, kem đánh răng, rồi như nữa đó, bánh kẹo đó em đó chị. Bây giờ chị đi vô trong cái siêu thị này là chủ yếu là nhiêu đó nha em nha. Còn mỹ phẩm ráng đợi giùm chị ngày mai, ngày mai là em muốn cái gì là chị chiều cái đó, tại vì chị vô thế giới mỹ phẩm luôn, thế giới mỹ phẩm cho em luôn, muốn cái gì chị chiều cái đó nha. Rồi mấy chị rong miệng không cay giờ ok mấy chị nè, chị nào ăn không cay nè cho ông bỏ vô bóp thôi, càng cái ấy rồi, càng cái này rồi. Ủa rồi nha mấy chị nha, xe này nữa là xe thứ ba rồi nha mấy chị, bữa nay nha mấy chị trộm vía lắm. Cảm ơn mấy chị nhiều, xe này nữa là xe thứ ba rồi, xe này nữa là xe thứ ba rồi, lại lấy hàng bỏ qua đây cho vợ nữa, xe này nữa là xe thứ ba rồi nha mấy chị nha, xe này nữa là xe thứ ba rồi. Hai rong biển cay kem đánh răng rồi đưa đây nè mấy chị, lấy sớm nha mấy chị nha, em mỗi siêu thị em gom cho nó dễ nha. Rồi rong biển cay một đỏ một xanh giờ ok mấy chị, khoai tây trứng muối ok, chồng để vô gom khoai tây trứng muối cho. Kéo 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 luôn nè hả, chưa thấy nè, lỡ bỏ thêm hàng lại đây cho vợ coi, bỏ thêm cái rồi xong hết luôn rồi, còn nhiêu đây mình gom hết cho chị luôn ha. Rồi nha mấy chị nha, gom hết luôn, rong biển đỏ hai đỏ giờ ok mấy chị. Rồi chị nào ăn cay không cay mấy chị ăn thử đi, ngon cái bữa sau mấy chị kêu em, tại vì em cũng đi Thái thường xuyên rồi mấy chị. Kem đánh răng cho bí hở, rồi đợi xíu nha mấy chị nha. Rồi chị nào lấy lên giùm em một khoai tây trứng muối hai bịch ok mấy chị. Thị Trần lên giùm em số điện thoại nha, bà xích ra đây nè, bà xích ra một kem đánh răng một vỉ, một hộp nha mấy chị. Rong biển không cay giờ ok mấy chị luôn, rong biển không cay. Rồi chị nào ăn rong biển lên giùm em rong biển hai vỉ xoay xe, khoai tây trứng muối dồn đơn rồi em dọn cái này luôn. Rồi nha mấy chị nào ăn lên giùm em ạ. Kẹo ngậm ho đợi em ơi, kẹo ngậm ho mai nha, kẹo ngậm ho thuốc khoát mai luôn nha chị. Trang Trang ơi, đồ ăn vặt cho bí hả, từ từ mấy chị ơi, em vừa mới vô có món à, đồ ăn vặt nhiều lắm. Sách cho nó đang ông già này, một set hai tiếp, giá của nó 145.000, sale mấy chị còn 79.000 một set hai tiếp. Chị nào ăn em gom liền, tranh thủ nha mấy chị, chồng em đi gom nãy giờ, tranh thủ nha, chồng em đi gom nãy giờ. Chị nào lấy cái mẹ mà kem đánh răng ông già, một set hai tiếp em gom sale mấy chị còn 79.000 một set hai tiếp nha. Dầu gọi clear hả, ôi dồi trang nhiều món quá. Rồi lên cho em cái này, rong biển hả, rong biển không cay á, đâu còn cái nào đâu, đợi chút nữa giờ lấy cho. Rồi nè mấy chị, em có hai màu nha mấy chị nha, em có hai màu, màu xanh là ít cay, cay ít thôi con nít ăn được, bento màu đỏ người lớn ăn được nha mấy chị nha, cay lắm, màu đỏ là cay và màu xanh là ít cay. Chị nào ăn cay được cứ quất màu đỏ cho em nói thiệt mấy chị, nhậu là y bài. Rồi quên cái này mấy chị, là bento chuẩn 100% của Thái này nha mấy chị nha, mình ăn chuẩn đi, mình ăn chuẩn đi nha. Một gói như thế này thì mấy chị bữa nay chị nào lấy đi 55.000 một set, 55.000 một set, chị nào ân hốt liền dùm cho em nha, gom về cho mấy chị 55.000 một set, em gom trực tiếp tại siêu thị cho mấy chị luôn nha. Bây giờ em gom luôn cho mấy chị, chứ không có chuyện mà họ cái này, tại mấy chị biết sao, ở cái này nó cũng hàng ở Việt Nam mình nó nhiều lắm nha mấy chị. Rồi nha mấy chị nha, lên dùm em nha mấy chị ơi, chua nhiều món quá mấy chị, đợi em xíu mấy chị, 9 người 10 ý luôn, cho nên là mấy chị đợi em xíu nha. Ngày mai em like nữa mấy chị, siêu thị mỹ phẩm đồ gì á ngày mai nha mấy chị nha, siêu thị mỹ phẩm là ngày mai ha. Bento màu xanh hay màu đỏ, ghi dùm em bento xanh, bento đỏ, bento xanh hay bento đỏ lên dùm em, đỏ là cay và xanh là không cay. Rồi xanh đỏ lên cho em, bento đỏ, bento xanh hay đỏ chị ơi, bento xanh hay là bento đỏ nha, bento xanh hay là bento đỏ, xanh ít cay rồi, xanh ít cay cho mấy chị luôn, xanh ít cay luôn. Chị Gia Bảo ơi, lên giùm em xanh cay hay là không cay, giảm cân mai em ơi, lấy cho chị bốn dầu gọi clear nam hả. Đợi em xíu nha, em ra loại là gọi hả mấy chị, hai sắc kem đánh răng ok mấy chị. Bento lên giùm em cái màu, bento xanh hay bento đỏ nha, chị Lâm nhắc nè, bento xanh nè, nãy giờ mấy chị không có ghi giùm em bento nào hết trơn á, bento đỏ này cho chị nè. Rồi như mấy chị nha, chị nào lấy giùm em mà bento xanh cho chị Thanh Hằng nè, bento em có xanh và đỏ nha mấy chị nha, set bento xanh nè. Rồi mấy chị nha, ghi dùm em cái màu, Như Ngọc lên cái màu, Như Ngọc lên cái màu, chị Gia Bảo là bento xanh nè. Rồi mấy chị nha, hai set bento đỏ nè, hai set bento đỏ nè, bento đỏ hai set cho mấy chị nè, cho chị Thúy Huỳnh nè, hai bento đỏ luôn nè.
À, rồi nha mấy chị nha, lên giùm em nha mấy chị, bento đỏ cho chị Tuyết Lê Thị luôn, bento đỏ cho Như Ngọc luôn, bento xanh và đỏ cho chị Trái Dừa luôn. Rồi nha mấy chị nha, 55.000 thôi mấy chị, bento đỏ và xanh. Em lấy mấy chị coi nha, em lấy trực tiếp tại siêu thị hết nha mấy chị nha. Lấy tại siêu thị mấy chị hết à. Ngon lắm nha mấy chị. Ship Bắc Ninh ship 29.000 em. Ship 29.000 ha, ngày 13 em về Việt Nam em trả hàng cho mấy chị nha. Bento đỏ nha mấy chị, bento đỏ này. Rồi nha mấy chị nha, bento gì, bento đen hả, một set đỏ, bento một set đỏ, một rong miệng cay. Một set đỏ, bento em chỉ có đỏ với xanh thôi nha mấy chị nha. Rong miệng cay hả. Rồi nha mấy chị nha, Thủy ơi mua giùm chị chân ém đẹp không? Chân yếm hả? Tại em coi thử nha mấy chị nha. Set bento đỏ giờ ok chị luôn. Từ từ mấy chị ơi, bento đỏ cho chị Lan luôn. Rồi mấy chị nha, em nó đang không già, bento xanh luôn. Rồi mấy chị nào lấy lên giùm em ạ. Ôi ôi em mệt quá. Bento một xanh một đỏ, rồi mấy chị nào lấy lên giùm em ạ. Một xanh một đỏ nha. Chị nào ưng lên giùm em ạ. Bento chồng lấy cho, mệt quá. Rồi mấy chị nha, bento đỏ giùm chị em luôn. Bento đỏ nè. Từ từ. Đấy đúng rồi. Rồi nha mấy chị nha, kem là trà sữa dầu vàng. Rồi mấy chị lên kem nó đang em lên mấy chị, rồi xanh cho mấy chị luôn. Rồi đỏ cho mấy chị luôn. Rồi ok mấy chị, màu xanh màu đỏ rồi, chị nào lấy lên giùm em ạ. Rồi cho chị Đoàn Thị Ngọc luôn chồng, màu xanh màu đỏ. Hello chị Mai Võ nè, thơm một bento đỏ. Màu xanh màu đỏ luôn, bento xanh luôn. Bento xanh, màu xanh màu đỏ nha. Rồi lấy luôn. Trời ơi quá trời luôn. Rồi nha mấy chị, một bento đỏ rồi. Mấy chị ơi 55 ngày một set mua gì cho con ăn an toàn. An toàn nha mấy chị nha, an toàn cực kỳ nha mấy chị, rong biển bán sao. Đừng có đặt trùng lại nha. Mấy chị đừng đặt trùng nha mấy chị nha, em lấy mỗi lần gì nó vô nhiều mấy chị. Chồng lấy cho giờ rong biển nữa. Rong biển em có loại cây và không cây, em bán mấy chị 46.000 một bịch, bình thường 75.000 một bịch lần mấy chị. Bữa nay gom mấy chị còn 46.000 một bịch. Màu đỏ là cây và màu xanh là không cây nha mấy chị nha, còn mì tôm ta. Ôi ôi nhiều món lắm mấy chị ơi, em nói thiệt bạc ngàn luôn á bây giờ hả. Em lựa cái món ngon em like cho mấy chị trước rồi, chứ giờ nhiều quá nhiều mấy chị. Nhiều lắm, không ấy lên nổi luôn. Đã chi nữa. Chủ yếu bên tô xanh ấy, đem lại đây. Cho ổng hốt kia nè mấy chị, coi ổng hốt nè. Ổng hốt coi như của muôn tiền vậy, trời ơi, ổng hốt coi như của muôn tiền nha. Chết đi. Ổng hốt như của muôn tiền luôn. Rồi mấy chị nào lấy em bên tô xanh, bên tô đỏ đó, quất luôn. Nha, hai đông bị hai bịch trong miễn Ngọc Nguyên ơi, chị lấy màu nào? Mấy chị ông xanh nè, mấy chị nó có hai màu nè, bento đỏ là cây và bento xanh là không cây nha mấy chị nhé. Ở trong này nó có 8 miếng ở bên trong nữa nha mấy chị, chỉ có giá là 46.000 thôi nha mấy chị nha. Lấy mì đi em, chồng ơi lấy mì tôm nữa chứ. Mì nơi nó bỡ hết à. Mì hộp ấy, mì ly ấy. Mì ly nó cũng mớp ly mớp đồ hết. Mì ly nó đỡ hơn mì bịch nó đi gì nó mớp thôi. Hết, nó nát hết rồi. Rồi em lên bánh kẹo cho mấy chị ha. Ê, mệt quá. Thì mấy chị hỏi em cái gì người ta dầu gọi nữa đúng không? Mấy chị đợi em chút xíu nha. Đợi em chút xíu nha mấy chị. Ô, thấy em nhận chưa? Bắt gì? Nhé. Đây, u là trời, tinh nói, nó ngon xỉu luôn, ấy gì cho con trai mình á. Trời ơi, em không có cho chọn màu nha mấy chị nha, tại cái màu nào cũng ngon hết. Kẹo Yubi của Thái Lan nè mấy chị, kẹo Yubi của Thái Lan nha mấy chị nha, kẹo Yubi của Thái Lan dùm em nè mấy chị. Lên cho em nha mấy chị ơi, lên cho em nè. Một bịch kẹo Yubi bình thường 35.000 một bịch, bữa nay em gom cho mấy chị luôn. Em bán mấy chị luôn 25.000 một bịch chơi luôn. 25.000 một bịch luôn. 25.000 một bịch kẹo Yubi luôn. 25.000 một bịch luôn. Mấy bữa em xem mấy chị 29.000 bịch đúng không? Bữa nay chơi luôn 25.000 bịch. Kiếm đầu này em đi là coi như là em nói thiệt mấy chị luôn. Em bán rất là rẻ cho mấy chị luôn. Em gom đúng không mấy chị? Em chỉ lấy lại đúng tiền công của em thôi nha mấy chị nha. Thiệt lời được ngàn bịch. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Chị nào ôn lên giùm em kẹo bên kẹo Yubi nha mấy chị nha, của Thái này, ăn ngon lắm. Một bịch như thế này nè mấy chị, một bịch nó như thế này 35.000, em gom mấy chị còn 25.000 một bịch kẹo Yubi. Nha mấy chị nha, em không có cho chọn màu, thông cảm giùm em nha mấy chị, tại vì màu nào nó cũng ngon hết. Màu nào cũng ngon hết nha mấy chị nha, kẹo Yubi 25k 5 bịch chồng. Kẹo Yubi 25k 5 bịch, chị nào lấy lên giùm em ạ. Kẹo Yubi nha mấy chị nha, lấy đủ màu cho mấy chị. Một bịch
một bịch nha quý chị nha, một bịch kẹo du vi nha quý chị nha. Chị nào ăn cái gì mà kẹo xoài dẻo đi thử. Ồ kẹo xoài hả? Dưới kia mới có dẻo xoài. Đó không có. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lưng em du vi sớm nha mấy chị. Em mệt lắm mấy chị ơi. Kẹo du vi nha mấy chị nha, kẹo du vi giùm cho em. Kẹo du vi nha mấy chị nha. Còn ở đâu nữa không ta, hết này nữa hả? Mới gom đi vài phát nữa. Rồi kẹo UV lên giùm em nha mấy chị nha, hai bên tô xanh lên giùm em rồi. UV trời ơi chị, ăn hơi bị ghiền á. Ăn hơi bị ghiền á chị ơi, kẹo UV ăn hơi bị ghiền á. À đây. Trống xanh hết không? Ờ trống xung sơn. Rồi nha mấy chị nha, chị nào ăn lên giùm em rồi. Không. Kẹo UV chị nào ăn lên giùm em nha mấy chị nha, em bán với chị. Không. Em bán với chị còn cái giá là 2, đợi vừa sau gom nữa cho nó đủ. Ủa cái gì nữa ta, mấy chị hỏi gì đi mì tôm đi. Từ từ mấy chị, kẹo sữa bò chị nào lấy lên liền giùm em. Kẹo sữa bò. Kẹo sữa bò này mấy chị nào lấy lên giùm em luôn, bữa nay chơi luôn. Nha mấy chị nha, 27.000 bịch kẹo sữa bò rất là nhiều. Kẹo sữa bò 27.000 bịch chị nào lấy lên liền giùm em. Kẹo sữa bò 27.000 bịch chị nào lấy lên giùm em. Mấy chị đặt hàng lên số mấy cá đơn nha mấy chị. Ờ đặt hàng lên số điện thoại. Cho vậy ta, lên số điện thoại đi mấy chị, lên số điện thoại giùm em nha. Kẹo sữa bò chị nào ăn lên liền giùm em mà thơm đặc trưng vị sữa bò luôn. Kẹo sữa bò lên giùm em luôn 26.000 bịch. Hay 27.000 bịch chứ. 27.000 một bịch nha mấy chị nha, kẹo sữa bò 27.000 bịch chị nào ăn lên giùm em. Tại kẹo sữa bò nha mấy chị nó nặng á, nó nhiều á mấy chị, nó nặng nha. Nó nhiều cho nên nó nặng. Kẹo sữa bò ngon lắm mấy chị, 27.000 một bịch chị nào ăn lên giùm em rồi. Có nhiêu đây đó mấy chị? Có nhiêu này. Kẹo sữa bò 27.000 bịch rồi chị nào lấy lên giùm em ạ. Rồi nha mấy chị, à rồi lên kẹo chanh muối còn được bao nhiêu gom cho mấy bà luôn. Kẹo chanh muối một viên kẹo băng vệ sinh có, đợi em xíu, một viên kẹo bằng một quả chanh. Nè, mua tại siêu thị nha, nhớ nha, tại siêu thị giùm cho em. Một viên kẹo bằng một quả chanh bằng một ném bằng một viên kẹo. Bổ sung vitamin C tăng sức đề kháng cho mấy chị. Cái thứ hai, chị nào mà ít uống nước kem, ít uống nước chanh, mấy chị muốn bổ sung vitamin C làm ơn ngậm kẹo chanh muối này của Thái giùm cho em, ngon lắm. Ăn cái vị nó rất là ngon. Cái thứ nhất, cái thứ hai mấy chị, nó bổ sung vitamin C. Bởi vì một viên kẹo nó nén bằng một quả chanh, và một quả chanh nó nén bằng một viên kẹo. Lên dùm em kẹo chanh muối nha mấy chị nha. Kẹo chanh muối đâu rồi? Kẹo chanh muối đâu rồi? Thiệt luôn mấy chị. Kẹo chanh muối này 35.000 bịch. Bữa nay chị nào lấy em gom cho mấy chị 27.000 bịch. 27.000 một bịch, em nói thiệt với chị luôn á. Ở đây nè, cái giá nó cao quá trời luôn rồi. Kẹo chanh muối 27.000 một bịch, chị nào ăn lên giùm em. Kẹo chanh muối 27.000, chị nào ăn lên giùm em. 27.000 nha mấy chị nha, 27.000. Ủa chồng, kẹo dẻo xoài đâu rồi? Kẹo dẻo xoài nè. Ấy kẹo sầu riêng nè. Không, đây nè. Ở dưới ấy, ở dưới kìa. Đúng rồi, dẻo sầu riêng. Rồi chị nào ăn kẹo dẻo sầu riêng nữa lên giùm em kẹo dẻo sầu riêng nha mấy chị nha. 50 Ủa kẹo chồng bịch kẹo sữa bò hết rồi đó. Rồi nha mấy chị nha, hai kẹo chanh muối rồi. Ok mấy chị, có kẹo chanh muối chồng. Rồi nha mấy chị nha, túi đang đeo hả? Túi em đang đeo rồi, chị nào ăn kẹo chanh muối ngày mai em gom thêm mấy chị ơi, không đủ rồi. Kẹo chanh muối không đủ hàng rồi nha mấy chị, kẹo chanh muối không đủ hàng rồi. Tôi trang dọa rồi. Bịch kẹo sầu riêng chị nào ăn lên giùm em nha. Rồi rồi chồng đi lên lấy đi lấy mì tôm mày. Mấy chị ơi, kẹo UV chị nào ăn nữa lên sớm giùm em nha mấy chị. Kẹo UV của Thắng thì ngon lắm. Nè mấy chị, ngon cực kỳ luôn. Kẹo UV nha mấy chị nha, chị nào ăn lên giùm em. Rồi hết luôn. Hết kẹo UV luôn. Rồi. Lên em like mì tôm cho mấy chị nha. Tôi. Hủ kẹo mi. Hủ kẹo mi. Một hủ như thế này 75.000, bữa nay gom cho mấy chị luôn 55.000 hủ kẹo mi.
một hũ rất là nhiều luôn, kẹo me nha mấy chị nha, kẹo me 55.000, chị nào ân lên giùm em. Kẹo me 55.000, chị nào lấy lên giùm em ạ. Kẹo me 55.000, kẹo me 55.000, kẹo me 55.000. Rồi chị nào ân kẹo me lên giùm em, kẹo me. Rồi vô đây vô mì tôm đi, mấy bả hỏi mì tôm biết kìa. Ba luôn. Rồi nha mấy chị nha. Rồi, mì tôm ở đâu? Không phải. Đây lên đây, lên đi mì tôm này. Ôi mấy chị ơi, em bỏ, em lấy mì ly nha mấy chị nha. Em lấy mì ly nha. Chua cay theo vị tôm dùm luôn. Này mấy chị, chua cay theo vị tôm dùm nha mấy chị nha. Chị nào lấy em bán với chị một lóc như thế này, một lóc ba hũ luôn. Tự vị tôm dùm nha mấy chị nha. Nè, cái loại này là chua cay, em hay ăn cái loại này, qua Thái em ăn cái loại này không à, chua cay nha mấy chị nha. Còn chị nào mà mình không có muốn chua nhiều, mấy chị bỏ thêm miếng đường vô nha mấy chị, hoặc miếng bột ngọt vô nữa là ăn ngon cực kỳ. Nha mấy chị nha, tùy mình à, cái này là chua cay nha mấy chị nha. Còn chị nào mà không thích ăn chua cay thì mấy chị có thể bỏ thêm một miếng đường hoặc là một miếng bột ngọt vô nữa nha. Ngon lắm nha mấy chị. Một lóc như thế này thì mấy chị ơi, một lóc ba hũ như thế này 75.000 gom cho mấy chị luôn, còn có giá thì mấy chị. Gom mấy chị luôn 45.000. Chị nó ăn lên giùm em mà lấy mấy lóc vô siêu thị ăn cho. Có lộn về vừa khách sạn ăn. Nha mấy chị nha, 45.000 một lóc luôn nha mấy chị. Em gom vài lóc vô siêu thị ăn. Ở lộn em về khách sạn em ăn. Cái này là vị tôm dung của Thái nha mấy chị nha. Chị nó ăn lên giùm em mà cứ dùm em mì tôm, em chỉ gom mấy chị loại này thôi. Tại vì cái loại gói mấy chị biết sao, đi vận chuyển gì là nó đè nó nát hết à. Cái loại hộp rồi nó đỏ, và thứ hai thì mấy chị chế nước sôi vô mình ăn thôi. Nha mấy chị, dầu gọi hết thôi chị. Dầu gọi hết rồi, dạ ok chị. Rồi chị nào ăn lên giùm em nha. Mì ly 45.000. Mì ly 45.000 giùm em, mì ly 45.000. Chị nào ăn mì ly lên giùm em, mì ly nha. Kẹo dẻo sôi lên từ từ ạ. Chị nào lấy mì ly lên liền giùm em nha. Có mì thịt bằm hả? Có đấy anh. Ô không phải, không phải. Không phải. Sao? Không có đâu anh ơi. Này ấy không à. Rồi nha mấy chị nha, chị nào ăn mì ly lên giùm em mì ly 4 lóc, chồng coi thử mấy chị lấy mấy lóc gom đi chứ. Cái này nó đâu có ấy đâu. Rồi chị nào lấy lóc mì ly, bữa sau á ông tôi lấy một cái xe đẩy, tôi đẩy riêng thôi, ông lấy một cái xe đẩy riêng xong lấy hàng. Rồi nha mấy chị nha, lóc mì cay ạ. Chị nào lấy lên giùm em ha, lóc mì cay. Rồi hết. Hết rồi. Hay ngày mai em phải gom, đi gom nữa mấy chị. Mấy chị từ từ ạ. Chồng đỡ hỏi mấy chị thử đi. Mấy chị nó có hai cái loại nè. Size to. Ừ, cái size to thì 55.000, size to thôi mấy chị, lấy size to đi, size to 49.000 đi. Mà nó nặng lắm á. Mấy chị lấy size to không? Size to nè. Cái này size nhỏ nha, size nhỏ 45, size to 49 đi. Mấy chị ưng size to hay size nhỏ? Thôi đổi mấy chị size to đi nha. Nè, size nhỏ thì 45 mà size to 49 em lấy mấy chị size to đi. Thiệt, em thiệt cái tiền vận chuyển đó mấy chị, bởi vì cái tiền vận chuyển nó nặng. Em bán mấy chị 49.000 cái chai to đi nha mấy chị nha. 49.000 đó nó mắc hơn mấy bạc à. Mà em thấy họ em lấy mấy chị cái hũ nhỏ thì mấy chị không có lời. Nhưng mà hũ to thì em lại lỗ tiền vận chuyển. Thôi em lấy mấy chị luôn 49.000, lấy cho mấy chị lóc to nha, rồi lấy lóc nhỏ nha mấy chị. Lóc nhỏ mấy chị không có lời, lấy lóc to đi cho. Lóc to nè. Em lấy lóc to, bỏ cái lóc nhỏ lên lại ơi. Em lấy lóc to cho mấy chị nha. Em lấy lóc to cho mấy chị nha, lóc to 49.000 thôi. Lóc to đi mấy chị, em đổi lại hết lóc to cho mấy chị nha. Lấy lóc to mấy chị, lóc nhỏ hả? Mấy chị lóc nhỏ thì em lợi hơn mấy chị, do nó tiền vận chuyển nó ít. Mà họ ổn. Thâu ổn mấy chị, thà lấy lóc to chút xíu mà. Ở quanh lóc to hả, em bù tiền vận chuyển mấy chị chút xíu, nhưng mà được lấy mấy chị không? Trời ơi lóc to. Rồi mấy chị được lợi nha mấy chị nha. Rồi cái này bữa sau lên gom nữa. Không đủ. Rồi chị nào ân lên giùm em mà. Đây. Không phải. Trong có nè, đây nè, kêu mới đúng. Cái đó là tôm, mì tôm chung. Nè lấy cái này chồng. Nè cái tôm này là lóc to nè, lên leo lên được không? Lóc to. Ừ nó đó leo lên được không? Không được mấy chị, để em gom ở phía trên nữa nha mấy chị nha, để em tìm cái ghế hả. Chị nào ân mấy chị, em lấy mấy chị lóc to nha.
lóc to nha mấy chị nha, một lóc mì chua cay. Dạ ok mấy chị ạ, lóc to. Dạ dạ em lấy mấy chị lóc to. Em định không lấy lúc nhỏ mà nó chỉ có, nó chỉ tăng có 5 bạc à, tăng có 5 bạc à. Thôi lấy lóc to luôn, mà em thấy nặng quá. Tại cái nó nhỏ hơn rất là nhiều. À mấy chị coi nè, lóc to với lóc nhỏ này. Đợi em chút xíu mấy chị, để cho em đi lấy cái thang hả. Mấy chị thấy không, nhỏ này to này. Lóc to dạ 49 nha, em lấy đổi hết mấy chị lóc to luôn à. Đổi cho mấy chị hết lóc to, tại lóc to mấy chị lợi. Ủa cháu em đâu rồi ta? Đây. Lấy chồng lấy lì lì thiệt á. À nha mấy chị nha. Mỹ phẩm mấy giờ chị? Mỹ phẩm họ sáng mai không biết mấy giờ nó mở cửa đâu. Rồi ok. Rồi chị nào ăn lên giùm em một mì tôm lóc to 49 ngàn. Bây giờ lóc nhỏ 45 ngàn. Lóc nhỏ nhỏ hơn nhiều mấy chị, nhỏ hơn nhiều nha. Coi thử như chồng đúng cái vị nó không á. Cái này là vị tâm dâm chua cay mới đúng. Rồi đúng rồi, coi thử con nữa. Ở phía sau nè, mấy chị ơi lấy lên xóm mấy chị nha. Cái con không đủ xe à. Để lên đi. Tại cái mã 1229 đúng không? Đúng rồi. Phải không? Cái mã nó đâu, mã số nó đâu? Mã số nó đâu chồng? Đây nè. 1229 đúng rồi, cái mã số của nó đúng rồi. Rồi nha mấy chị nha. Em lấy túi chị đeo 175 ngàn em, kem trị nám chị ơi, kem trị nám mai nha. Cái bây giờ em lai chỗ đồ ăn rồi. Rồi còn không? Gom đi, gom cho mấy bả đi. Mấy bạn hay hứng lên cái bữa sau gom hết hàng nữa. Rồi nha mấy chị nha. Rồi chơi luôn, em gom hết sạch luôn rồi nha. Gom sạch luôn rồi nha mấy chị. Gom sạch luôn rồi á. Rồi gom sạch cho mấy chị luôn rồi nha. Kiếm cái xe lẹ lẹ cho chồng lẹ lẹ. Ôi mấy chị đợi em chút xíu nha. Kẹo dẻo soi hả? Đợi em chút xíu mấy chị. Có hai vợ chồng mà. Nha mấy chị nha. À, mươi trời ơi, đây em lên cho. Lên chờ đợi, trong lúc chờ đợi mà quên cái kẹp em đeo nè. Cái kẹp em đeo nha mấy chị nha, có tới mấy màu lần. Đây nha mấy chị nha, cho chị một chai dầu giá xanh thái và 75 ngàn rồi nha chị. Đây, cái kẹp nè. Cái kẹp em đeo, ủa cái kẹp đâu ta? Kẹp để ngăn nào rồi, cái kẹp em đeo á, em bán luôn mấy chị có sale 19 ngàn thôi. Không hết trong lại cái chỗ kẹo dẻo soi nó nào đâu. Đi lấy cho mấy chị với này. Thôi đi chồng, đi ạ. Rồi nha mấy chị nha, kẹp hả? Trời ơi kẹp mà nay em gom mấy chị cho em mới qua á, em gom mấy chị họ từ 75 ngàn mà bữa nay em gom mấy chị có 19 ngàn thôi. Em gom mấy chị có 19 ngàn thôi nha. 19 ngàn một cái kẹp đá này sang chảnh lắm, nó tới 4 màu. Nó tới 4 màu mà màu nào cũng đẹp, em không có cho chọn màu. Kẹp đá em không có cho chọn màu, 4 màu màu nào cũng đẹp. Em gom mấy chị chỉ có 19 ngàn cây kẹp thôi. Trời ơi hốt liền. 19 ngàn cây kẹp thôi nha mấy chị nha. Kẹo dẻo soi mà nè vậy chồng. Ủa chứ sao ông nói kẹo dẻo soi? Kẹo dẻo soi chắc bữa sâu quá, bữa nay hết kẹo rồi. Cái loại kia mắc lắm. Cái loại kia mắc lắm nha mấy chị, đợi em xíu à. Cái loại này hả? Cái loại này mắc lắm nha mấy chị. Cái loại này họ tới 600 nè, cái loại kiệu dĩa xôi này mắc lắm, 600 lận, 600 ngàn bịch lận, ăn chắc nuốt con trâu luôn á. Cái kiệu dĩa xôi mà của bịch kiệu dẻo thì được nha mấy chị nha. Hai lóc mì lớn ok mấy chị, mì cay hai lóc, mì cay hai cái kẹp 19 ngàn, kẹp đá mấy chị nha, kẹp đá 19 ngàn à, kẹp đá 19 ngàn nha mấy chị nha, kẹp đá 19 ngàn giùm em ạ. Trời ơi, đợi từ từ chút xíu nói chuyện nha. Trồng bánh quy đâu mất rồi, bánh quy ở đâu ta? Trồng cơm bánh quy cho mấy chị ấy. Bánh quy đâu?
Để em gom bánh quy cho mấy chị nha, bánh quy ngon lắm con em có ghiền. Để em gom bánh quy cho mấy chị. Bánh quy đâu ta? Bánh quy đâu đi? Ủa bánh quy hết rồi nè ta, ngọn nè ta. Bánh quy ngon lắm nha mấy chị nha, kẹp đá chị, dầu cho ông già lớn. Dầu ông già lớn ngày mai nha chị nha, ngày mai em coi giá rồi em nói luôn. Ngày mai em like tại siêu thị rồi em nói luôn nha mấy chị. Em like tại siêu thị rồi em nói luôn ha. Ủa? Chị nào ăn bánh xanh hai không? Xanh hai của Thái nè. Ăn bánh xanh hai của Thái không mấy chị? 1, 2, 3, 4 bốn màu. À đây nữa. Này mấy chị, bánh sang hai này em gom mấy chị 19.000 bịch, em không cho chọn màu nha. Tại mấy chị chọn màu rắc rối quá, ở bên này nhiều lắm nhưng mà không có cho chọn màu nha mấy chị. À giao để em lên luôn nha mấy chị nha. À, chắc ngày 13 mới trả hàng được nha mấy chị. Ngày 13 em mới trả hàng được nha mấy chị nha. Cái này là vượt qua số ký rồi, ngày mai em gửi trước tiền ít. Ngày mai em gửi về trước 200 ký nhưng mà họ bữa nay đi siêu thị như vậy nó quá tải số lượng của mấy chị. Bữa nay họ đi cái họ chắc cũng phải 700 ký hàng rồi á, hàng bữa nay em gom nhiều lắm. Chắc phải tầm 700 ký rồi cho nên là nó sẽ không kịp. Cho nên ngày 13 em trả hàng cho mấy chị luôn ha. Kẹo nha mấy chị nha, kẹo sang hai nè. À quên, bánh sang hai. Một bịch như thế này em gom cho mấy chị luôn còn cái giá này mấy chị, một bịch như thế này nha, em gom mấy chị còn cái giá này. 19.000 một bịch. 25.000 là bình thường, 25.000 bữa nay em bán mấy chị còn 19.000 hả? Không có, không thấy bánh quy hả? Nó nằm ngọn nào chứ không phải không thấy đâu. Nó nằm ngọn nào hả? Không kịp mấy chị ơi. Rồi chị nào lấy giùm em ạ, dầu ba vị ngày mai có nha chị. Rồi nha mấy chị nha, nhắn làm phép rồi nha em. Nhắn. Nhắn. Cái gì? Nhắn. Hả? Nhắn làm phép là gì? Là không hiểu. Rồi nha mấy chị nha, mua giúp chị một một chân váy truyền thống Thái được không hả? Chị chụp cái hình vật qua gửi cho em đi, em coi cho chân váy truyền thống Thái bên này có. Rồi nha mấy chị nha, mì size to rồi. Ok mấy chị ghi dùm em bánh sang hai, một bịch 19.000. Nha mấy chị nha, em có 2 4 5 bịch, ăn ngon lắm, bỏ vô tủ lạnh mấy chị ăn từ từ cho em. Không ngon em cho mấy chị trả lại, con nít, người lớn ai cũng ăn cái loại này. Nha mấy chị nha, thử đi mấy chị nha, chồng đưa lại đây chồng. Rồi chị nào lấy ghi dùm em nha mấy chị nha, ghi dùm em sang hai. Sang hai nha mấy chị nha, chị nào lấy lên sớm dùm em nha, 19.000 một gói bánh sang hai thôi. Tại móc quần áo đây chồng xích ở đây coi. Mấy hôm em bán với chị toàn là giá 55.000 một gói á. Bữa nay em gom với chị còn 19.000 luôn. 1, 2, 4 4 vị à, 5 vị luôn. Đây nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Bánh sang hai nha mấy chị nha. Rồi chị nào ăn lên giùm em nha mấy chị. Bánh sang hai chị nào ăn lên giùm em ạ. Bánh que chuối. À bánh bút kỳ đúng không? 5 bịch. Ok mấy chị ghi giùm em là sang hai nha mấy chị nha. Ghi giùm em bánh sang hai nha mấy chị nha. Bánh sang hai. Bánh sang hai giùm chị em luôn. Bánh sang hai chị nào lấy lên giùm em ạ. 5 gói sang hai, 5 gói sang hai giùm. Ok mấy chị cứ 5 gói em lấy mấy chị 5 màu. 5 gói lấy 5 màu bỏ tủ lạnh ăn từ từ chị em ngon tuyệt vời. Nha mấy chị nha. À cà rá làm phép rồi nhiêu. Em cà rá là cái cà rá là cái gì? Nhẫn cà rá. Nhẫn cà rá. Mà đeo đó. Đâu, cái này là vàng mình mà. Cái ấy em đều á. Rồi nha mấy chị nha, 5 bịch luôn. Em 5 bịch sang 2. Ok em 2 bịch sang 2 rồi. Ok mấy chị. Em lấy luôn, gấp đôi số lượng luôn. Rồi nha mấy chị nha, sang 2. Rồi nha mấy chị nha. À, bánh sang 2 5 gói hả? Dầu gọi đầu em ơi, chua cho em mấy chị ơi. Dầu gọi nãy giờ em like quá trời luôn á. Dầu gọi hả? 125.000. Dầu gội 125.000 đó chị. Rồi nha mấy chị nha, có nước yến chay không? Không có chị ơi. Bánh sang 2 5 gói vô ok mấy chị. Cá nho khô không? Nho khô đang gom mà không có hàng em ơi. Nó có bịch to không à? Bịch to tới 50 mấy 60.000 diện bịch lận. Gì 8:30 nghỉ nè. Chết rồi mấy chị ơi, không kịp rồi. Thì 8:30 nghỉ rồi nè. Ôi không đủ mấy chị ơi, không kịp rồi.
Rồi mấy chị ơi, chắc là bữa sau á đi lên lấy dao cái. Rồi chị nào lấy nó giùm em nha. Lên sớm giùm em mấy chị. Rồi mấy chị ơi, đợi bữa sau em đi nữa nha mấy chị nha. Em lên đi gom thêm hàng cho mấy chị nữa. Bảy đây chồng. Lậm lên. Rồi nha mấy chị nha. Rồi giờ em đi lấy dao rồi, mấy chị cứ lên giùm em bánh sang hai nha mấy chị nha. Rồi lên giùm em sang hai. Em gom mấy chị còn cái giá này. Em gom mấy chị còn cái giá 19 ngàn một bịch à. Rồi nha mấy chị nha, 19 nha. Góp lấy công rồi nha mấy chị. Rồi chị nào lấy giùm em ạ. Có sữa gấu không em? Không có sữa gấu thôi. Đấy cái bánh sen hai này em bé ăn ngon lắm đó em. Rồi cái bánh này nữa nè. Chị nào ăn bánh bông lan này nè mấy chị. Bánh bông lan phô mai nè. Bánh bông lan phô mai nè mấy chị. Một hộp như thế này là đâu có thử. Chị nào ăn bánh bông lan phô mai này không? Một hộp như thế này 75 ngàn. Một hộp như thế này 75 ngàn nè. Ở trong nó có nè mấy chị phô mai nè. Ngon gớm không? Bánh phong lan phô mai nha mấy chị nha, củ thái ngon cực kỳ luôn. Em bán mấy chị 75 ngàn. Rồi chị nào lấy xăng 2 lên giùm em xăng 2. Rồi đợi em xíu giờ em lên lầu. Em tranh thủ 8 rưỡi siêu thị đóng cửa rồi mấy chị. Mà giờ 8 giờ rồi tính tiền không có kịp. Em nãy giờ là gần 4 xe 5 xe này rồi mấy chị. Tính tiền đuối luôn nha. Chị nào lấy có kẹo sữa bò Milo không? Ôi từ từ à. Mấy chị ơi không kịp rồi mấy chị. Không kịp rồi, chị nào ăn lên giùm em bánh xe. Bánh gì ta? Bánh mẹ gì quên mẹ rồi, bánh bông lan. Chị nào ăn lên giùm em ạ, bánh bông lan. Bánh bông lan nha mấy chị nha. Bánh bông lan em bán với chị luôn. Chị nào lấy lên giùm em bánh bông lan 75 ngàn luôn, 75 ngàn hộp bự nha. Nè 65 ngàn hộp nhỏ xíu, 75 ngàn hộp bự chà bá lửa. 65 ngàn hộp nhỏ rồi nè mấy chị. Em lấy mấy chị hộp bự luôn. Em lấy mấy chị hộp bự luôn, thảy xí lại chứ không. Em lấy mấy chị hộp bự luôn nha. Cái hộp nhỏ này mấy chị 5 hộp rồi, 2 hộp bánh lan. Em cái hộp nhỏ nha đã là giá nè, cái hộp nhỏ này mấy chị đã là giá 65 ngàn nè. Nhưng mấy chị hộp nhỏ 65 ngàn nhưng mà hộp nhỏ nó ít cái củ mấy chị. Em lấy luôn mấy chị hộp bự luôn, bánh bông lan nha mấy chị nha. Bánh bông lan em bán mấy chị luôn, còn có giá 75 ngàn em mua về cho con em ăn luôn. Em mua về cho con em ăn luôn. Rồi mấy chị nào lấy giùm em mà có cà phê không em, có chị. Bánh bông lan chị nào lấy lên giùm em ha. Trời ơi không kịp luôn mấy chị ơi, 75 ngàn. Rồi chị nào lấy lên giùm em nha, bánh bông lan rồi nha mấy chị nha, phô mai vậy ok chị. Bánh mùi chuối hả? Bánh sang hai rồi nha mấy chị nha. Đi lên chồng đi đẩy ra hàng. Hả? Hả bánh bông lan rồi ok mấy chị nào lấy lên giùm em ạ. Không chưa chồng. Rồi đợi em xíu mấy chị lên đây này vậy em đẩy cái này ra bớt đi. Đi lên để em lên tới tầng cái à mấy chị ơi, giờ không kịp rồi mọi người ơi, không kịp rồi, bây giờ siêu thị nó đóng cửa đến nơi rồi mà tính tiền lâu lắm. Chắc gì hôm sau em tranh thủ em đi ban ngày mấy chị, chứ ban đêm chưa gì hết nó, ban đêm chưa gì hết nó đóng cửa rồi. Do nay dịch đó người ta đóng cửa sớm chứ hồi trước tới 2 giờ đêm rồi. Do dịch nên người ta mới đóng cửa sớm mấy chị. Bữa hồi trước là nó tới 2 giờ sáng nó vẫn còn. Rồi mấy chị nha. Rồi em lấy xong em về khách sạn em vẫn like cho mấy chị nữa. Rồi mấy chị lấy rồi em đi gom thêm mấy chị nữa cho nên yên tâm nha. Rồi mấy xe rồi chồng? 4 xe, 5 xe rồi mấy chị. 5 xe rồi đó. 5 xe rồi mấy chị nha, 5 xe rồi đấy, lấy xe nữa. 5 xe rồi nè mấy chị. Mấy xe hàng của em nè. À 4 xe rồi, 4 xe rồi. 4 xe. Rồi đi lấy cái xe kia nữa rồi. Đây nè, xe này nè. Mấy chị giờ em lên em gom giao cho mấy chị gái nữa là xong ha. Bộ xe của người ta hả? Lẹ chứ không kịp. Chết đi mấy chị, ở trong này nó có nhiều món đồ ăn lắm mà gom không kịp rồi. Nè cơm cháy của Thái này ngon lắm nha mấy chị nha, cơm cháy của Thái này nè mấy chị. Cơm thấy mà cái một bịch cơm cháy này nó mắc quá tới 65 ngàn bịch luôn.
Cơm cháy của Thái thì mấy chị 65.000 bịch. Cơm cháy này ngon lắm mấy chị, 65.000 bịch. Thôi em mua về siêu thị em ăn, không, em mua về khách sạn em ăn. Chị nào ăn lên giùm em nha, cơm cháy 65.000 bịch của Thái à. Ủa ông chồng em đi đâu ạ? 65.000 bịch nè. 65.000 bịch nha mấy chị nha, của Thái 65.000 bịch. Chắc phải mua ít cây cây gì ăn nha con. Rồi nha mấy chị nha, không kịp mấy chị ơi, không kịp rồi phút khóc mai nha. Cái cơm cháy rồi kìa. Gì? Cơm cháy. Đưa cái bịch đây mà mấy bà lấy thì chút xíu nữa em gom cho mấy chị nha. Ủa mới nãy giờ nói bao nhiêu người ta? À, em mới nãy em nói cơm cháy bao nhiêu vậy mấy chị? Em nói mới nãy em nói cơm cháy bao nhiêu người ta? Mới nãy quên rồi. Chị hàng diễn hai cơm cháy. Ủa em nói cơm cháy hồi nãy có nhiêu người ta? Có chân gà cay không? Không em. Gà nhớ chị nha, em một túi em mang dồn đơn ok ạ. À. Chị Thu Nguyễn một cơm cháy. Mấy chị ơi cơm cháy mới nãy mấy chị em nói bao nhiêu quên mẹ nó rồi. Mì một cơm cháy. Cơm cháy bao nhiêu ta? 65.000 hả? Đúng rồi. 65 à, 65 á, 65 á chị à. À 65 anh à. 65.000 em nhớ là 65 hay 75, 65 á, đúng rồi, 65 á, 65. Ờ vậy là 65 đúng rồi, em nhớ ủa 65 hay 75. 65 á, đúng rồi mấy chị, 65 á. Em gom gì em ăn á, em gom gì khách sạn em ăn. Tại vì mấy chị biết sao hay đói bụng á, em khi em làm á, em đã hay đói bụng. Á. Để em ăn nha mấy chị nha. Rồi. Ủa sức keo đây. Nghĩ sao cái chảo này mà 299.000. Sờ lên cái bỏng tay. Cái chảo này hàng gia dụng mắc lắm. Trời ơi cái chảo 199.000. Sao dám mua. Cái nồi 299.000. Vậy sao dám mua. Ủa cái bồ dao trong hỏi dao kiwi thử chồng. Hỏi thử Peter cái dao kiwi. Ở đuổi ông xem à, hỏi thăm người ta giao TV thử rồi, nó rời đâu rồi. Đấy, em tháo hết lên mua dao, một cái con dao TV nó rời đâu rồi, một set. Đây, có rồi. Chị có nước dầu vàng Thái, có em 19.000 chai. Ngày mai là nào là dầu nè, nào là phớt nè, đâu, có chưa? Ăn cơm này. Gì? Sắp dĩa 79.000 thôi dịp luôn. Dĩa nhựa mấy chị là mắc. Hết dao kiwi rồi nè. Ô hết dao kiwi rồi mấy chị ơi. Cái dao đó xài bờ xài ngon. Em xài 8 năm luôn. Hết rồi. Dao mắt quá à. Mình cũng mua ăn xếp cái gì xài. Dao đó mua xếp cái gì xài. Chô nghĩ sao vậy bán cái nổ. Ở trong kia dao khác. Không cái này ngon. Nghe mấy chị. Ủa cái này 3 xếp 3 cái. 6, 13.
không, cái này hết rồi. Ừ, cái này không biết nhiêu tiền hết á. Cái dao này mấy chị không biết nhiêu tiền hết á, là mắc quá à. Mắc quá mấy chị, một cái dao mà họ nghĩ sao bao nhiêu trời. 199 ngàn. 99 ngàn, cái dao của chút biểu 99 ngàn sao mua. Trời ơi, không có hàng này chị, thì coi nè. Cái dao này em không biết bao nhiêu tiền nè. Cái này họ chắc cũng phải họ 300-400 ngàn. Giờ sao mua mấy chị, mua nổi không? Thiệt luôn á, 300-400 ngàn luôn mấy chị ơi. Thủy có dầu 29 vị không? Không có đâu chị ơi. Nè, chồng hỏi thử đi, hỏi thử cái sổ này nè. Dao bao nhiêu vậy? Chị nào lấy dao lên dao dùm em. Dao này, ô từ 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 từ, quên. Quên, để em hỏi thử hả? Mệt quá, dao mắc quá mấy chị ơi. Dao mắc quá. Túi em bao nhiêu hả? Túi em là 175 ngàn đó chị. Em coi thử giá nhiều nha mấy chị, dao mắc lắm. Lẹ trong ơi, đi xuống chứ tính tiền chứ không kịp rồi. Mấy chị à, dao sạch xương, dao sạch xương em chưa có xài nên em không biết nó có tốt hay không nữa. Cái dao kiwi đó là dao em xài nhiều cho nên biết. Còn cái dao này em chưa có xài. Dao chặt xương hả? Chết đi, 1.3 triệu. Tôi cho mấy bà coi cái dao này. Thấy chưa? 1 triệu. À đây, 1.390.000 cái dao. Ê thôi á, tôi dẹp luôn nha mấy bà. Mà công nhận nó nặng thiệt mấy chị ơi. 1.3 triệu. 1.3 triệu luôn mấy chị. Thôi dẹp luôn nha mấy chị nha. Dẹp luôn cái dao này được nha mấy chị nha. Mà nặng ngon thiệt. Ngon thì ngon thiệt, nhưng mà đắt quá. Ngon thì ngon thiệt nhưng mấy chị, mà đắt quá. Dao chặt xương đắt lắm mấy chị. Ấy 1 triệu mấy hay sao mua. Ồ mấy cái dao này nhì lắm. Mấy dao này nhì lắm. Này 1.3 triệu luôn, mắc lắm mấy chị ơi. Dao chặt xương 1.3 triệu lần, mắc lắm. Mắc lắm mấy chị. Em tưởng đâu còn kia chứ không. Dao 1.3 triệu sao á. Một cái túi 175. Bộ dao này nè. Cái này mấy chị vừa sắc thịt rồi thái đồ thôi nha mấy chị nha. Basico này của Thái nè. Basico của Thái nha mấy chị nha. Chị nào lấy thì đương giờ coi thử coi. Giờ bà nào lấy đi, em gom cho mấy chị luôn một bộ dao này 220 ngàn. Gom dùm cho mấy chị. Chị có mấy set rồi, chị nào lấy lên dùm em. 220 ngàn. Em tưởng đâu là 300-400 luôn á. Rồi nha mấy chị, kem đánh răng có chị. Kem đánh răng em sale với mấy chị 79 ngàn. Cái túi y như em nha. Đúng rồi, em bán nó hồi túi này mấy chị. Rồi chị nào lấy dao này lên liền dùm em nha mấy chị nha. Liền em xuống nha mấy chị nha. 200 em lấy set thì em xài 220. Rồi chị nào lấy bộ dao lên dùm em, bộ dao 220. Đây mấy chị nha, chị nào lấy dùm em một bộ dao. Chị Kỳ Bối luôn này chồng. Trong biển bao nhiêu thì ơi. Rồi chị Trần Kim Oan luôn. Chị Bôi Bôi Đâu luôn. Rồi chị nào lấy bộ dao lên em, bộ dao dao bảo 22 luôn. Rầu ngay chỗ đây nó có nè. Mấy chị có lấy nữa không? Dao thói loại tốt đi. Cái gì? Loại tốt lẻ ấy. Không không không. Không mấy chị ơi, cái chỗ hở cái dao mấy chị em nói thiệt luôn. Có một cái mà tới 169 ngàn. 199 ngàn một cái. Giờ sao lấy thiệt luôn mấy chị, sắc không đành luôn. Nó đó chồng, Pesco đó chồng. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em mà cái túi 175 ngàn. Rồi nha mấy chị nha, 220. Rồi còn nữa không chồng, hết rồi. À chị nào lấy nữa không, lên giùm em nha. Chị nào lấy bộ dao nữa không? Túi 175 ngàn, ok mấy chị. Chị nào lấy bộ dao nữa không mấy chị? Dao nước vàng 19 ngàn. Ôi ô. Nặng dữ chồng. Ồ nặng lắm luôn á. Một bộ dao ok mấy chị. Rồi. 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 Chị nào lấy lên giùm em ha. Dụng cụ nhà bếp. Rồi mấy chị nha, bộ dao 220. Rồi mấy chị Pesco. Lẹ trong đi xuống cho chỗ. Mấy chị à, để ngày mai đi, hôm nay em like nữa. Mấy chị tối chút xíu nữa em về rồi à. Em về rồi em dọn đồ ra rồi em like riêng rồi à. Mấy chị nào ưng cái gì thì nói em lấy nha. À, nói em lấy cho em nha mấy chị. Em vô rồi, em đẹp rồi. À,
nha chị ạ. Bộ dao túi 100 hồ tớ à, cái túi là 175 nha, cao mẹ ấy. Đi xuống chứ trở rồi này trời. Ê sao người ta nói ông hỏi nó 9 rưỡi hả? 8 rưỡi hả? Đâu có 8 rưỡi. Nó nói 10 giờ. 10 giờ nhưng mà phà thì còn đóng hơn 9. Cái cùi nó nhiều hết chứ. Ủa làm thì không nôn không à, xuống lai lai vô bạn cản cái hả? Để lai vô rồi. Trời ơi, làm thì chưa kịp lai bánh kèo gì luôn á. Mai mốt lai nữa. Túi 175 ngàn. Rồi ok mấy chị, chị nào lấy lên giùm em nha. Dầu nước vàng dồn đơn 5 chai và ok chị 19 ngàn chai nha chị nha. À, chị mua dầu nóng dạng xịt hiệu con rắn và con bờ cạp với chị, em có mẫu không? Em có mẫu không? Lấy hộp bộ dao 220 và ok chị. Bộ dao 220 ngàn mấy chị, bộ dao QQ thường á em hay xài. Mã hỏi giờ nay hết rồi mấy chị. Để em lại chỗ dâu gọi nha. Mua cho gì? Mua cho gì cái gì? Viên dưỡng tóc không? Có, viên dưỡng tóc My Life luôn. Viên dưỡng tóc là 19 ngàn 10 viên. Kem đánh răng bao nhiêu chị? 79 ngàn một set 2 tiếp, em mới like cái bột xong luôn. Nhưng mấy chị cô né 75 ngàn một hộp nha On Mỹ ơi. Có quần sọc bò nào 60kg mặc vừa không? Quần như em mặc không? Quần như em mặc là 195 ngàn á, 60kg chị lấy size 30 á, hoặc là size 31 đó chị. Rồi kem đánh răng đi em kem đánh răng nha. Để lại cô dâu gọi ạ. Dâu gọi hết nè nó không? Dâu gọi hết nè. Mấy chị hỏi dâu gọi hết hả? Dầu gọi hết. Dầu gọi hết cho mấy chị nha. Dầu gọi hết đó là dầu gọi hết nè. Chồng chồng. Cái này nó dầu gọi hết hả? Chồng coi thử nó gì. Nè nè coi thử cái ấy nó. Mấy chị dầu gọi hết này hả? Dầu gọi hết đó hả? Mấy chị gọi. Là chị gầu ha. Rồi rồi lấy cái loại chị gầu. Lấy loại chị gầu nha, dầu gọi hết chị gầu nè. Nha mấy chị nha. Dầu gọi hết chị gầu, cái loại này nó không sale đâu nha mấy chị, 155.000 một chai, chị nào lấy thì ưng gom gì à. Nha mấy chị nha, 450ml, 155.000 dầu gọi hết nha, 155.000 chị nào lấy lên giùm em ạ. Dầu gọi hết 155.000 em gom đủ gì em bán, ở bên đủ cho mấy chị thôi. Chị nào lấy dầu gọi hết lên giùm em, dầu gọi hết. Dầu gọi hết nha mấy chị nha, 155.000. Chị nào lấy dầu gọi hết lên giùm em, dầu gọi hết nha. Đó 155.000 một chai, chị nào lấy lên giùm em. Rồi cờ lia chồng, có cờ lia loại nào mà nó thơm mát cái đầu đó. Cờ lia men thơm là con trai đúng không? Rồi dầu gọi cờ lia men, chị nào lấy lên giùm em nha. Dầu gọi cờ lia men là bao nhiêu? Dầu gọi cờ lia, dầu gọi cờ lia men. Ê chồng mà hai cái loại này mà mình mua chung với nhau là nó được giảm giá. Rồi lên luôn, đây 135.000 nè mấy chị. Nếu mà chị làm lấy dầu gọi hết gọi đầu, chị gầu là 135.000. Nếu mà mấy chị mua hai loại nha, có nghĩa là chị kia mua loại kia, chị nọ mua loại nọ cũng được. Nhưng mấy chị kia ôn loại kia, chị nọ ôn loại nọ cũng được, miễn sao hai cái này mà nó bán chung là được. Là 135.000 một chai dầu gọi hết. Dầu gọi hết 135.000, dầu gọi clear, cái này là clear men 135.000. Dầu gọi hết, cái này là dầu gọi chị gầu nha mấy chị nha. Còn dầu gọi clear men á, là cái này là của men, của nam nha mấy chị nha. Chị nào ưng lên giùm em, ưng loại nào lên giùm em loại đó nha. Ok lấy chị dầu gọi hết à, không 100 chị mua cả hai á. Mấy chị nào mà lấy dầu gọi hết thì mấy chị luôn nhớ lấy con cháy nha. Chị gầu 135 luôn. Mấy chị mà mua, mấy chị nhớ chị nào lấy clear men không nha mấy chị nha. Ngày mai lấy con ní, còn có con ní rồi nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên giùm em ạ. Chị nào ưng dầu gọi hết, đặt ưng dầu gọi hết chị gầu thì mấy chị lấy giùm em ạ. Cái này mấy chị nào gầu nhẹ Bentin. Bentin hả? Bentin. Chị nào lấy hết lên hết giùm em nha mấy chị nha. Còn clear. Mua dưỡng body Levi. Bên này không có body Levi đâu chị. Bên này body Levi không có hàng đâu. Hai sữa tắm con ngựa nâu. Rồi ok chị luôn. Gầu gọi clear em rồi. Chị nào lấy lên giùm em ạ. Clear men. Clear men không có trị gầu. Có trị gầu luôn hả? Clear men có trị gầu luôn. Rồi chị nào lấy lên giùm em 135.000. Đăng cơ đất chị gầu luôn, cá chị gầu luôn. Chị nào ăn lên giùm em ạ. Nha mấy chị, nước giặt thái không có nhưng mà nước xả vải không có nha chị. Em mới la xả vải luôn nha mấy chị nha. Lấy chị nguyên set em đang mặc có túi xách nhé. Chị nguyên set em luôn hả? Cái áo là 119.000, cái quần 195.000, cái túi 175.000 nha. Rồi nha mấy chị, hai chai sữa tắm có ngựa rồi lên luôn. Chị nào lấy đưa thêm mấy chai. Hết rồi. Còn có vài chai lấy luôn á.
Rồi nha mấy chị, còn được đúng vài chai nữa là hết sạch nha mấy chị nha, không còn đâu. Lấy chai dầu gội hết luôn ông chồng clear. Hết chị gạo, ok chị. Rồi, clear lấy thêm chai nữa cho nó hết luôn nha. Rồi nha mấy chị nha. Rồi chị nào lấy giùm em mở clear cộng quần. Sa 31 ok chị luôn. Tem siêu hả? Siêu hả? Rồi, chồng nhớ lấy cơm cháy của mấy chị nha. Rồi nha mấy chị nha. Clear nữ em ơi. Đồng hồ đem mua ở đâu điệp vậy? Đồng hồ cái này em bán mà em hết rồi. Clear nữ. Đây. Nè, clear nữ nè. Clear nữ luôn của 135.000 luôn. Tối 175, lấy xẻ loại viên không có hàng chị. Ở bên Thái giờ này đứt hàng rồi đó rồi, hai vợ chồng clear ngang ok Ngọc Châu luôn. Rồi nha mấy chị nha, chị nào ơn lên giùm em mà customer. Cho gọi customer ngày nay ta có thể con hàng. Rồi chị nào lấy clear nữ lên giùm em clear nữ. Thơm nha mấy chị, thơm nha. 135.000 clear nữ, chị nào lấy clear nữ lên giùm em clear nữ. Chai clear. Clear là gì? Clear hết là gì? Một chai hết à, một chai hết, một chai dầu gội hết. Một chai dầu gội hết luôn. Sáp mi đi chị, chỗ sáp mi. Sáp mi mới bán cho mấy chị luôn, có 59.000 cho mấy chị. Xả pantin không có chị ơi, xả pantin không có. Rồi chị nào lấy clear nữ lên liền em không có lấy dư đâu nha mấy chị. Rồi á, chị nào lấy lên giùm em nha. Em lấy túi chị đeo ok ở clear nữ nè. Lấy giùm em clear nữ 135.000, chị nào lấy lên giùm em ở hương hoa đào thơm cực kỳ luôn. Dầu gội trị gầu. Hết chị gầu ok chị luôn, hai chai clear nữ, một chai clear nam rồi xong. Rồi nha mấy chị, hai chai clear nữ, một chai clear nam. Rồi. Chị nào lấy clear lên giùm em clear nha, nữ hoặc nam hết nè. Chị nào lấy hết lên hết giùm em nha mấy chị. Đặt hàng lên số điện thoại nha mọi người ơi, nhớ giùm em nha. Bên tin có hàng không chồng? Bên tin có hàng không? Bên tin có hàng không? Ờ, clear nữ ok chị, clear nữ nè. Chị nào ăn clear nữ loại này thơm lắm mấy chị, đang bán những chỗ khác là đang bán 180.000 á. Rồi mấy chị, túi em đeo họ, túi em đeo là 100 nè mấy chị, clear nữ thơm lắm mấy chị, rồi còn chai hết luôn nha chồng. Còn chai kia với chai trên nữa hết luôn á. Chồng, chán không cơ. Rồi hết clear nữ luôn rồi. Để sau không biết có hay không chứ không biết cho con, rồi bây giờ hết rồi nha mấy chị nha. Clear nữ rồi xong luôn, clear nam, clear nữ luôn, 135.000. Rồi, còn dầu gội hết, chị nào lấy dầu gội hết nữa lên giùm em dầu gội hết nha. Một túi đeo, ok mấy chị. Rồi, lấy lại đi pantin nữa hả? Pantin ngọt nào rồi ta? Rồi, một chai clear nữ dầu ok mấy chị. Pantin ngọt nào đâu rồi? Pantin ngọt nào rồi ta? Pantin. Pantin ngọt nào đó rồi? Pantin. Pantin rau lên nhung ơi, nhớ nè, cái điện thoại ông đâu, đưa coi lại, coi thử này. Đưa gọi anh đâu, điện thoại anh đâu. Chị xem serum nào trị mụn chị thăm không? Có em ngày mai nha, ngày mai đi. Ngày mai em, ngày mai nha. Đây này chồng. Lấy lại đi. Nè. Từ tắm mía đi. Rồi sữa tắm em bí đây. Có sữa tắm ngựa. Rồi sữa tắm bí. Ta nói nó thơm. Ôi là nó thơm luôn. Tắm và gọi cho bí. Em hứa với mấy chị vào gọi này nha mấy chị. Sữa tắm này nha, nó không thơm, không mướt tóc, không mịn da cho con. Em cho mấy chị trả hàng. Nó không thơm, cái mùi nó không nhẹ nhàng, em cho mấy chị trả hàng nha mấy chị nha. Mấy chị chia xài không ưng ý em cho mấy chị trả hàng nha. Em nói thiệt, nó là hàng cao cấp thì mấy chị. Em gom mấy chị luôn. Em gom mấy chị luôn một chai như thế này nha mấy chị nha, gom mấy chị 125.000. Chị nào lấy ghi dùm em sữa tắm bé nha mấy chị. Ưng hồng lấy hồng, ưng xanh lấy xanh, hai này nó dúng mùi. Nhưng mấy chị, ừ có điều quá hợp, con gái mình thích màu hồng mình lấy màu hồng, con trai mình thích màu xanh mình lấy màu xanh thôi. Hoặc là ưng màu nào cũng được nha mấy chị nha, 125.000. Chị nào lấy ghi giùm em, rồi liên mang một chai gì ok mấy chị, lấy giùm chị chai phấn rôm với, phấn rôm hả?
phấn rôm hả? Đợi em xíu nha. Chị nào ân ghi dùm em nha mấy chị nha. Sữa tắm bé màu xanh má ơi, nó thơm kinh khủng. Lấy luôn chồng, lấy. Chị nào lấy sữa tắm bé màu xanh lên dùm em, sữa tắm bé màu xanh, sữa tắm bé màu hồng lên dùm em, sữa tắm bé màu hồng nha mấy chị nha. Sữa tắm bé màu xanh lên dùm em màu xanh này. Sữa tắm bé màu xanh lấy bé màu xanh lên dùm em màu xanh nha mấy chị nha. Màu hồng quốc kem, màu hồng hứa kem có chứ mấy chị, xài không thơm. Em không lấy tiền mấy chị luôn, chị nào lấy lên dùm em nha. Rồi nha mấy chị nào ân lên dùm em ạ. Túi đeo màu đen nha Thủy, dạ ok chị nào lấy dùm em ạ. Quất liền vô cho em, ân màu xanh, quất màu xanh, ân màu hồng, quất màu hồng cho em luôn. Chị nào lấy rồi hồng luôn. À, dép hồng 78 ok mấy chị. Tắm gọi luôn được, trời ơi nó là 2 trong 1. Nếu mà tắm gọi này, nó mướt tắm cho con và nó mịn da cho con lắm nha. Xài ok lắm, 125 ngàn. Chị nào lấy dùm em ạ. Enchanter không hả? Rồi nha mấy chị nha. Rồi lên tiếp dùm chị em nha. Sữa tắm mía màu xanh rồi lên dùm em màu xanh. Chị nào ân màu hồng lên chị em màu hồng. Rồi nha mấy chị. À, nha. Chồng ơi mấy chị hỏi phấn rôm á. Phấn rôm á. Không kịp mấy chị con. Không, phấn rôm á. Rôm rồi sắp chị á. Ở đó, không phải. À, phấn lạnh á. Chị đang gọi thay phấn lạnh đi. Chị lấy phấn lạnh không? Rửa mặt cái gái của cái chai dầu gội ở bên sữa tắm. Cho Bentin dầu gội mắc lắm mấy chị. Dầu gội Bentin rất mắc luôn. Dầu gội Bentin tới 220 ngàn một chai lần. Em không gom được nha mấy chị. Dầu gội đưa chân gọi cho dầu gội Bentin đi. 220 ngàn một chai không gom nổi. 220 ngàn một chai hình như nó đang sale quá. Nhưng mà nó sale cũng 195 ngàn rồi. Không được rồi mấy chị. Không được. Có. Có shampoo không? Shampoo đưa chân gọi cho đó thôi. Mấy chị ơi, dầu gọi Bentin không xài nổi luôn mấy chị. 195 ngàn. Chị nào lấy thì lên giùm em nha. Bentin 195 ngàn xài không nổi luôn. Sao không nổi luôn, 195 ngàn, chị nào lấy lên giùm em. 220 mà nó sale còn 195 kìa, sao xài. Sữa tắm bé màu hồng lấy cho em, cái túi đang đeo rồi, ok nè. Sữa sữa rửa mặt trị mụn cho bé, giờ em không có rồi nha chị Hoa Hoa ơi. Sữa tắm bé màu hồng rồi, ok mấy chị. Phấn nè, phấn nè mấy chị nha. Một chai một cặp nó như thế này là 180 ngàn, bây giờ trẻ ra. Chị nào lấy một chai, em để cho mấy chị luôn 65 ngàn chai. Ê, không được mấy bà ơi, không được. Thôi xí xó đi mấy chị, em bán 65 ngàn giờ nó cặp đất luôn á. Nha mấy chị, dầu gọi xin xíu hả? Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy cục chị nào lấy sắc mi lên giùm em, sắc mi nha mấy chị nha. Sắc mi này mấy chị, sắc mi 59 ngàn cục nha mấy chị, trị mùi hôi của cơ địa nha mấy chị, hôi nách này, hôi người này nha mấy chị nha. 95 ngàn cục, chị nào áo lộn 59 ngàn cục, chị nào lấy sắc mi lên giùm em sắc mi nha. Sữa tắm bé màu xanh hay màu hồng mấy chị lên giùm em ạ. Mai em mới like mặt nạ nha. Không lấy bên tin túng của chị ơi, mắc quá luôn, nghĩ xem 195 ngàn thôi dịp đi. Mắc lắm chị. Rồi nha mấy chị nha, khẩu trang bé 1 tuổi có không? Không có em ơi. Có dầu gọi đã hoặc vào đô hả? Thôi em ơi, hết dầu gọi rồi. Hết rồi mấy chị ơi. Dầu gọi lô ré đây nè. Dầu gọi lô ré mà chị nào chưa có mua đi mấy chị, nó thơm cực kỳ luôn. Nó thơm và hàng thương hiệu của nó cho nên nó mướt tắp lắm nha mấy chị. Mấy chị lấy màu đen với lại màu trắng, ok. Nè, màu đen với màu trắng nè. Cái mùi nha mấy chị, nó có nhiều màu nhưng mà cái mùi màu đen màu trắng 125 ngàn một chai, nó đang siêu. Dầu gọi lô rê của Thái nè, 125 ngàn, chị nào ân ghi giùm em dầu gọi trắng hoặc dầu gọi đen nha, 125 ngàn. Rồi thôi, em xuống like nha, ú lộn. Em xuống like nha mấy chị nha, dưỡng mi đi, bây giờ không được, bây giờ em đi ra phía tiên rồi. Đây nha mấy chị, trong trả cái chai đi, trả cái chai này lại. Bây giờ không có lấy, khách không có lấy. Dầu lăng thái mai nha chị ơi, dầu lăng thái mai nha. Dầu lăng thái mai, chỗ không kịp gì hết đó mấy chị ơi, bán chua có gì hết là phải hết rồi mấy chị. Tắt nghi rồi chị nào lấy giùm em ạ. Sữa tắm hả? Em quên sữa tắm rồi, thôi sữa tắm mai đi chị. Sữa mai em lên chỗ siêu thị mỹ phẩm á, chị nào lấy sữa tắm thôi lên. Kẹo vô vô, chị nào ăn kẹo vô vô. Chị nào ăn kẹo vô vô lên giùm em kẹo vô vô nha. Kẹo vô vô nha mấy chị nha, 25 ngàn đực. Chị nào ăn kẹo vô vô lên giùm em kẹo vô vô. Chị nào muốn ăn kẹo vô vô ghi giùm em kẹo vô vô nha, 25 ngàn một bịch, ngon cực kỳ ngon luôn. Kẹo vô vô 25 ngàn bịch như gì được không? Băng vệ sinh cá con em có chị, mà bây giờ chưa like chị rồi. Kẹo vô bi nha mấy chị nha, tranh thủ gom thêm cho hết rồi. Kẹo vô bi cho mấy chị nha. 25 luôn.
muối này hả? Nó xèo má ơi, nghĩ sao không hợp. Hộp 20 ngàn không nhịn mẹ nó luôn. Đưa hộp thánh thủy á. Mắc á. Ồ, mắc quá, mắc luôn đó mấy chị. Có gì luôn mấy chị đó. Nước giặt Thái Lan không có nước giặt chị ơi. Nước giặt không có xeo mắc lắm. Nước giặt không có xeo. Chị có nước nước xả, nước xả vải á. Nước xả vải mới gom cho mấy chị kìa. Là em có xeo thôi. Là người ta có xeo thôi mấy chị nha. À, cơm cháy nữa. Rồi nha mấy chị nha, lô rê trắng hết. Ô đẩy đẩy lại đây cho. Đẩy lại đây cho, đẩy xi lại đây. Mấy chị mới nãy mua bao nhiêu bịch cơm cháy rồi ta? 4 triệu vô vô. Milo. Nè cơm cháy này mấy chị, cơm cháy này 65 ngàn bịch nha mấy chị nha. Mới nãy mấy chị lấy nhiêu bịch rồi ta? Chị nào ăn cơm cháy lên giùm em cơm cháy nha, 65 ngàn bịch ngon lắm. Em mua về khách sạn em ăn. Chị nào ăn cơm cháy Thái lên giùm em nha. Cơm cháy nữa làm những miếng này gia vị ngon lắm mấy chị. Ngon lắm, ngon lắm. Rất là ngon luôn. Chỉ có điều nó cũng hơi đắt chút xíu, 65 ngàn. Chị nào ăn cơm cháy lên giùm em cơm cháy nha mấy chị. Cái này chắc em ăn hơi nhiều ạ. Thì lấy cho chị bộ dao già em lấy cho chị rồi ạ. Kiểu trôi ly là kiểu gì ta? Kem cô né hả? Cô né 75 ngàn em. Kiểu trôi ly đó, nãy chỗ kia kìa. Đâu, kiểu trôi ly đó. Thì... kiểu trôi ly là kiểu nào? Kiểu tôi đâu có nhớ. Rồi tính tiền rồi chồng kêu ta tính tiền rồi. Bây giờ tới cái khâu tính tiền mới mệt nữa nha mấy chị. 4 xe, 5 xe đẩy đây thôi cho tính tiền mệt nghỉ luôn á. Đâu kiểu du ly đâu. Mệt lắm mệt lắm. Một bộ dao ok em. Rồi cho xem túi sách chị đang mang. Túi sách đang mang 175 ngàn. Hai bịch cơm cháy và ok chị. Snack mực, à quên snack mực đâu chồng. Trời ơi snack mực đấy. Đợt cụ khoảng 2 bịch. Ồ thèm. Ủa ủa chồng. Gì còn cái dài bịch gì trời. Cái này mắc quá vậy. Salad bực này. Snack mực nha mấy chị nha. Chị nào ăn snack mực lên giùm em nha mấy chị nha. Snack mực chị nào ăn lên giùm em ạ. 69 ngàn bịch luôn. 69 ngàn bịch snack mực nha. Có được 2 4, 5 6, 7 à. Chị nào ăn snack mực lên giùm em. Snack mực. Snack mực nha mấy chị nha. Snack mực. Ủa chết đi, mất một hồn luôn á. Chết đi mấy chị ơi, tự nhiên lâu lâu ông hỏi giật ngược lại hả? Cái điện thoại đâu? Hết hồn luôn. Rồi nha mấy chị nha. Túi sách đen 175 ngàn, 2 bịch cơm cháy ở snack mực nè. Có mấy bịch thôi nha mấy chị, còn có mấy bịch đâu? 2 bịch nè. Snack mực nè. Dương hồng nè. Rồi chị nào ân snack mực lên giùm em snack mực nha. Còn nhiêu lấy nhiêu nha mấy chị hết rồi. Lấy lên liền giùm em nha mấy chị nha. Nè mấy chị snack mực nha. Dầu gọi lô ni trắng. À ghi giùm mình là dầu gọi trắng giùm em là được. Rồi mình là lấy lên nữa giùm em nha. Và chén nào lấy nữa lên giùm em. Rồi chị nào ăn snack mực lên giùm em snack mực nha mấy chị nha. Em túi sách chị nha. Ok hoa cảm ơn. Rồi túi à, quên lộn. Sữa biếm sữa xốp. À không xốp có chứ. Có chứ, có chứ mấy chị. Rồi ha, chị nào ăn lên giùm ơn ạ. Mực bento, mực bento nó có mực cay và mực không cay. Chị muốn lấy mực nào? Mực bento nó có loại cay và không cay. Chị ưng loại nào ạ? Nó có loại cay và loại không cay nha chị. Mực bento nó có loại cay và loại không cay. Đi xuống mua ít cái cay thì đang luôn. Snack mực ok mấy chị, snack mực. À, mực bento cay em. Dạ chị lấy mấy bịch? À, bento cay á, bento cay và không cay gì cũng đều đồng giá 55 ngàn à chị. Chị muốn lấy loại nào? Cái cay này. Cái cay ngon ghê. Các chị biết ăn cái thanh trà không? Thanh trà là cái gì ta? Ăn sợ ăn sợ là bụng nó bị tiêu chảy. Em coi thử có món gì nè. Xoài thanh trà.
xoài, thanh trà. Coi thử có món gì khác nữa. Xoài với thanh trà không? Thơm quá. Xoài, thanh trà. Thơm. Dừa, mi, đậu ô, mi nè. Má ơi, 199.000 bịch mi thôi nhịn luôn mấy chị. Em định vô em lấy mi cho mấy chị mà em thấy 199.000 bịch thôi nhịn luôn. Cái túi sắt 175.000 về chị. Rồi nha mấy chị nha. Trái đỏ chua, trái đó chua hả? Chua chứ ăn tí đái luôn á. Ô, sợ đau bụng mấy chị mà. Mà mấy chị ngon lắm. Ngon ở đây em thích, mấy chị biết ở đây ổi nè. Hay ăn đau bụng nữa thôi, thôi dịp luôn. Cái bụng của em nó ử lắm mấy chị. Cái bụng của em nó ử lắm. Cái bụng của em nó bất ổn. Mai quần nam như em không, quần nam không có gì à. Trời ơi mấy chị coi em này, 6 xe hàng. Có người phụ không chồng? Đó thì mấy chị coi tính tiền nè. Nó chua ngọt ngọt. Mấy chị coi mấy xe hàng chồng em tính tiền nè. Mấy xe hàng. Ôi kinh khủng luôn á. 5 xe hàng. 5 xe hàng. Đấy. Đấy. Chuyến đi đầu tiên của em mới like chưa kịp đã cái nư gì hết trơn là phải lật đật chạy ra rồi mấy chị. 5 xe hàng. 5 xe hàng nha mấy chị nha, 5 xe hàng. Đó, 5 xe hàng này. Đợi tính tiền, quần đùi sâu lắm. Từ từ á chị. À, ăn vị như vị thanh trà hả? Mình hỏi dây bi bao nhiêu hả? Đây hả? Dây em đang đeo hả? Dây em đeo là đá ngũ sắc. Mặt Phật tứ diện hả? Trời ơi em có thỉnh nè mấy chị lên xóm nha, để em đi thỉnh nha mấy chị chứ không kịp. À, dây đeo ngũ sắc em thỉnh cho mấy chị là 79.000 à. 79.000. Còn mặt Phật tứ diện như em đang đeo là 180.000. Gom hết siêu thị rồi. À, đây. Lấy cho chị hai hộp Milo. Milo hả? Có kẹo mi không chị? Không có kẹo mi rồi. Lấy chị hai hộp Milo từ từ mấy chị ơi. Milo hả? Milo hồi giờ em đâu có bán hộp đâu. Milo hồi giờ em đâu có bán hộp. Nhiều quá mấy chị ơi. À, thôi mấy chị giờ em phụ chồng em. Em phụ chồng em đóng hàng cái này nha. À, em phụ chồng em đóng hàng cái ạ. Rồi à, tính tiền với đóng hàng cái ạ. Xong rồi em nếu mà em về sớm thì tối em like, khuya em like nha. Còn nếu như mà khuya quá thì em nghĩ mai em like. Còn không thì tối xíu em like xíu với chị. Tại vì qua đây phải tranh thủ từng giờ từng phút luôn. Này chị, mặt Phật bốn mặt đó là em có loại như giọt nước. Giọt nước này là chị có nữ mình đeo thôi. Em thỉnh 180.000 à. Đó, mặt Phật bốn mặt nha. Như em đeo luôn á, Phật bốn mặt em đang đeo ha. Kẹo mi lấy đi. À, đưa lại đây coi kẹo mi kìa. Rồi nha mấy chị. Rồi còn cái này nữa nè. Còn cái này á là mặt Phật lớn. Nhưng mấy chị cô né mua nhiều có bớt có chứ em mua nhiều có bớt mà tối đi 175.000. Nè em ơi từ từ à em. Cái này là mặt Phật lớn. Mặt Phật lớn là chị nào mà bự bự á, mặt mập á hoặc là nam thì mấy chị thỉnh cho em nha. Mặt Phật em lấy loại nào như hoa đào ơi. Giọt nước hay là lớn giùm chị này. Nha mấy chị nha, một thỉnh 180.000 ạ. Đó, đó là giọt nước với lại mặt Phật lớn nha mấy chị nha. Em thỉnh là 180. Rồi còn loại một loại mặt Phật nữa là mặt Phật trung. Còn một loại mặt Phật nữa đó là mặt Phật trung. Đây này mấy chị, mặt Phật trung này em cũng thỉnh mấy chị. Mặt Phật trung này giống như mặt Phật em đang đeo. Mặt Phật em đang đeo là mặt Phật trung nha. Là cũng 180.000. Nha mấy chị, 180.000. Mấy chị lên sớm giùm em. Nha mấy chị nha, lên sớm giùm em. Mặt Phật trung 180 này. Mặt Phật lớn 180 này. Mặt Phật giọt nước 180 luôn. Nha mấy chị, mặt trung là con nít, người lớn mình đều đeo được hết. Nha mấy chị, con nít nếu mấy chị nào mà thỉnh cho con đeo, mấy chị nên thỉnh mặt Phật trung ha. Chỉ có giá là thỉnh là 180.000 nha mấy chị. Thỉnh là 180.000. Chô nhiều quá mấy chị ơi, em phải phụ chồng em tính tiền hả chứ nhiều quá mấy chị. Nhiều lắm, đơn hàng, ở quên hàng nhiều quá. Một mình ổng á.
ông phải ngồi phân ra từng món hết chứ không có ai phụ kìa. Bình thường có người phụ mà nay không có ai phụ hết. Chốt hai mặt Phật lớn vậy chị. Còn cái này là đá ngũ sắc nè, đeo này là giúp cho mấy chị tốt về phong thủy á mấy chị. À, chuyển vận khí xuôi sang vận khí hơn, nó giúp cho mấy chị hanh thông trong công việc làm ăn. À, với lại trong gia đình nó đều được suôn sẻ vậy mấy chị ha. À, đây nha mấy chị nha. Đá phong thủy là 1 5 7 9 ngàn, đá phong thủy 7 9 ngàn, mặt Phật lớn cho chị. Chị nào mập mập bự bự cứ đẩy mặt Phật lớn nó đeo nó hợp hơn nha mấy chị. Mập mập bự bự là đeo mặt Phật lớn nó sẽ hợp hơn nha mấy chị nha. Ba dầu gọi lô re chị Linh Nguyễn ơi, chị lấy dầu gọi lô re là chị lấy loại nào? Nó có loại trắng, loại đen và loại đỏ nha chị. Chị một vòng ngũ sắc, một Phật giọt nước và một túi sắt em đeo và ok chị Nguyễn Thủy này. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Mặt Phật lớn 180 ngàn. Dạ ok mấy chị, đá phong thủy mấy chị giùm em đá ngũ sắc, một chai đá ngũ sắc nha mấy chị nha, 79 ngàn. Đá ngũ sắc là 79 ngàn nha mấy chị nha. Đá phong thủy, đá ngũ sắc và đá phong thủy như em. Dạ mấy chị cứ giùm em là đá ngũ sắc nha mấy chị nha. Đeo lên đẹp lắm mấy chị. Đeo lên đẹp cái tay cực kỳ luôn. Chị có em thỉnh mấy chị 79 ngàn à. Chị nào thỉnh đá ngũ sắc thì lên giùm em thỉnh đá ngũ sắc nha mấy chị nha, 79 ngàn giùm em. Đá ngũ sắc á, à, cái đó là kìa. Đá ra đó. Rồi nha mấy chị, đá ngũ sắc có người phụ chồng em rồi. Đá ngũ sắc nha mấy chị nha, 1 dây 79 ngàn. Dạ đá ngũ sắc 1 dây 79 ngàn nha mấy chị. Á à, có người phụ rồi. Nè có người phụ rồi. À, cái bè đó, cái bè mà mọc đó. Mà hồi mấy hôm trước em có bầu á, em có bầu cái bè đó, cái bè đó mà phụ không luôn á. Hồi hôm trước em có bầu mấy chị, em ơn một bụng luôn. Em ơn một bụng vừa đau vừa mệt nữa là mấy bè đó phụ giùm em. Một vòng đá ngũ sắc, một chai đen nắp đỏ. Chai đen nắp đỏ là cái gì ta? À, chai đen là 3 chai dầu gội đen. Chị Linh Nguyễn ơi ghi lại giùm em nha, 3 chai dầu gội đen, 125k một chai nha chị. Đá ngũ sắc, màu đá ngũ sắc một Phật lớn à. Ok mấy chị, đá ngũ sắc 79 ngàn. Chị nào ơn đá ngũ sắc lên giùm em, đá ngũ sắc chồng đưa chân vợ cái gói thơm phòng 3 gói. Chồng đưa chân vợ 3 gói thơm phòng cái ơi. Chồng đang tính tiền hả? Đá ngũ sắc nha mấy chị. Mấy chị đá ngũ sắc thì ok mấy chị, kem 4k giá sale 119 ngàn à em. 3 chai dầu gội đen, dạ ok chị. Thỉnh cho chị hai mặt Phật, mặt Phật trung nha em, với một đá ngũ sắc nha em. Dạ mặt Phật trung á, mặt Phật mấy chị, em nói mấy chị nghe nè, cái mặt Phật gì ta, mặt Phật bốn mặt ấy, em vừa mới đi qua ông luôn, em xin ông luôn. Em đi siêu thị á, cái lúc mà em chụp hình với mấy chị xong rồi em đi tới đó là em gặp cái đền thờ Phật bốn mặt á nha mấy chị nha, chị khách quen đó. Đây nha mấy chị nha, đó nha mấy chị biết sao không, em còn xin, em mới xin ông luôn. Mấy chị biết vì sao không? Phật bốn mặt á, mấy chị xin về sức khỏe, về bình an, về công việc đều được suôn sẻ hanh thông. Mấy chị xin rất là được nha mấy chị, đừng có xin ở cho tôi trúng số, cho tôi giàu nha mấy chị nha, thì mình xin cái đó nó không được nha mấy chị. Nhưng mà mấy chị xin này, em nói ví dụ nha, mấy chị xin này, cho con được nhiều sức khỏe, cho con được nhiều bình an, cho con được nhiều cái kiểu như là công việc mấy chị làm ăn đều được thuận lợi, suôn sẻ, hanh thông mấy chị. Còn con mấy chị nha, khi mà mấy chị đeo cho con á, thì mấy chị nên xin cho con, để cho con, mẹ ngoắc có chứ em, mẹ ngoắc có chứ, mẹ ngoắc có luôn. Nhưng mấy chị nha, có kem nám không, kem nám ngày mai em, kem nám ngày mai. Em nói mấy chị, có mình có sức khỏe, tự động mình sẽ làm có tiền. Nhưng mấy chị, mình có bình an là mình có bình an, mình có sức khỏe là tự động mình có tiền không mấy chị. Đó cho nên là em cũng vậy, em cũng mới qua sinh thôi, em mới qua đền của ông á, mấy chị đền thờ, người ta lập cái tượng đền thờ á nha mấy chị nha, là ấy lắm mấy chị nha. 175 ngàn nha mấy chị, túi em nêu là 175 ngàn nha mấy chị nha, túi em nêu là 175 ngàn. Rồi còn cái này là gói thơm phòng dùm cho em nè, gói thơm phòng nè mấy chị, một gói như thế này, gói thơm phòng ở đây mấy chị mình trong mình hỏi mua dùm được dây ngũ sắc chưa thỉnh không thủy. Chưa thỉnh hả? Không lấy lời thỉnh hả? Chưa thỉnh hả? Đỡ coi thử nha, chứ sợ để trong chùa là người ta thỉnh hết rồi á. Để hỏi thử nha, đỡ hỏi thử hả? Sợ chưa thỉnh, sợ không có chứ. Nha mấy chị nha. Có dầu lăng tem xanh không? Dầu lăng tem xanh là cái gì ta? Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy giùm em mà Phật tứ diện cho em nhỏ nhé.
nhỏ là em lấy giọt nước ha. Em ghi giùm chị là mặt phật giọt nước nho hoa đào. Thuốc bao tử thôi chị, thuốc bao tử đỡ một túi, một chút nữa mấy chị nha. Chị Hương Bùi Hình ơi, 175.000 nha mấy chị. Trời ơi, nó có ngăn à. Nó có một ngăn thôi nha mấy chị nha nè. Nè, cái điện thoại mà bự quá thì bỏ nó hơi cao, hơi cơi. Cái thứ hai này mấy chị, nhưng mà vẫn vừa nha, nhưng mà vẫn vừa. Cái thứ hai này mấy chị, ở phía dưới á, là do em đựng đồ phía dưới nữa rồi. Em đựng ở trong này nhiều lắm, nhiều món lắm. Nhưng mấy chị, thuốc đặc xe khít ngày mai em ơi. Kem ném bây giờ, mấy giờ là em? Kem ném hả? Kem ném thì mai. Mai nha mấy chị, kem ném mai nha. Mặt phật, bốn mặt nha chị biết rồi. Rồi này mấy chị, cái này là cái gói thơm phòng. Bình thường cái thơm tủ quần áo đi mấy chị, em thấy treo trong tủ quần áo là nó thích hợp nhất, cực kỳ thích hợp luôn. Một gói như thế này, giá của nó này, một gói như thế này giá của nó nha là 55.000. Bữa nay em bán với chị luôn ba gói chỉ có 99.000 thôi. Mua về treo trong tủ quần áo ấy, hoặc là bỏ trong cái ngăn mà ngăn tủ đồ cho con mấy chị, nó tỏa cái mùi thơm nó ra để nó thơm quần áo cho con và nó chống hôi, nó chống ong mốc, chống chuột, hoặc là dán rồi nó chui vô trong tủ nha mấy chị nha. Đây đưa cho vợ cái này mấy chị nào lấy lên giùm em ạ. Ba gói chỉ có 99.000 thôi. Ba gói chỉ có 99.000. Em gỡ luôn. Hàng của siêu thị chưa tính tiền mà gỡ này. Giờ treo luôn, tao nói mấy chị mới mở cái bịch ra thôi là mấy chị đã thích liền luôn. Cái mùi nó dễ chịu lắm. Nhưng mấy chị, mùi nó dễ chịu lắm. Chị nào lấy lên giùm em nha mấy chị. Chỉ có giá 99.000 ba gói thơm phòng. Bình thường là 55.000 một gói, hai gói là 110.000. Bữa nay là ba gói chỉ có 99.000 thôi nha mấy chị nha. Ba gói chỉ có 99.000. Chị nào lấy tranh thủ như mấy chị nha, chứ gom thêm chứ cũng chắc không đủ. Nãy giờ mấy chị lên quá trời luôn. Hồi nãy giờ em hốt quá trời luôn á mà em sợ cũng không đủ, chắc này phải gom thêm rồi. Chị nào lấy gói thơm phòng. Ủa, chị Nguyễn Thị Diễm á, sao không có, gì vậy Nguội? Mấy chị thấy không, em không có ok chị nào hết trơn á, là tại vì em dành thôi để em like. Mà mấy chị cứ lên đơn là có hàng. Trời ơi, mọi người ơi, lên đơn là có hàng nha. Do em phải dành thôi, em like chứ bây giờ họ quá trời luôn mà, quá trời luôn rồi mấy chị nha. Dành thôi em like nha mấy chị, dành thôi em like. Mặt phật thỉnh cho em thỉnh chứ, thỉnh đầy đủ hết. Tới tay mấy chị là đã thỉnh đầy đủ nè. Xin cái lộc cho mấy chị, thầy chủ trì trong chùa, thầy cầu xin cho mấy chị cái lộc và chửi nước phép cho mấy chị luôn. Nhưng mấy chị chứ không phải là ấy đâu. Cái nào mà em nói thỉnh là em thỉnh, còn cái nào em nói chưa thỉnh là em nói chưa thỉnh. Để cho mấy chị biết còn mấy chị còn đặt hay không đặt. Tại có nhiều người á, người ta người ta như cái dây đeo này nè, có nhiều người cũng nói là đòi thích chưa thỉnh, nhưng mà họ em toàn là có thỉnh không, cho nên là những chị nào mà đòi chưa thỉnh là em không có hàng đó. Nhưng mấy chị cứ dùm em ba gói thơm phòng 99.000, ba gói thơm phòng 99.000, mấy chị cứ lên đơn giùm em nha. Tại em không ok từng chị được, nhiều quá em dành thôi để em like. Rồi nhưng mấy chị nha, túi em đeo là 175.000 nha chị Đỗ Diệu Ngân ơi. Rồi nhưng mấy chị mua dùm em thuốc đặc xe khít âm đạo nha chị Hai Hữu, ok em. Rồi nhưng mấy chị cho em xem mặt vào. Bộ dao bao nhiêu hả chị? Bộ dao là 220 chị. 6 gói thơm phòng vậy ok mấy chị. Gói thơm phòng này thơm lắm nha. Mấy chị để tủ đồ. Tủ đồ mình không có cũng được, nhưng mà con mấy chị nên để nha. Tại vì nó thơm đồ cho con, nó bỏ vô tủ đồ nó thơm cho con, nó tốt cho con nha mấy chị. Sạch sẽ cho con luôn ha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Rồi gói xả vải, trời ơi mệt quá. Đây. Túi này chị 175.000. 175.000 nha mấy chị nha. Bữa qua tới giờ là cứ đeo cái túi hoài như vậy luôn, mấy chị không tháo cái túi ra luôn. Đeo hoài luôn. Đi đâu cũng đeo. Từ ở trên phòng đi xuống đi ăn sáng cũng đeo. Nha mấy chị, đeo hoài luôn. Rồi nha mấy chị nha. Ủa chồng ơi. À lấy quá thì phân được không? Rồi nha mấy chị nha, ba gói thơm phòng rồi, cho chị 6 gói thơm phòng. Dạ dạ em biết rồi chị, một túi 175.000. Dạ chị. Rồi cái này là nước xả vải nè. Em nói mấy chị nghe nè, ở Việt Nam mình bán bao nhiêu bịch? 50.000 ba bịch. Có bữa 50.000 bốn bịch. Nhưng mà mấy chị ơi xin lỗi nha, mấy chị nói cái đó là 100% của Thái, không bao giờ có. Vì sao mấy chị? Xài của hàng Thái, ví dụ như em mua trong siêu thị này ra cho mấy chị nè, mấy chị xài một giọt là thơm một giọt, chứ không phải như của người ta chế một lần nửa bịch mà nó không thơm. Hoặc là nó thơm khi mà mấy chị phơi cái đồ đó lên, nắng mấy chị nó khô đồ rồi á là nó hết thơm luôn. Còn nước xả vải này như mấy chị nha, của Thái nó đậm đặc, nhưng mà mấy chị xài khi mà mấy chị phơi lên nó vẫn giữ cái mùi thơm cho mấy chị luôn, vẫn giữ cái mùi thơm cho của cái nước xả vải cho mấy chị nha, nó vẫn thơm. Nhưng mấy chị chứ không phải xả xong cái nó đi luôn,
nha mấy chị. Của em này, mấy chị mua một bịch hay là Thủy ơi bây giờ gom cho chị 100 bịch đi, kêu Thủy ơi giảm giá cho chị. Dạ không, 1.000 cũng không rớt ra luôn. 49.000 một bịch xả vải, nhưng em không cho chọn màu luôn. Nó tới 500g, có lần 600g. Chồng em nói là do nó rất là đậm đặc, cho nên là cái số ký của nó tăng hơn so với lại số lượng miêu nha mấy chị ha. Chị nào lấy lên giùm em nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên giùm em mà. Cái này nước giặt, nước xả chứ không phải nước giặt em. Dùng được từ em bé sơ sinh trở lên luôn. Em gom với chị 49.000 một bịch. Một bịch nó như thế này là nó tới 600ml. Hàng của Thái Lan tặng gốc tại siêu thị Thái luôn nha mấy chị nha. Còn ở đâu, Thủy ơi chỗ kia bán 50.000 ba bịch, 50.000 bốn bịch. Dạ ở đâu rẻ thì mình cứ mua nha mấy chị nha. Tiền nào của đó, cái câu đó nó chính xác lắm mấy chị, không sai một phát nào. Câu đó chính xác lắm mấy chị, không có cái chuyện mã mở ở bên Thái mấy chị mua được cái giá này đâu, không bao giờ mấy chị. Như cái này nó sale đi, như cái mã hàng hôm nay nó sale cái mã này đi, hôm sau như mấy chị nha, nó hết sale, nó vòng lại giá 155.000 một bịch. Buộc khi mà em nhận đơn mấy chị là em phải bán mấy chị 75.000 một bịch, không có giá 49.000 đâu mấy chị. Nó có bốn màu lượng nha mấy chị, nó có bốn màu lượng. Chồng có màu trắng không? Chồng có màu trắng không chồng? Không là lấy hàng rồi nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên giùm em mà, bốn bịch nó có bốn màu lượng cho em đây, bốn màu này nè mấy chị, bốn bịch xả vải có bốn màu, em không có cho chọn màu nha mấy chị nha, thông cảm giùm em ha. Nhưng mấy chị tại vì giờ gom 49.000 rẻ quá rồi. Nhưng mấy chị nha, 49.000 rẻ quá rồi. Xả vải ok mấy chị, chị một bịch xả vải ok mấy chị, không có nước giặt. Không có nước giặt em, nước xả vải 5 gói rồi ok mấy chị, hai bịch xả vải. Thử rồi mấy chị, thử mình thử một lần tại siêu thị của nó hàng. Giống như mấy chị là đi qua Thái mấy chị du lịch xong mấy chị mua bịch về để dành mình xài thử vậy. Mấy chị thử đi. Nhưng mấy chị nha, mình coi thử nó có khác với lại cái hàng mà mấy chị mua là 50.000 ba bịch hay là 50.000 bốn bịch không nha mấy chị nha. Còn của em đúng giá 49.000 một bịch nha mấy chị. Nước xả vải thơm lắm Thủy ơi. Nếu mà chuột hàng của Thái nó thơm mà nó dịu dàng mà nó đã lắm mấy chị, chứ không phải là mấy chị xài mà họ nó cái mùi của nó phơi xong cái ôi ra đâu mất hết. Nhưng mấy chị ha, xả vải của Thái thơm lắm. Nhưng mấy chị chuột của nó thơm lắm, tại vì bây giờ là em lấy toàn gốc tại siêu thị luôn rồi. Em nói thiệt, thà không em lấy thôi nhưng mấy chị nha, em lấy toàn vô siêu thị em lấy thôi mấy chị không à, tại vì ở ngoài mình không có biết hàng như thế nào ấy. Cho nên là lấy toàn trong siêu thị thôi. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy làm em mà nước xả vải 49.000 một bịch nha mấy chị. Qua bên này làm mệt lắm mấy chị. Ở nhà hơ, em ngủ họ có thi tới 10 giờ em dậy. Qua bên này nha mấy chị nha, đi ngủ là 3 giờ sáng mới ngủ mà mới có 6 giờ sáng là dậy rồi. Trời ơi, cực lắm mấy chị ơi, cực. Cực coi như là năng lượng là phải tới 200% luôn mấy chị. Làm họ cực lắm nha mấy chị nha, chứ không phải là sướng gì đâu mấy chị ơi, làm cái này cực lắm. Tranh thủ từng giờ từng phút luôn á. Hai bịch xả vải chị lấy thêm bốn bịch dạ chị. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em, chị nào ăn xanh ớt tôm lên giùm em xanh ớt tôm nha. Bạc với nồi. Ok. Rồi nha mấy chị, nước xả vải rồi mấy chị nha, xanh ớt tôm. Một bịch này bao nhiêu? 65.000. Á lộc. À 67.000. Chúng ta 67.000 đó. 67.000 á. Rồi nha mấy chị nha. Mấy chị nè, đây nha mấy chị nha, cho chị xem nước xả vải hả? Cho em xả tóc giùm, cho em đi ô xả tóc mai em mai nha Thu Hằng ơi, mai em cho xả tóc mai nha chị nha, mai. Rồi nha mấy chị nha. Cái này là kẹo này nè mấy chị, kẹo này là kẹo trà sữa của Thái này. Một bịch em bán mấy chị còn có giá 69.000 mà 100 viên lận. Chị nào ăn kẹo trà sữa lên giùm em, kẹo trà sữa ngon ơi là ngon, ngon tét cái nắp luôn, ngon rụng rúng luôn, ngon ơi là ngon luôn, 69.000. Chị nào ăn kẹo trà sữa lên giùm em kẹo trà sữa nha. Lấy đi mấy chị, rồi hở mai em đi gom thêm nữa chứ giờ là hồi nãy em còn có gom dư ý mà không biết là mà mấy chị đặt cũng nhiều quá không biết là còn không nữa. Nhưng mà mấy chị cứ lấy đi, đường nào ngày mai em còn phải lên em lấy nữa. Giờ này á, mấy chị biết sao, nay dịch người ta đóng cửa sớm lắm chứ mọi khi là tới 2 giờ sáng luôn á. Túi em mang có bán mà, túi em mang là 175.000 á chị. Viên dưỡng tóc không em có nha Đức Minh ơi. Rồi này mấy chị, nước xả vải giùm cho em. Nước xả vải giùm cho em. Nước xả vải giùm cho em. Nước xả vải 4 bịch 4 màu, 49.000 một bịch nha. Mai là em đi siêu thị mỹ phẩm nha mấy chị, thế giới mỹ phẩm luôn, rất là lớn ở tại Bangkok này. Cho nên là mai mấy chị nào để ý mấy chị theo dõi cho mấy chị nha, mấy bà ưng cái gì tôi lên cái đó, chứ bây giờ là ở trong này nó không có đầy đủ. Trong này chủ yếu thì mấy chị giống như siêu thị mình vậy, đồ ăn là chính nha mấy chị, đồ ăn nha.
rồi bánh kẹo đồ đó mấy chị, hoặc dầu gội sữa tắm đồ đó thì có. Chứ còn hả, nó không có như là kem mặt, kem phấn hay kem này kia hay là hàng của hãng, nó không có. Không có nha mấy chị nha, nhưng mà trong siêu thị mỹ phẩm là nó có chuyên bán hàng hãng ấy thì nó có. Sữa tắm mía rồi ok mấy chị, túi em đeo về ok chị, hai bịch xả vải ha. Một bịch một màu, hai bịch hai màu, ba bịch ba màu, bốn bịch bốn màu giùm em ha. 100 bao nhiêu ta? À không mấy mẹ ơi, có 49.000 à. Chút like xong nhắn tin giúp chị nha em, chị qua tin nhắn cái trang bay riêng của em được không? Thích hàng Thái thời còn ở cam là của dĩa hả? Em bán thuốc đau bao tử có chị, thuốc đau bao tử là bữa nay em bán còn 34.000 một vỉ, sale cho mấy chị á. Rồi còn cái này nè mấy chị, khoai tây trứng muối hồi nãy mấy bà lấy vô chừng luôn mà bây giờ không có đủ, nhưng mà ngày mai có nữa, ngày mai em gom thêm. Chị nào lấy khoai tây trứng muối lên giùm em, khoai tây trứng muối em bán với chị còn có giá là khoai tây trứng muối nha mấy chị nha, em bán với chị còn có giá 29.000 bịch khoai tây trứng muối luôn. Chị nào ăn lên giùm em ạ. Rồi 4 bịch xả vải giờ ok mấy chị, xả vải thử mà mấy chị xài, mấy xài xài chuẩn của Thái luôn đi nha. Mình xài coi như là mình xài, bây giờ mình chơi lớn luôn, mình xài coi như là không phép đi mấy chị ha. Chuẩn lại, nhưng mấy chị đi siêu thị mấy chị xắt tay gì mấy chị xài. Nha mấy chị nha, đó nè. Nhưng mấy chị nha, cho nên là mấy chị nào lấy giùm em ạ. Đấy, như chồng em đang tính tiền cho mấy chị kìa. Nè. Nè, xả vải một đống không lấy cho mấy chị nè. Đấy chưa? Đó, một đống cho mấy chị luôn nè. Dầu gội đằng kia nữa nha chồng, mấy cái sọt nữa đó. Ủa, mấy cái này đâu? Mấy cái kia phân loại được hả? Ừ, đưa ra hết rồi. Cô coi hàng kia đỡ người ta lụm mắt á ông. Ừ. Coi chứ người ta lụm mắt á trời. Coi chứ người ta đẩy mắt á ông. Được, bữa nay được 5 xe nha mấy chị. Bữa nay em lấy hàng mấy chị được 5 xe, 5 xe đẩy hàng á. Rồi nha mấy chị nha. Còn cái này á là cho dầu gội cho bí, vừa gội đầu mà vừa mướt tóc mà nó lại vừa mịn da. Cục me đâu? Hả? Cục me đâu? Cục me hả? Cục me đâu ai biết. À có một cục lẻ nữa. Ok ok. Cái này là người ta nói là hết nhận nữa rồi. Ngưng tới đây là ngưng. Rồi nha mấy chị nha, một hộp bao nhiêu em? Hộp gì chị? Không, em bán với chị 3-4 ngàn vỉ vậy à. Kẹo chanh muối 27 ngàn một bịch. Chồng ơi, còn kẹo chanh muối ở đó không? Kẹo chanh muối 27 ngàn bịch, nó có ở đó không? Bơi ở đó nữa đây hả? Kẹo chanh muối 27 ngàn bịch, mấy này con giờ ôm mớ tổng á. Đỡ ngày mai đi lấy thêm cho không đủ nha mấy chị. Kẹo chanh muối là 27 ngàn bịch nha mấy chị nha. Inbox cho em vào nick nào đỡ gửi mẫu nhờ em mua hộ. Mấy chị ơi, mấy chị sao ta, cái nick Facebook của em là chữ Thủy Lê Hằng Thái, là Facebook riêng của em đây này mấy chị nào mà để ý á, này mấy chị nào mà để ý là mấy chị thấy cái Facebook này là Facebook riêng này, em cầm máy này em cầm suốt 24/24. Còn mấy chị mà inbox vào trang bay á thì nhân viên của em nó check cho mấy chị nha, tại vì nó nhiều quá. Facebook trang này nè, Thủy Lê Hằng Thái này là trang này là riêng của em này, Thủy Lê Hằng Thái này, cái này là tin nhắn riêng của em. Tin nhắn riêng của em nha mấy chị, cái này là tin nhắn riêng của em á. Cái này là Facebook cá nhân của em. Giờ làm sao mấy chị inbox cho ta em ta? Ông inbox cho em ta. Sao mấy chị inbox được cho em ta? Nè mấy chị, không biết sao mấy chị inbox cho em họ mấy chị chữ Thủy Lê Hằng Thái giùm em thượng nha. Cái trang này nè là em mấy chị, trang cá nhân nha mấy chị chứ không phải trang bay, trang cá nhân á mấy chị, chưa có cái chữ kết bạn ấy. Là cái trang cá nhân của em á. Mấy chị dặn em nó sẽ dễ hơn. Em có gì em nhắn em báo giá mấy chị cũng dễ hơn. Mà em không biết làm sao để mấy chị kết bạn với em nữa. Em không có rành lắm á mấy chị. 4 bịch kẹo chanh muối và ok ạ. À. Rồi nha mấy chị nha. Đó là trang cá nhân của em á. Rồi nha mấy chị, còn cái này là chai sữa tắm và gội cho bé nè. Trời ơi, ta nói sữa tắm và gội cho bé này mấy chị, nó thơm mà nó mướt tóc cho con dã man luôn. Nó thơm ơi là nó thơm mấy chị nha. Không thơm cho trả hàng. Không mịn da, không mướt tóc cho con cho trả hàng luôn. Nha mấy chị, nó thơm cho đó luôn mấy chị đã. Một chai dầu gội như thế này nè mấy chị, vừa tắm gội luôn nha. 480ml cho con vừa tắm vừa gội luôn. Thơm da mịn tóc cho con. Thơm tóc mịn da cho con luôn. Thơm lắm mấy chị. Một chai chị nào ưng màu hồng lấy màu hồng, chị nào ưng màu xanh lấy màu xanh. 125.000 một chai nha mấy chị nha, đã lắm mấy chị. Sữa tắm này bình thường nó 280 luôn nha mấy chị nha. Gom được hàng sale thì lấy nha mấy chị nha. Túi em đeo là 175.000 nha mấy chị. Túi em đeo là 175.000 ha. Túi em đeo là 175.000 nha mấy chị nha.
Rồi chị nào lấy sữa tắm đó giùm em, sữa tắm nha mấy chị, sữa tắm đó giùm em ạ. Trong đưa Trang dựa cái ví vàng, sữa tắm gọi cho bí màu hồng, ok mấy chị ạ. Chị nào ưng màu nào lên giùm em màu đó. À quên, rong biển nè, chị nào ăn rong biển thì lên giùm em nha mấy chị nha. Rong biển em có hai loại, loại xanh là không cay mà loại đỏ là cay. Chị nào ăn rong biển cay thì lên giùm em rong biển cay, mà không cay lên giùm em 46.000 bịch rong biển luôn. Rong biển xanh là không cay 46.000, rong biển cay 46.000 luôn. Chị nào ăn rong biển lên giùm em rong biển nha, nó có hai loại cay và không cay giùm chị em ha. Cay và không cay nha mấy chị nha, có hai loại. Bán hàng vậy đúng không chị, cực lắm. Em qua tới đây á, nhiều khi họ em có thiệt ở nhà em ngủ họ ít nhất cũng phải được 8 tiếng em mới dậy. Còn ở bên này như mấy chị nha, có khi 3 tiếng à, có khi 4 tiếng là em phải dậy rồi. Tại vì á họ ở nhà nha mấy chị nha, em là nuống, em nuống khét liệt luôn. Còn qua tới đây là lúc này em phải kêu chồng em dậy sớm. Tại vì cực lắm mấy chị, nó cực hơn rất là nhiều lần. Nó cực, em nói thiệt mấy chị, ở nhà á họ, ví dụ như khổ một thôi, qua đây em phải khổ tới 10. Em mới gom hàng kịp này mấy chị nghĩ đi. Gom hàng, bán hàng, like hàng, rồi đi lấy hàng, rồi đâu phải lấy hàng một lần mà nó có đâu mấy chị, như siêu thị nè, một hàng đâu là một ngày đâu nó có được. Mà từ cái chỗ em ở, từ khách sạn để lên tới siêu thị này á, nó rất là xa, em phải đi bộ. Em đi bộ gần nửa tiếng đồng hồ em mới lên tới đây. Rồi em mới bắt đầu là em gom cho mấy chị. Gom hỏi nhiều khi nó lên nó có một cái hai cái mình phải quay về lại, rồi đợt sau mình phải quay lại mình gom tiếp nữa. Có nghĩa là mình phải đi lên đi xuống rất là nhiều lần mấy chị, nó cực lắm chứ không phải là ai đâu mấy chị. Có trà. À, có trà Thái đỏ xanh không? Có, em mới đi ra rồi. Trà đỏ xanh đó chị, có đó. Rồi nha mấy chị nha, chị nào ăn cái này lên giùm em nha mấy chị nha. Sữa tắm gọi cho bí màu xanh vậy ok chị. Rồi chị nào ưng đi giùm em rong biển. Rong biển cay là rong biển cay trồng có vịt kiệu trên muối đó không? Rồi tính tiền nha mấy chị. Tính ngớp luôn. Chị nào ăn lên giùm em ạ. Chị nào ưng rong biển cay lên giùm em cay nha, còn không cay lên giùm em không cay. Cho mình một túi như em mang nha em. Trời ơi biết rồi, à thêm một túi hả? Dạ dạ chị, thêm một túi. Chị Nguyễn Diễm là thêm một túi. Cho chị một túi em đeo. Dạ chị buôn bán không à, không dễ thôi, không có việc là được rồi. Dạ dạ chị nào lấy giùm em ạ. À, một túi giống chị nha. À một túi đeo ha. Có nước xả vải không chị? Mới like cái chat xong nè em. 49.000 một cục. 49.000 rồi xong tính tới tiền tới cái xô của em rồi. Để em ra cái xô ngoài nha. 49.000 một bịch nha em. Chị có like quần. À. Còn người ta tính tiền tới cái bịch của em rồi. Có trà sữa không chị? Một bịch. Dạ chị, em đang sale còn có 99.000 à. 99.000 à. Ừ, xong rồi, tính tiền xong rồi nha. Đẩy ra ngoài rồi nha. Nha, nha, nha. Quá trời luôn. Đang tính tiền thêm nữa nha mấy chị. Rồi, chua xích lớp luôn nè mấy chị. Đóng hàng vậy, chuẩn bị đóng đi về nữa. Rồi, chị nào mà ăn à, màu xanh, màu đỏ hả? Trà sữa mà nó có bột quá chứ gì chị? Đúng không? Nó có bột không? Để em coi thử đó chị ơi, trà sữa đó chị chưa biết giá luôn á. Rì mấy chị, cái này á, lắc mì lớn luôn 49.000. Chị nào ăn lắc mì lên giùm em lắc mì nha. Cái loại này chua cay tâm dâm của Thái à, 49.000. Tâm dâm chua cay của Thái nha. Túi em đeo nè. Nó nhiều chị nãy giờ hỏi cái con cái mẫu nè. Túi em đeo nha, 175.000. Rồi nha mấy chị, 175.000. Túi em đang đeo 175.000. Coi cận cảnh cái chất da nó giùm em. Coi cận cảnh cái da nó nè. Nha mấy chị coi cận cảnh cái da nó giùm em nè. Ở phía dưới nó có cái đế để mấy chị để nè. À, rồi nha mấy chị nha, 175.000. Đúng rồi em. Cái loại đó để em chụp hình em gửi qua tin nhắn nha. À, rồi em báo giá chị đó, nhiêu tiền em báo giá chị nha. Em một bịch xả vải không có cho chọn màu em ơi. Nè kẹo chanh muối nè. Kẹo chanh muối chị nào lấy lên giùm em 27.000 bịch, chị nào ăn lên giùm em 27.000 bịch. Kẹo chanh muối 27.000 bịch ăn lên giùm em. Kẹo chanh muối 27.000 một bịch nha mấy chị. Dạ ok chị. Kẹo chanh muối 27.000 bịch chị nào lấy giùm em. Có màu đen thôi à chị ơi. Kẹo chanh muối 27.000 bịch chị nào ăn kẹo chanh muối lên giùm em kẹo chanh muối nha. Túi em đeo. Dạ ok chị. Lấy chị 3 túi em đeo luôn. Rồi nha mấy chị nha. Còn kẹo sữa bò bao nhiêu mấy chị? Kẹo sữa bò 27.000 luôn. Kẹo chanh muối 27.000. Kẹo sữa bò 27.000. Chị nào ăn kẹo sữa bò lên giùm em kẹo sữa bò. Chị hai lóc mì Thái. Dạ chị có túi à? Không không nha chị Nhi Lê ơi, không có. Dầu gọi nè, dầu gọi lô re của Thái nè, nó có nè mấy chị, màu đen màu trắng
màu đỏ, màu đen, màu trắng, màu đỏ, màu cam. Màu đen, màu trắng, màu đỏ, màu cam nha. Lên Facebook Thuyền Thủy Lê Hàng Tái sẽ thấy Facebook em á. Ở dễ hỏi search với em nha. Em một túi em đeo ok à. Kẹo sữa bò 2 bịch 27.000 bịch. Kẹo chanh muối. Đồ Diệu Ngân hả? Đổ Diệu Ngân lên số điện thoại nha. Thấy thích quá chị ơi. Mệt quá mấy chị ơi. Lấy áo vú nữa nha. À áo vú lên nó không có đâu em. Một túi em đeo 3 lóc mì Thái. À, 3 bịch kẹo chanh muối, 2 bịch kẹo sữa bò. Dạ ok chị, 2 bịch kẹo chanh muối, 1 lóc mì. Ok mấy chị, 2 bịch kẹo chanh muối, kẹo sữa bò, 1 túi đeo chéo. À 1 túi chị đeo ha. 1 túi chị đeo nha. Em mấy chị kẹo chanh muối 27.000, kẹo sữa bò 27.000. Rồi. Cái này là kẹo Yubi. Kẹo Yubi của Thái, chị nào ăn lên giùm em nha. Em gom mấy chị nha, em gom thêm chứ hồi nãy em cũng gom không có đủ. Nè mấy chị, kẹo Yubi nè. Nó khá nhiều vị nha mấy chị. Kẹo Yubi của Thái ngon cực kỳ luôn, 25.000 một bịch luôn. Kẹo Yubi của Thái 25.000, cái này mà siêu thị nó không có sale, không gom nổi mấy chị 25 đâu. Tại cái bịch này thường hay bán mấy chị 32.000 bịch. Cá dâu gội siêu con em lấy chị chai màu vàng nghe hả? Nếu như mà lấy thì cái chai đó là cỡ tầm 135 cho tới 150 chị. Nó siêu nó không có sale. Thôi để ngày mai em đi siêu thị kia thử nó có sale không nha. Rồi nha mấy chị nha. Túi Chanel bao nhiêu? Đâu phải túi Chanel. Cái này đâu phải túi Chanel đâu mấy chị. 2 bịch kẹo sữa bò, 1 bịch kẹo chanh muối. Túi đeo 175.000 ạ. Dạ ok mấy chị. Có trà sữa không em? Trà sữa có chị. Trà sữa em đang sale 99.000 một bịch ạ. Bữa nào về chạy xuống hốt hết nha. Ta nói giờ tôi á hả, từ từ hãy xuống, tôi còn phải cách ly 3 ngày nữa trời. Nhưng mà hả không sao đâu, có mấy đứa nó lấy hàng cho. Ngày 13 em mới về nha mấy chị nha, có áo nam không chị? Áo nam mai đi, áo lộn mốt đi mới like nha mấy chị nha. Rồi kẹo Yubi 25.000 một bịch, ăn ngon cực kỳ luôn. Ăn rất là ngon luôn nha mấy chị nha, kẹo Yubi của Thái này ăn cực kỳ ngon luôn. Ngon lắm mấy chị nào thử đi. 2 bịch bột trà sữa, cà phê sữa giảm cân mai, mai em, mai mai như em nha, mai cỡ tầm 9 giờ ở trong. Trong ở bên siêu thị kia ngày mai là mấy giờ nó mở cửa ta? 9 giờ hay 10 giờ vậy ta? Em không biết mấy giờ nó mở cửa nữa mấy chị. Nhưng mà ngày mai là em like, em ra 9 giờ thử nó có không? Để em nhắn tin em hỏi thử à. Có trong biển không em? Có, em mới like xong luôn. Em mới like xong luôn. Trong biển này, trong biển có loại cây và loại không cây. Ngon lắm chị, rong biển của Thái ngon tuyệt vời. Rong biển của Thái ngon lắm. Nè chị, rong biển của Thái này em có hai loại, loại đỏ là cây, loại xanh là không cây. À, áo chị mặc có size to, áo chị mặc là từ 40kg cho tới 90kg luôn. Áo chị mặc là 40kg tới 90kg luôn, đủ size. Áo chị mặc là 40kg tới 90kg luôn, đủ size nha. Rồi dầu gội bao nhiêu em? Dầu gội là loại này là 125.000 đó chị, loại này nó đang sale nhiều. Rồi nha mấy chị nha, rong biển không cây 46.000 bịch. Rong biển cây 46.000 bịch luôn. Không cây là 46.000 mà cây cũng 46.000 luôn nha mấy chị nha. Thuốc xay xe 9.000 một vỉ chị. Thuốc xay xe 9.000 một vỉ, sữa tắm ngày mai em like nha mấy chị nha. Sữa tắm ngày mai em like. Rồi lóc mì này mới nãy cái lóc nhỏ là 45.000. Mà cái lóc lớn nó bự hơn mà có 49.000 à. Cho nên em nói mấy chị lấy luôn lóc lớn đi. Lóc nhỏ là lúc đầu em like lóc nhỏ là mấy chị lấy quá trời. Nhưng mà em nghĩ họ thêm có 5 bạc à. Thôi lấy cho mấy chị lóc lớn đi để mấy chị lợi. Cho nên là em lấy luôn lóc lớn cho mấy chị nè. 49 bạc nè mấy chị. Ở lộn 49.000 nè. Kẹo Yubi dầu ok mấy chị. Dầu gội hồng, không phải dầu gội hồng đâu, dầu gội đỏ. Dầu nóng hả? Dầu nóng mai nha Két Linh ơi. Chị chồng có không ạ? Hỏi bà thử đi. Hỏi bà thử mấy cái thùng bự chứ giờ. Cái thùng bự giờ nó còn thùng nhỏ nhỏ không ạ? À? Rồi nha mấy chị nha, rong biển không gái, không cay. À không, rong biển không cay chị lấy mấy bịch? Này chị em có 2 3 bịch. Ý ôi nè, rong biển có cay và không cay chị muốn lấy loại nào? Em có cay và không cay chị muốn lấy loại nào? 2 lóc mì 49 nè. 1 lóc mì lớn vậy em lấy mấy chị mì lớn hết rồi, không lấy mì nhỏ nữa. Đỏ nha em. Dạ. Chị ghi lại giùm em được không? Một chai dầu gội đỏ 125.000, hàng Lore của Thái này, thơm lắm nha mấy chị, thơm lắm. Bánh bông lan hình trái chuối có không? Đây. Mấy bà nghe em đi, bánh bông lan nè. Bánh bông lan nè, 75.000 một hộp siêu bự luôn. 75.000 một hộp siêu bự luôn, chị nó ăn lên giùm em, mới nãy mấy chị lấy họ 5 hộp, 3 hộp hết rồi.
bánh bông lan, bánh bông lan nha mấy chị nha, bánh bông lan, bánh bông lan em bán với chị 75.000 một bịch, chị nào ăn lên giùm em luôn nha mấy chị nha, lóc mì lớn ok mấy chị, bánh bông lan 75.000 bịch, chị nào ăn lên giùm em ha, bánh bông lan 75.000 một bịch nha mấy chị, bánh bông lan 75.000 một bịch, hai vị thuốc xay xe một lóc mì lớn, rồi mấy chị nào lấy lên sớm giùm em nha mấy chị nha. Lấy lên mấy cái thùng thôi, siêu thị cho mấy bà cỡ tầm này chứ sao nữa, cỡ tầm này chứ sao nữa mấy chị nè, mấy chị bay hết gần cả 100 triệu rồi nha mấy chị nha, đi siêu thị mấy chị là gần hết 100 triệu rồi á mấy chị, bốn cái sớ này nè gần 100 triệu rồi mấy chị, gần 100 triệu rồi nha mấy chị nha, gần 100 triệu tiền ngọt luôn, tiền ngọt luôn, trời ơi quá trời luôn à. Trời ơi quá trời luôn. Đây nha mấy chị nha, túi vàng đựng tiền còn không thủy, cứ lên giùm em đi, em cứ lên giùm em đi, em ráng em gom thêm nha mấy chị. Túi vàng 72.000 thôi nha mấy chị nha, túi vàng Phúc Lộc á. Lóc mì lớn ok mấy chị. Em ơi mì Thái ăn cay không em? À chị à, tiếng Thái em không có ghi, không có biết được cái nào là ăn cay cái nào ăn mặn á, em không biết cái nào là ăn cay cái nào là ăn mặn á chị à. Đó, dầu gọi đỏ 125 vậy ok mấy chị, dầu gọi đỏ 125 nè, dầu gọi đen cũng 125.000, dầu gọi trắng cũng 125.000 nha mấy chị. Ưng dầu gọi nào lên giùm em dầu gọi đó nha. Nè cái này là bánh bánh què gì quên mẹ nữa rồi, bánh gì mấy chị, à cơm cháy, cơm cháy trà bông 65.000 bịch, chị nào ăn lấy, em mua về khách sạn em ăn cái mấy chị cũng thấy mấy chị lấy quá trời, chị nào ăn lên giùm em nha, cơm cháy trà bông của Thái 65.000 bịch. Ồ hơi đắt đó mấy chị, hơi đắt đó mấy chị, hơi đắt đó nha mấy chị nha, nhưng mà da em ăn á thì ở bên này mấy chị nha, ăn đồ ăn nó khó lắm mấy chị. Áo mặc có màu trắng không em? Có nha chị ơi. Dầu gọi đỏ 125.000, có cà phê không chị? Cà phê chị em, cà phê sữa hả? Cà phê sữa có. Một túi vàng, mấy chị ghi em là một bóp vàng 72k, một bóp vàng 72k nha. Một bóp vàng 72k nha chồng. Giờ em đi lấy quát chị phân. Đi cho người ta làm cái hóa đơn đó mấy chị ạ. Xuất hóa đơn nó giống như bên Việt Nam mình, nó có hóa đơn đỏ. Ở bên này người ta ấy được cái hóa đơn này cho mình. Có kẹo Milo không? Không có kẹo Milo rồi. Dầu gọi trắng 125.000 à, ok. Dầu gọi đỏ à, ok ạ. À. Chồng đi lấy luôn đi. Đi lấy luôn đi cho để đóng hàng đi. Kịp không? Thôi bye bye mấy chị nha, em đóng hàng nha. Bye bye mấy chị, em đóng hàng cái nha. Em đóng hàng, phụ ổng đóng hàng cái chứ nhiều quá. Phụ ổng đóng hàng cái nha mấy chị chứ nhiều quá. Nhiều quá, hàng nhiều quá. Cà phê sữa bao nhiêu? 99.000 em. Bữa nay chị gom còn có 99.000 nha mấy chị. Rồi thôi bye bye mấy chị nha. Giờ em đi đóng hàng phụ với ổng cái nè mấy chị. Nhưng mình ổng đóng hàng nhiều đây không nổi đâu. Bye bye mấy chị nha. Em cảm ơn mấy chị rất là nhiều nha. Cảm ơn mấy chị rất là nhiều. Cảm ơn mấy chị nha. Cảm ơn mấy chị.